giết hắn, hạ phàm lạnh như băng mở miệng, như là đã đến nơi này một bước, đành phải xuống tay trước, sau đó lại hướng công chúa giải thích, tần vấn thiên một chết, còn không phải bọn hắn nói như thế nào chính là cái gì, mặc dù công chúa mất hứng, cũng không cần biết, chỉ là mẫu thân một phen khổ tâm sợ là muốn nước chảy về biển đông rồi. Bất quá, bọn hắn trường an hầu phủ địa vị vững chắc, hắn ông ngoại nhưng là đi theo đại đế đánh xuống rồi thiên hạ. Mặc dù thanh nhi công chúa đối với bọn họ trường An Hầu Phủ thật sự có ý kiến, cũng dung chuyển không được bọn hắn. Bởi vậy, Hạ Phàm hạ tàn nhẫn mệnh lệnh, Tần Vấn Thiên nghe được Hạ Phàm lập tức trong đôi mắt tách ra chói mắt hàn mang, giết hắn. Hạ Phàm, hạ lệnh chu sát hắn, đây chính là cùng khi trước nhục nhã hoàn toàn bất đồng ý nghĩa, giết hắn, không chỉ có là xem tánh mạng của hắn như là cọng rơm cây rác, thậm chí, cũng không có đem thanh nhi để vào mắt, mặc dù hắn thật chỉ là một nô bộc, cũng không phải bọn hắn có thể giết. Tần Vấn Thiên toàn thân khí thế điên cuồng tách ra, rét lạnh đến cực điểm, một cỗ đáng sợ uy thế cuồn cuộn trời đất tiểu hỗn đản phát ra dung trời tiếng gầm, thân thể của hắn lơ lửng tại trên vòng trời, toàn thân tách ra đáng sợ hào quang vàng trói, giống như do vàng dòng đúc thanh. Oanh, tiểu hỗn đản thân thể biến ảo, sinh ra cánh chim, lưỡi đao như màu vàng cánh chim giống như một thanh chuôi đáng sợ sát phạt lưỡi dao sắc bén, thân thể của hắn lại hóa thân một kim sĩ đại bàng, lơ lửng trên trời, hai con người bắn ra đáng sợ màu vàng kiếm sắc. Sáng chói chói mắt sáng bóng tại trên cánh chim lưu chuyển, chỉ thấy tiểu hỗn đản thân hình lập lòe, hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng lung linh, cánh chim mở ra, trong giây lát cứng cắt hư không, rầm rầm đáng sợ tiếng vang truyền ra, tốc độ của hắn thật là đáng sợ, rất nhiều yêu thú thân thể bị trực tiếp chặt đứt đến, trong chốc lát quấy đến long trời lở đất. Tần Vấn Thiên một bước bước ra, bay thẳng đến Hạ Phàm mà đi, dường như cảm nhận được Tần Vấn Thiên trên người ngập trời uy thế, Hạ Phàm thần sắc khẽ biến, lập tức ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, một chỉ che khuất bầu trời đại trưởng ấn hướng phía Hạ Phàm đẩy đi. Bạch hổ yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía phía trước giết đi qua, nhưng mà Tần Vấn Thiên bây giờ một trưởng hạng gì đáng sợ đến mức nào. Cổ đế chi thành đăng tiên bảng thứ nhất thiên kiêu, phóng mắt bao la vô tận tiên vực, cùng cảnh giới có thể cùng hắn chống lại người cũng khó khăn dùng tìm được nhiều ít. Bạch hổ sống sờ sờ bị chấn giết hết rớt xuống đến, hơn nữa cái kia trưởng ấn uy thế như trước, nghiền áp vòm trời, oanh diệt hết thay. Hạ phàm sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới tần vấn thiên cường đại như vậy, đây chính là thanh nhi công chúa để cho hắn đi theo trái phải nguyên nhân ấy ư, theo cổ đế chi thành đi ra người, quả nhiên đều đáng sợ. Hạ phàm điều động toàn thân lực lượng công phạt chống cự, nhưng như trước bị một trưởng đánh bay ra ngoài, hung hăng té lăn trên đất. Xa xa càng ngày càng nhiều yêu thú chạy tới, thậm chí có tiên yêu cũng thả đi qua, khiến cho tần vấn thiên thần sắc biến đổi, hắn hét lớn một tiếng, nghìn vạn trường ấn đồng thời công phạt, hư không chấn động, một tôn yêu thú trực tiếp phát ra mãnh liệt gào rú, dồn dập bị chân giết, phiến khu vực này mưa máu bay tán loạn. Lúc này, xa xa có một đạo ảo ảnh lập loe mà đến từng bước một hư không nhanh đến kinh người trong nháy mắt hàng lâm nơi đây trong chốc lát chiến đấu dừng lại người tới chính là trường an hầu phu nhân hầu phu nhân đôi mắt dễ thương lạnh giá ánh mắt đảo qua phía dưới con của nàng bị người oanh ngã xuống đất nữ nhân của nàng đồng dạng quần áo trên người không ngay ngắn khóe miệng tràn máu những yêu thú kia chết thì chết tổn thương tổn thương xa xa có một tôn cường giả thân ảnh đạp bước mà đến thấy một màn như vậy đều kinh hãi lạnh mình hầu phu nhân chính là con gái vân vương hậu nhân của danh môn từ trước đến nay bao che khuyết điểm bây giờ tại trong hầu phủ con gái của nàng bị một ngoại nhân cho trọng thương chỉ thấy hầu phu nhân con ngươi băng lãnh nhìn xem tần vấn thiên theo cặp kia trong đôi mắt tần vấn thiên nhìn thấy rồi sát ý mẹ người này vô lễ đến cực điểm vậy mà ngôn ngữ khinh bạc ta hạ liên mang theo khóc nức nở nói ra ta nhục mạ tới hắn hắn lại làm trầm trọng thêm nói ta hầu phủ tính toán cái gì hắn đi theo thanh nhi công chúa, sao lại là đem chính là hầu phủ để vào mắt. Hầu phu nhân trên người khí thế càng là rét lạnh, hướng phía tần vấn thiên cuồn cuộn mà đi, nàng không có lập tức động thủ, tự nhiên là đang tự hỏi. Nàng cái này làm mẹ, sao lại không biết hạ liên lời nói là thật là giả, nhưng đây cũng là hạ liên thông minh chỗ, đến một lần trực tiếp là tần vấn thiên sắp đặt tội danh, công chúa chỗ đó thế nào cũng cho cái lời nhắn nhủ. Tại ta hầu phủ đại khai sát giới, mặc dù đắc tội công chúa điện hạ, ta cũng không cho phép ngươi hầu phu nhân lạnh giá mở miệng, lập tức bàn tay nàng nhô ra, đi phía trước một chỉ đánh ra, trong chốc lát tần vấn thiên chỉ cảm thấy một cỗ vô thượng chi huy hàng lâm, hắn sắc mặt tái nhợt. Dừng tay, xa xa một đạo lạnh giá tiếng hét lớn chuyển đến, thanh nhi sắc mặt tái nhợt, điên cuồng khống chế lấy hư không lá cây đuổi đến bên này. Hầu phu nhân đôi mắt lóe lên, hắn cái này một chỉ như trước rơi xuống, ngày biến ảo, hủy diệt hết thảy, thanh nhi sắc mặt ảm đạm, đây là tiên vương một kích. Thái cổ thần vương chính văn chương 988, công chúa chi nộ một kích này rơi xuống, thanh nhi trong lòng hung hăng rung động lắc lư lấy, nàng quả quyết thật không có nghĩ được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nàng rõ ràng hô dừng tay, trường an hầu phu nhân một kích này như trước rơi xuống, tiên vương một kích, đơn giản có thể muốn tần vấn thiên tính mạng. Tần vấn thiên đồng dạng sắc mặt đại biến, hủy diệt uy năng cuồn cuộn kéo tới, áp lực không gì sánh được, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, một bảo đỉnh trực tiếp xuất hiện vắt ngang ở trước người, giờ phút này chỉ có dùng bảo đỉnh đến ngăn trở một kích này, mặc dù là yêu kiếm cũng không kịp tách ra rồi, huống hồ mặc dù hắn tế ra yêu kiếm ngăn cản cũng đồng dạng ngăn không được. Chỉ có cái này bảo đỉnh, thượng cổ bảo vật, có cơ hội ngăn trở một kích này. Cái kia một chỉ có thể đục lỗ hết thảy, không hề nghi ngờ rơi vào trên người Tần Vấn Thiên, tất nhiên đem Tần Vấn Thiên chu sát, nhưng ngay tại một chỉ hạ xuống song Tần Vấn Thiên trước người xuất hiện bảo đỉnh. Một tiếng nổ vang, cái này một chỉ rơi xuống tiến đánh tại trên bảo đỉnh, khủng bố sang bóng sát ra hoa mỹ hỏa diễm, cái kia lực công kích lượng không hề điên cuồng, mà là nội liễm hủy diệt uy năng, một khi đánh trúng Tần Vấn Thiên sẽ đưa hắn toàn thân phá hủy, tan thành mây khói, nhưng nó tiến đánh tại trên bảo đỉnh, lại không có có thể đục lỗ. Bất quá dù vậy, bảo đỉnh như trước không hăng đụng vào trên người Tần Vấn Thiên, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài, Tần Vấn Thiên tại trong hư không nhổ ra một ngụm máu tươi, lập tức té rớt trên mặt đất. Trường An Hồ phu nhân ánh mắt đáng sợ đến bực nào, nàng trước tiên liền phát hiện một kích này lại giết không được Tần Vấn Thiên, bàn tay lại lần nữa nâng lên, muốn huy động, trực tiếp dùng vô thượng uy năng đem Tần Vấn Thiên Chu tiêu diệt đến. Ngươi lại ra tay ta diệt ngươi cả nhà, một đạo băng hàn thấu xương thanh âm truyền ra, lạnh đến rồi cực hạn. Trường An Hầu phu nhân hạng gì thân phận, nếu là người tầm thường uy hiếp, hắn tất nhiên trực tiếp bỏ qua, nhưng mà đây là tới tự công chúa uy hiếp, hơn nữa, thanh âm này quá lạnh rồi, mặc dù nàng thân là tiên vương nhân vật, như trước có thể cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương, nâng lên tay đúng là vẫn còn không có chém ra đi. lóe lên hào quang, thanh nhi thân ảnh hàng lâm bên cạnh tần vấn thiên, chỉ thấy lúc này tần vấn thiên đã thức dậy, trong mắt lạnh như băng rừng ở trường An Hồ Phu Nhân, lạnh nhạt nói, đường đường trường An Hồ Phủ, vậy mà một đám như thế bọn chuột nhất nhân vật, thật đáng buồn. Người làm càn, Hồ Phu Nhân lạnh như băng mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía thanh nhi, nói, công chúa Điện Hạ, người này tuy là người mang đến, nhưng mà tại ta hầu phủ lại vẫn dám đối với nữ nhi của ta ngôn ngữ khinh bạc, còn đại khai sát giới, quả thực coi trời bằng vung, hy vọng công chúa có thể cho ta hầu phủ làm chủ. chu sát cái này nhiệt xúc người trong hầu phủ lại nguyên một đám như thế vô sỉ. tần vấn thiên đem bảo đỉnh thu hồi, dán mắt vào hầu phu nhân nói người nữ nhân nhục mạ ta cầu nô tài, bây giờ đảo ngược thành ta ngôn ngữ khinh bạc nàng, liền loại nữ nhân như nàng, đưa cho ta ta đều ngại bẩn. ngươi hạ lên đứng dậy ngón tay chỉ hướng tần vấn thiên, sắc mặt tái nhợt giờ phút này hầu phủ cường giả đuổi đến bên này, nhìn về phía tần vấn thiên ánh mắt tất cả đều không ý tốt, vô luận ai là ai nhất định, cái này tần vấn thiên một ngoại nhân, dám ở bọn hắn hầu phủ nói ẩu nói tả, đủ để định hắn tử tội rồi. Thanh nhi trên người khí tức lạnh đến đáng sợ, chỉ thiếu một ít, nếu là chậm thêm một bước, tần vấn thiên liền chết ở hầu phủ, đã bị chết ở tại phụ thân nàng bọn này thuộc hạ trong tay. Nghĩ đến chỗ này, thanh nhi hai tay nắm chặt, trong nội tâm chính là nghĩ mà sợ, lại phẫn nộ, ánh mắt nàng lạnh đến rồi cực hạn vừa xài bước ra, trực tiếp đi tới trường An Hầu Phu Nhân trước mặt. Trường An Hầu Phu Nhân nhìn xem nàng, ánh mắt không e dè cùng nàng đối mặt, nói, hy vọng công chúa là Hầu Phủ thanh danh suy nghĩ, xử trí tặc tử. Thanh Nhi tay nâng lên, trường An hồ Phu Nhân nhíu mày, sau một khắc, trường An Hầu Phu Nhân thần sắc trong lúc đó lạnh giá, nàng tức giận thì phóng ra ngoài, rồi lại không dám hướng Thanh Nhi động thủ, dù sao Thanh Nhi thân phận còn tại đó. Đùng, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, không gian trong lúc đó yên tĩnh vô thanh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này dường như không thể tin được đây là thật mặc dù là trường an hầu phu nhân ánh mắt của nàng cũng cứng tại trong cái này dán mắt vào phía trước con mắt của thanh nhi nàng đường đường trường an hầu phu nhân con gái vân vương tại trong hầu phủ lại bị công chúa cho đánh rồi hơn nữa là trực tiếp một bạt tay đang tại trước mặt tất cả mọi người làm càn một hầu phủ chân thành chi nhân tức giận quát một tiếng chỉ thấy tốt mấy đạo nhân ảnh đi phía trước đạp bước trên người khí thế điên cuồng cuồn cuộn mà ra cút ngay đây là công chúa điện hạ các ngươi muốn tạo phản sao trường an hồ phu nhân đôi mắt quét qua đám người lập tức mọi người câm như hến nhưng mà như trước có người phẫn nộ nói công chúa người biết bản thân đang làm cái gì sao liền tại bọn hắn khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói thanh nhi lại một lần giơ tay lên trường giờ khắc này trường an hồ phu nhân trong ánh mắt bắn ra một đạo cực kỳ lạnh hào quang lạnh như băng mà nói công chúa thanh âm này rất lớn thẳng run đi vào trong óc thanh nhi nhưng mà ánh mắt thanh nhi không có nửa điểm chấn động lại là một cái tát quăng đi ra ngoài đùng thanh âm rất giòn đánh vào hầu phu nhân trên mặt đồng dạng là đánh vào toàn bộ trường an hầu phủ trên mặt tất cả mọi người hô hấp dồn dập gắt gao nhìn về phía trước hạ liên ngây ngần cả người hạ phàm cũng ngây ngần cả người bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này vì tần vấn thiên công chúa điện hạ vậy mà trước mặt mọi người quất hắn đám mẹ con gái vân vương cái tát trường an hầu phủ nhưng là một phương chư hầu A, à, mặc dù là công chúa Điện Hạ, cũng không thể như thế làm càn đi. Huống hồ theo trên thân phận mà nói, nàng coi như là hậu bối, bọn hắn mẹ, nhưng là tiên vương cường già. Người có phải hay không cũng muốn định ta tội chết, thanh nhi lạnh giá dán mắt vào trường an hầu phu nhân, tại trong mắt nàng, căn bản sẽ không quản đối phương là thân phận gì, vừa rồi, chỉ cần nàng đến chậm một bước, tần vấn thiên liền chết tại đây trong tay nữ nhân, nàng chỉ hận thực lực của chính mình không đủ, nếu không cũng không phải là mấy cái cái tát đơn giản như vậy nàng sẽ trực tiếp giết trường an hồ phu nhân không dám công chúa điện hạ trường an hồ phu nhân đem công chúa điện hạ mấy chữ cắn được rất nặng ánh mắt của nàng nhưng lại cực kỳ lạnh như trước như vậy dán mắt vào thanh nhi ngươi có cái gì không dám bằng hữu của ta con gái của ngươi dám động ta hô dừng tay ngươi như trước dám hạ sát thủ ngươi trong mắt còn có tôn ti ấy ư còn có ta cái này trường thanh tiên quốc công chúa sao thanh nhi thanh âm rét lạnh đến cực điểm nàng chưa bao giờ dùng thân phận áp người lúc này đây là lần đầu tiên rất hiển nhiên, nàng là thật sự nổi giận, nàng nghĩ tới lần này mang tần vấn thiên đi trường thanh tiên quốc có thể sẽ gặp phải rất lớn lực cản, nhưng nàng quả quyết thật không có nghĩ được, tại tiên quốc một hầu phủ, đã có người muốn giết tần vấn thiên, nàng sao có thể không phẫn nộ. chung quanh mọi người sắc mặt đều biến đổi, bọn hắn từ nơi này âm thanh lạnh như băng bên trong cảm nhận được thanh nhi phẫn nộ, vị này đại đế sủng ái ông nữ, đang lấy thân phận của nàng, dùng quyền thế của nàng đối với phu nhân nói nói, nàng muốn cho mọi người minh bạch thân phận của nàng, nàng là công chúa, trường thanh đại đế con gái, trường thanh tiên quốc tương lai người thừa kế người được đề cử. Trường An Hầu Phu Nhân cũng thật không có nghĩ được có thể như vậy, nàng dường như cảm thấy câu kia diệt người cả nhà lạnh lùng, cảm thấy cái này vị công chúa điện hạ trên người uy nghiêm, mặc dù nàng là tiên vương cường giả, giờ phút này nội tâm lại nhịn không được có một tia chấn động. Công chúa nói quá lời, chỉ là công chúa bạn bè vô lễ, thuộc hạ một lúc xúc động nhịn không được rơi xuống sát thủ, trường An Hầu Phu Nhân cắn răng nói ra. Đùng, lại là một cái tát, đây là lần thứ ba, trường an hầu phu nhân lời của còn không có rơi xuống, nàng liền đã trúng một tát này, chỉ thấy nàng vươn tay bụng mặt gò má, giờ phút này đã không chỉ là phẫn nộ hai chữ có thể hình dung tâm tình của nàng rồi. Nàng theo sinh ra đến bây giờ, hoặc mấy vạn năm, chưa từng có chịu qua như vậy vô cùng nhục nhã, chưa từng có. Trung quanh trường an hầu phủ cường giả ngơ ngẩn, bọn hắn đã không nói gì. Mẹ, hạ liên thần sắc thương trắng như tờ giấy, nàng khi trước đối với Thanh Nhi cùng với Tần Vấn Thiên khách khí, nhưng lập tức như vậy nhục nhã Tần Vấn Thiên, có thể nghĩ người này cực kỳ khôn khéo kiêu ngạo, nhưng giờ khắc này, trên người nàng kiêu ngạo không còn sót lại chút gì, bị Thanh Nhi cường thế triệt để phá hủy. Nàng trong lúc đó có chút hối hận, là nàng càn dỡ ngang ngược, mới làm hại mẹ trước mặt mọi người bị nhục nhã, làm hại toàn bộ hầu phủ hồ thẹn. Tần Vấn Thiên, hạ liên con người băng lãnh dán mắt vào Tần Vấn Thiên, sát ý lập lòe, nàng nằm mộng cũng muốn không đến, Thanh Nhi công chúa sẽ vì thanh niên này như vậy điên cuồng, không có người nghĩ đến, khi trước nàng cùng hạ phàm còn nghĩ đến hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp đem tần vấn thiên chu sát tại hướng Thanh Nhi xin lỗi, bây giờ xem ra là cỡ nào buồn cười, như là khi trước thật sự giết chết tần vấn thiên, chỉ sợ trường an hầu phủ sẽ bị Thanh Nhi nhấc lên được long trời lở đất. Công chúa Điện Hạ, mặc dù phu nhân có sai, công chúa Điện Hạ làm như vậy, chẳng phải để cho thuộc hạ thất vọng đau khổ, có người đứng ra mở miệng nói. Không sai, dù sao cũng là công chúa Điện Hạ bạn bè khinh bạc Hạ Liên Tiểu Thư trước đây, công chúa Điện Hạ vì bạn bè, có thể như vậy nhục nhã hầu phủ à. Tên còn lại lớn tiếng nói, mặc dù hắn cúi đầu, lộ ra cung kính, nhưng ngôn ngữ hiển nhiên không phục. Trường An Hồ Phu Nhân dừng ở Thanh Nhi, đã thấy lúc này, Thanh Nhi thân thể chậm rãi chuyển qua, trong mắt lạnh như băng quét về phía mọi người. Khinh bạc Hạ Liên, nàng, cũng xứng. Thanh Nhi lạnh như băng nhìn xem mọi người, những người này trước mặt mọi người tại trước mặt nàng vu oan tần vấn thiên, quả thực là buồn cười. Tần vấn thiên, ngôn ngữ khinh bạc hạ liên, thanh nhi dán mắt vào mọi người lạnh như băng mở miệng nói, tần vấn thiên, cổ đế Tri thành, đang tiên bảng đệ nhất thiên kiêu. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc cứng lại, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người tần vấn thiên, bọn hắn rất nhiều người dù chưa từng đi cổ đế chi thành, nhưng đương nhiên nghe nói qua. Cổ đế chi thành, tất cả đều hậu nhân đế vương, thiên kiêu như mây. Người này, cổ đế chi thành, đang tiên bảng thứ nhất. Mặc dù là trường An Hầu Phu Nhân, giờ phút này ánh mắt cũng cứng xuống, nàng đương nhiên minh bạch của đế chi thành đăng tiên bảng đệ nhất thiên kiêu sức nặng, không hề nghi ngờ, tương lai tần vấn thiên tất nhiên cũng sẽ trở thành tiên vương nhân vật. Hạ liên cùng hạ phàm sắc mặt cứng đờ, nghĩ đến bản thân đối với tần vấn thiên nhục nhã, trong nội tâm không gì sánh được phức tạp, cái này, mới là thanh nhi công chúa tức giận nguyên nhân sao? Đương nhiên không phải, mặc dù là đăng tiên bảng đệ nhất thiên kiêu, lại cùng thanh nhi có quan hệ như thế nào? chỉ thấy lúc này thanh nhi thân hình lập lòe đi đến tần vấn thiên bên người nàng vươn tay bắt được tần vấn thiên tay hai người sóng vai mà đứng một màn này lại để cho mọi người đồng tử co rút lại nội tâm rung động lắc lư hạ liên nàng cũng xứng thanh nhi lạnh lùng nói cái kia động tác đơn giản phảng phất là mạnh nhất có lực cái tát quật mọi người trên mặt tần vấn thiên cùng nàng là một đôi hắn sẽ đi khinh bạc hạ liên hạ liên nàng cũng xứng vu oan nói dối tự sụp đổ Mấy chép này hay vờ lờ luôn Trường An hầu phủ, Thanh Nhi nắm tần vấn thiên tay, chung quanh đám người tất cả đều ánh mắt ngưng kết, Trường An hầu phủ đám người trên mặt nóng hừng hực, bọn hắn ngay trước mặt Thanh Nhi công chúa một mực tại nói xấu nàng người thương, khó trách nàng biết nổi giận, khó trách nàng biết trực tiếp hít phu nhân ba cái cái tát, đơn giản là Thanh Nhi công chúa cùng thanh niên trước mắt, chính là một đôi người yêu. Tần Vấn Thiên, đang tiên bảng đệ nhất cường giả, Tần Vấn Thiên, hắn và công chúa mến nhau, nàng biết ngôn ngữ khinh bạc Hạ Liên, thiên phú, tư sắc, thân phận, hạ liên lấy cái gì cùng thanh nhi công chúa đi so. Huống hồ chỉ cần đám người không phải người ngu liền có thể rõ ràng, hạ liên mặc dù thân phận không phiền, chính là trường an hầu phủ thiên kim, vốn lấy tần vấn thiên đăng tiên bảng đệ nhất thiên tư, hắn nếu là muốn bái nhập vị nào tiên đế môn hạ cũng là có người thu, nhân vật như vậy, xứng hạ liên nhân vật như vậy dư xài, tần vấn thiên nếu là đầu óc không kém, cần phải đi ngôn ngữ khinh bạc nàng. Dạng này bêu xấu hoang ngôn tại thời khắc này lộ ra cực kỳ buồn cười nhất là hạ liên nàng chỉ cảm thấy trên mặt đau rát đau nhức giống như là nàng cũng bị người rút cái tát vậy buồn cười nàng vừa rồi luôn mồm xưng tần vấn thiên vì cầu nô tài mảnh không gian này trong lúc đó yên tĩnh trở lại bây giờ đúng sai tùy tiện có thể biện hạ liên nói xấu công chúa người yêu mà là vận dụng yêu thú vây quét muốn chu sát nếu là hướng nghiêm trọng mà nói đây là đại nghịch bất đạo phạm thượng cho dù tần vấn thiên không phải thanh nhi công chúa người yêu chỉ là bằng hữu cũng không phải hạ liên có thể nói xấu chu sát đây quả thực là đánh mặt của công chúa. Trường An Hầu phu nhân cái này mấy bàn tay, thanh nhi công chúa đánh cũng là đánh vô ích. Tần Vấn Thiên một mực cười lạnh nhìn lấy đây hết thảy, hắn cũng không nghĩ tới, tại trường Thanh Tiên Quốc một cái hầu phủ, những người này hoàn tất suýt nữa muốn mệnh của hắn, đây chính là chư hầu một phương, trưởng một phương quyền hành, mặc cho ai đều không để vào mắt, mặt mũi của thanh nhi, bọn hắn cũng không làm sao cho. Trước đó vô luận là hạ phàm vẫn là trường An Hầu phu nhân hạ sát thủ thời điểm, chắc hẳn cũng đã đem thanh nhi tồn tại cân nhắc tới, vẫn như cũ muốn tiền trảm hậu tấu, đến lúc đó hắn vừa chết, không có chứng cứ, sau đó đem nước bẩn toàn bộ dội ở trên người hắn. Thanh nhi giờ phút này cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ánh mắt lạnh lùng như cũ, nếu là tần vấn thiên bên ngoài cùng người tranh phong gặp được nguy hiểm nàng chỉ có thể nhận, nhưng nơi này là trường thanh tiên quốc cấp dưới trường An Hầu Phủ, nàng công chúa thân phận, mang tần vấn thiên tới đây, tần vấn thiên suýt nữa chết ở chỗ này, bị nàng thuộc hạ giết chết mà lại là ở trước mặt nàng. Thanh Nhi, làm sao lại từ bỏ ý đồ? Con người băng lãnh rơi vào Hạ Liên trên người, Thanh Nhi lạnh như băng nói, Hạ Liên, nói xấu Tần Vấn Thiên trước đây, sau đó liên thủ hạ phàm, đối với Tần Vấn Thiên hạ sát thủ, lại sau đó, Trường An Hầu Phu Nhân Vân Thị, không hỏi nguyên do, tại ta hạ lệnh dừng tay tình hình dưới, vẫn như cũ ra tay với Tần Vấn Thiên, muốn đem hắn chu sát, trong mắt các ngươi, căn bản cũng không có đem ta cái này công chúa để vào mắt, không có đem Trường Thanh Tiên Quốc để vào mắt, không có đem ta phụ thân để vào mắt này tội làm sao định thanh nhi dứt lời nàng ấy con người băng lãnh nhìn chăm chú trường an hồ phu nhân nghe được nàng chung quanh trường an hồ phủ cường giả mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cái này tội danh hoàn toàn chính xác lớn hơn hơn nữa thanh nhi công chúa hiển nhiên không định làm tốt việc này đem trường thanh tiên quốc trường thanh đại đế đều rời ra trường an hồ phu nhân khóe miệng có chút co quắp sắc mặt khó xử bây giờ nàng căn bản không có bất kỳ lý do gì phản bác thanh nhi lời nói hạ liên là ngươi nói xấu công chúa bằng hữu sao? Trường An Hầu Phu Nhân lạnh như băng mở miệng, nàng hiện tại chỉ có liều chết, trừ cái đó ra, chẳng lẽ muốn nàng và công chúa trở mặt? Nói như vậy, liền thật là không có chút nào bất luận cái gì khoan nhượng, hắn như cùng đại đế cưng chiều ấu nữ trở mặt, cho dù phụ thân nàng vân vương, cũng không giữ được nàng, mẫu thân, hạ liên sắc mặt tái nhợt, mở miệng nói, trước đó tần vấn thiên nàng xác thực ngôn ngữ đối với ta có chỗ khinh bạc, ta mới phẫn nộ xuất thủ, cho dù hắn là công chúa người yêu, nhưng lại không thể nhân phẩm của hắn, bây giờ, Hạ Liên cũng chỉ có liều chết, nếu không, chính là tọa thật bêu xấu tội danh. Thanh Nhi cùng Tần Vấn Thiên đều cười lạnh, chỉ thấy trường An Hầu Phu Nhân mở miệng nói, công chúa, trước đó ta nhất thời xúc động, chưa tra ra chân tướng liền phẫn nộ xuất thủ, là thuộc hạ tội, nhưng mà công chúa cũng đã trừng phạt thuộc hạ, về phần chuyện này, ai đúng ai sai thuộc hạ nhất định điều tra rõ, đến lúc đó cho công chúa một cái công đạo, kéo, bây giờ đối với Trường An Hầu Phu Nhân mà nói biện pháp tốt nhất, chính là trước đem việc này kéo lấy, đem thanh nhi đưa tiễn, người cũng biết mình chưa tra ra chân tướng liền ra tay giết người như thế che chở bao che khuyết điểm, chờ ngươi điều tra rõ. chê cười sao? tần vấn thiên cười lạnh một tiếng, thanh nhi cũng mở miệng nói, ta hỏi lại ngươi một tiếng, ngươi có cho hay không một cái công đạo? thanh nhi nàng không thích nói chuyện, càng không thích nháo sự, nhưng lần này vì a vấn thiên, nàng nhất định phải đứng ra. chỉ là một cái trường an hầu phu nhân cũng dám đưa tần vấn thiên vào chỗ chết nàng mang tần vấn thiên nhập hoàng cung, tần vấn thiên đối mặt áp lực, nên lớn bao nhiêu. Đây là nàng không thể nhịn được, tần vấn thiên chính là công chúa người yêu, công chúa tự nhiên là tín nhiệm hắn, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu chân tướng, công chúa ít nhất phải tra cho ta thanh chuyện này cơ hội đi, trường an hầu phu nhân vẫn như cũ không chịu nhận tội, ngụy biện nói. Thanh Nhi bước chân đi ra ngoài, hướng phía Hạ Liên đi đến, một màn này để trường an hầu phu nhân thần sắc cứng lại, Hạ Liên đồng dạng sắc mặt cứng đờ, đông, ngừng đại hư không ba động nở rộ ra, thanh nhi thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại hạ liên trước người, đưa tay đem hạ liên bắt lấy, trong chốc lát một cổ kinh khủng không gian lực lượng đem hạ liên bao phủ trong đó, trường an hầu nhân thần sắc đều là đại biến, nhưng mà, cho dù là trường an hầu phu nhân cũng không có xuất thủ ngăn cản, nàng ngăn cản nhất định phải đối với thanh nhi động thủ, như thế, sự tình sẽ chỉ lớn hơn. Người nếu muốn bao che, như vậy ta chỉ có tự mình động thủ, ta và tần vấn thiên đến trường an hầu phủ làm khách. Tần Vấn Thiên lại gặp nói xấu hiểm bị chu sát, hạ liên phạm thượng giết ta bằng hữu, đây là, tội chết, thanh nhi thanh âm lạnh như băng truyền ra, hạ liên nhìn thấy cặp kia lạnh như băng đôi mắt, nàng rốt cuộc biết sợ hãi, thân thể đều khẽ run. Công chúa, phụ thân ta vân vương vì đại đế lập xuống chiến công hiển hách, ta trường an hầu phủ vì đại đế chấn thủ một phương, chẳng lẽ công chúa chỉ tin phán đoán của mình liền muốn giết ta nữ nhi, giết vân vương ngoại tôn nữ, để tiên quốc chư hầu thất vọng đau khổ à, trường an hầu phu nhân đem vân vương đem Trường An hầu phủ chuyển ra, lấy đại nghĩa ép Thanh Nhi. Bởi vì Vân Vương chiến công hiển hách, bởi vì Trường An hầu phủ công lao hãn mã, các ngươi liền có thể ở ngay trước mặt ta giết ta bằng hữu, nếu như các ngươi công lao lớn hơn chút nữa, có phải hay không liền có thể ngay trước mặt phụ thân ta giết ta?" Thanh Nhi lời vừa nói ra, đám người đều sợ mất mật, đạo này tiếng nói, đủ hung ác. Âm, cuồng bạo không gian tê liệt lực lượng từ trên người Thanh Nhi nở rộ ra, đám người sắc mặt đại biến, Trường An hầu phu người quát to, "Công chúa công chúa xin dừng tay, trong hư không truyền ra một đạo phích lịch thanh âm, chỉ thấy một uy nghiêm thân ảnh xuất hiện, dậm chân hư không, trong nháy mắt dáng lâm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thanh nhi cùng hạ liên bên kia, mở miệng nói, trường an hầu giáo nữ nhân vô phương, phải nghiêm thêm bảo đảm, trùng điệp trách phạt, còn mời công chúa tha cho nàng một mạng, thanh nhi quay đầu lại nhìn lấy xuất hiện trường an hầu, khí thế của nàng không có nửa điểm thu liễm, hàn ý thậm chí càng thêm mãnh liệt, nàng xem thấy trường an hầu, lạnh như băng nói, bế quan, nguyên lai like, trường an hầu một mực nhìn lấy con gái của ngươi nói xấu tần vấn thiên nhìn lấy bọn hắn liên thủ vây quét chu sát tần vấn thiên nhìn lấy phu nhân ngươi không phân xanh đỏ đen trắng hạ sát thủ tốt một cái trường an hầu phù. vừa nói thanh nhi tóc dài bay lên khí thế lạnh đến cực hạn trường an hầu sắc mặt đại biến lập tức chỉ thấy thanh nhi bàn tay đẻ xuống vô tận không gian sát phạt lực lượng đánh xuống hạ lên ngửa đầu tóc dài loạn tung bay trong miệng phát ra một đạo thê thảm thanh âm giờ khắc này sắc mặt của mọi người đều trắng bệch như tờ giấy hạ liên tràng an hầu phu nhân bước ra một bước trực tiếp giáng lâm thanh nhi bên người trên người nàng phóng thích cực kỳ đáng sợ uy áp càn quét ra rơi vào trên người thanh nhi nhưng mà thanh nhi cứ như vậy ngẩng đầu nhìn nàng trường an hầu phu nhân dám động thủ sao trường an hầu đồng dạng giáng lâm lôi kéo trường an cánh tay của hầu phu nhân để cho nàng nhẫn nếu là thật sự ra tay với công chúa chính là tạo phản đại đế trách tội xuống đừng nhìn Trường An hầu phủ chư hầu một phương quyền thế ngập trời, trong nháy mắt liền có thể hôi phi yên diệt. Công chúa dạng này người hài lòng chưa? Trường An hầu phu nhân thanh âm run rẩy, nhìn lấy chậm rãi ngã xuống hạ liên. Thanh Nhi nhìn lấy nàng chậm rãi phun ra một thanh âm, ngươi nên may mắn gặp phải là bây giờ ta. Nếu như ta có đủ thực lực, hôm nay tất cả phạm thượng ra tay với tần vấn thiên quang người, một cái cũng sẽ không lưu lại. Bao quát ngươi, Thanh Nhi nhìn lấy Trường An hầu phu nhân cường thế thanh âm lạnh như băng để cho nàng cảm thấy toàn thân một trận ý lạnh, nàng chân thiết cảm nhận được cái này công chúa quyết tâm, nàng rốt cuộc minh bạch hạ liên sai rồi, sai vô cùng, lấy tẩn vấn thiên tại công chúa trong lòng địa vị, như cái này công chúa có đủ thực lực, sẽ đem hầu phủ san thành bình địa. Nhưng mà hạ liên, hết lần này tới lần khác nói xấu thậm chí ra tay giết tần vấn thiên, có thể nào mạng sống. Người này, không thể gây, trường an hầu phủ đám người nhìn lấy tần vấn thiên, thầm nghĩ trong lòng, động đến hắn, chính là làm tức giận công chúa phải ngược, trường An Hầu phủ, không thể chiêu vào. Trường An Hầu, ta ra lệnh ngươi lập tức mở ra truyền tống đại trận, đưa ta tiến về Hoàng Cung. Thanh Nhi nhìn lấy trường An Hầu đạo, trường An Hầu thần sắc cứng ngắc, ngữ khi cứng rắn nói, đúng, công chúa. Dứt lời, chỉ thấy thân thể của hắn chuyển qua, đạp không mà đến, Thanh Nhi cùng Tần Vấn Thiên đuổi theo, chỉ thấy Tần Vấn Thiên vươn tay lôi kéo Thanh Nhi, nắm thật chặt, hắn tự nhiên biết, Thanh Nhi cường thế như vậy, cũng là vì hắn không chỉ có là tại trường An Hầu Phủ, cũng là vì tại Hoàng Cung, Tần Vấn Thiên có thể đặt chân ở người vương hầu kia nơi tụ tập, để những người kia không dám tùy tiện xúc phạm hắn, nếu không một cái trường An Hầu Phủ cũng dám lấy mạng của hắn, đến rồi Hoàng Cung, ai còn quan tâm hắn Tần Vấn Thiên. Truyền tống trận nơi ở, quang mang chớp diệu, truyền tống trận mở ra, Tần Vấn Thiên cùng Thanh Nhi bước vào trong đó, nương theo lấy một trận mãnh liệt không gian ba động lập loè ra, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Ở tại bọn hắn biến mất sát na, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người trường an hầu quét sạch ra hóa thành đáng sợ phong bạo thân hình run lên trong nháy mắt hắn liền về tới hạ liên ngã xuống địa phương chỉ thấy giờ phút này bên trong vẫn như cũ yên tĩnh im ắng trường an hầu phu nhân ôm hạ liên thi thể lạnh như băng nói ta muốn mang hạ liên tiến về hoàng cung đám người trong lòng run rẩy biết phu nhân muốn làm gì đây là muốn đi tìm vân vương cáo trạng trường thanh tiên quốc hoàng cung từng tòa tiên cung cổ điện đứng sừng sững vượt ngang vạn dặm khu vực Giống như một tòa chân chính thành trì, tòa này hoàng cung, cư trú trường thanh tiên quốc rất nhiều vương hầu, chính là trường thanh tiên quốc tuyệt đối trung tâm, tụ tập trường thanh tiên quốc mạnh nhất đế vương nhân vật. Cái này cuồn cuộn hoàng cung mỗi một tòa tiên cung cổ điện, toàn bộ đều là vương hầu phủ đệ, đều không ngoại lệ, tùy ý bước vào một tòa bên trong hành cung, bên trong đều sẽ có quân đoàn tinh anh, có tiên vương cấp bậc cường giả. Vương hầu nhân vật là có bản thân quân đoàn, bọn họ hành cung phủ đệ, cũng như cùng một san sát thành nhỏ vậy động một tí vượt ngang mấy trăm dặm khu vực, một chút tiên quốc phong vương nhân vật hành cung, thậm chí vượt qua ngàn dặm, chỉ có đến rồi trường thanh tiên quốc hoàng cung, mới chính thức có thể hiểu trường thanh tiên quốc cường giải nhiều không kể xiết, khủng bố đến mức nào. Có thể nói, trường thanh tiên quốc hoàng tộc tinh anh, tất cả đều tụ tập ở này. Đương nhiên, trong hoàng cung huy hoàng nhất chi địa, không hề nghi ngờ, chính là ở vào tòa thành trì này chính giữa nhất đế vương cung, trong hoàng cung đế vương cung, Nơi đó, là Trường Thanh Đại Đế cùng Tiên Đế dòng dõi cùng dòng chính quân đoàn chỗ ở, cho dù là Vương Hầu nhân vật muốn bước vào trong đó, cũng phải đi qua thông báo. Lúc này, trong hoàng cung truyền tống trận khu vực, một đạo quang mang lập lòe sáng lên, cường quang nở rộ, hai bóng người xuất hiện ở một bên trong tòa đại trận, thủ hộ đại trận cường giả ánh mắt nhìn về phía người tới, thần sắc nghiêm lại, lập tức quỳ một chân trên đất, khom người hô, công nghênh công chúa hồi cung, công nghênh công chúa hồi cung. Từng đạo từng đạo thanh âm vang vọng mảnh không gian này chỉ thấy thanh nhi trực tiếp dậm chân ra bàn tay huy động không gian lá cây xuất hiện nàng và tần vấn thiên bước vào trong đó tiếp tục tiến lên cho dù đến rồi hoàng cung muốn đi trước đế cung vẫn như cũ còn cách một đoạn cung nghênh công chúa hồi cung to rõ thanh âm rung động giữa thiên địa thanh nhi cùng tần vấn thiên cũng đã trong hư không xuyên thẳng qua trên hư không tần vấn thiên nhìn trước mắt tiên quốc hoàng cung trong lòng rung động tột đỉnh cái kia từng tòa rộng lớn hành cung đều là chú đóng quân đoàn phảng phất mỗi một tòa hành cung cũng như cùng một tòa hoàng cung vậy hắn tự nhiên biết những thứ này phủ đệ đều là trường thanh tiên quốc vương hầu hành cung phủ đệ tất cả đều là trường thanh tiên quốc trung tâm quyền lực chính là nhân vật có thao thiên quyền thế như là trường an hầu như vậy nhân vật mặc dù cũng là hầu nhưng lại đều không có tư cách tiến vào cái này quyền lợi trung tâm mà là chấn thủ một phương rất nhanh thanh nhi công chúa từ cổ đế tri thành trở về trở lại trong cung tin tức truyền ra lúc này nàng và tần vấn thiên thậm chí còn tại ngự không phi hành rất nhiều trong phủ đệ đã có vương hầu nhân vật đã biết. Thanh nhi công chúa đã trở về, thiên tượng cửu trọng cảnh giới đỉnh cao, hẳn là khoảng cách tiên đài không xa. Dạ nhi, công chúa hồi cung, về sau ngươi nhiều tiến về đế cung đi lại. Hải tử, Thanh nhi công chúa trở về, bên người còn mang theo một người thanh niên, cùng ngươi tuổi tác tương tự, phải nắm chặt a. À, tôn nhi, công chúa từ trước đến nay đối với cùng thế hệ thanh niên không tỏ ra thân thiện, như có thể có được công chúa hảo cảm thì có hy vọng rất lớn a. À tại tất cả đại phủ để bên trong hành cung, có từng đạo từng đạo thanh âm truyền ra, rất nhiều đều là nhắc nhở hậu bối người thanh niên vật, đồng dạng còn điểm tới tần vấn thiên. Thanh nhi công chúa chính là đại đế sủng ái nhất âu nữ, thiên phú dị bẩm mặc dù trường thanh đại đế tương lai thế tất yếu vì nàng chọn một tuyệt đại nhân vật thiên kiêu, nhưng càng lớn quyền chủ động vẫn là tại thanh nhi công chúa trong tay A, tại đại đế chính thức xác nhận con rể trước đó, bất kỳ người nào đều là có cơ hội, không đi tranh, liền một tia cơ hội cũng không có đây là tất cả mọi người cùng chung ý tưởng. Điểm ấy, trường thanh đại đế mình cũng là biết đến, bất quá những chuyện này hắn từ trước đến nay đều chẳng muốn quản, từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính có thể có được nữ nhi của nàng yêu ái, một cái đều không có. Hư không lá cây pháp bảo tiếp tục qua lại hư không bên trên, ở một tòa to lớn vương cung ngoài phủ đệ thả chậm xuống tới, đây là trong hoàng cung rất nhiều phủ đệ trong đó một tòa, uy nghiêm hùng vĩ, chỉ thấy phía dưới có một đội áo giáp quân đằng không mà lên, khi bọn hắn nhìn người tới về sau ánh mắt run lên tất cả đều trong hư không quỳ một chân trên đất, cung kính nói, bái kiến công chúa, cô cô trong cung sao. Thanh Nhi thản nhiên nói, hỏi một tiếng, khởi bẩm công chúa, trường bình công chúa trong cung, một người cầm đầu cung kính đáp lại nói. Các ngươi đi làm việc đi, Thanh Nhi nhàn nhạt, nhạt một giọng nói, tiếp tục hướng phía trước dạo bước ra, tòa phủ đệ này chính là Thanh Nhi thân cô cô, trường thanh đại đế muội muội phủ đệ, đồng dạng cũng là một vị công chúa nhân vật, trường bình công chúa. Tần Vấn Thiên cũng không nói gì, cũng không có hỏi chỉ là đi theo thanh nhi một đường hướng phía trước mà đi hướng phía tòa phủ đệ này khu vực trung tâm mà đến trên đường đi không ít cường giả nhìn thấy bọn hắn tất cả đều kho người hoan nghênh thanh nhi công chúa giá lâm tự nhiên là không có người biết cản hơn nữa trường thanh tiên quốc hoàng cung đám người đều biết thanh nhi công chúa người thân cận rất ít trường bình công chúa là số ít cực kỳ cùng thanh nhi công chúa quan hệ rất tốt thanh nhi công chúa cũng thường xuyên đến trường bình công chúa phủ nơi xa có một nhóm thân ảnh hướng phía hư không dạo bước người cầm đầu chính là một bạch y mỹ nhân, nhìn một cái chỉ có ngoài 30, mỹ nhan đến cực điểm, khí chất xuất trần, vô luận là da thịt trắng noãn vẫn là dáng vẻ là lướt, đều có thể xưng hoàn mỹ, cái này khiến tần vấn thiên thầm nghĩ, người một nhà này, xem ra đều là đại mỹ nữ. Thanh nhi nha đầu đã trở về, áo trắng mỹ nữ đối thanh nhi nhàn nhạt cười một tiếng, cực kỳ phong tình, thoạt nhìn nàng mặc dù cũng rất trẻ trung, nhưng nàng nhìn lấy thanh nhi ánh mắt lại mang theo nhìn vãn bối cưng chiều, nàng tuổi thật, thế nhưng là so thanh nhi lớn quá nhiều bái kiến thanh nhi công chúa điện hạ trường bình công chúa sau lưng đám người đối thanh nhi khẽ kho người hô cô cô thanh nhi thúy xanh xanh quát lên đã thấy lúc này trường bình công chúa chạy tới trước người nàng lại cười nhìn tần vấn thiên một chút nói thế nào cho người cha mang theo con rể đã trở về trường bình công chúa hiển nhiên cũng là cơ chí tri nhân thanh nhi đem người đều trực tiếp đưa đến trong hoàng cung đến rồi hơn nữa cùng tần vấn thiên đi sóng vai hai người cách xa nhau chỉ có một quyền khoảng cách nàng đối với cháu gái của mình thế nhưng là hiểu rõ vô cùng, bình thường nam nhân căn bản không có thể cận kề thân, huống chi là một quyền khoảng cách, còn dẫn tới nàng nơi này, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ánh mắt của nàng đánh giá tần vấn thiên, tự hồ muốn tần vấn thiên cho nhìn thấu đến, trên mặt thủy trung mỉm cười, nàng rất ngạc nhiên, nam nhân như thế nào, có thể có được nàng bảo bối cháu gái yêu ái. Càng làm trường bình công chúa giật mình là, tại nàng nói ra cái kia đùa dẫn lời nói về sau, thanh nhi, vậy mà không có phủ nhận, cái này không hề nghi ngờ, là chấp nhận nàng và tần vấn thiên quan hệ xem ra thanh nhi là nghiêm túc vãn bối tần vấn thiên xin ra mắt tiền bối tần vấn thiên bị trường bình công chúa dò xét đến có chút không được tự nhiên nhưng vẫn như cũ đúng mực khom người tỏ vẻ tôn kính thanh nhi cái thứ nhất mang tự mình tiến tới gặp người là cô cô của nàng hiển nhiên nữ tử trước mắt tại thanh nhi trong lòng địa vị rất cao tiểu gia hỏa có thể đuổi tới ta bảo bối chất nữ lợi hại ngươi là làm sao đắc thủ trường bình công chúa nhìn lấy tần vấn thiên trêu ghẹo cười nói nàng thực sự rất ngạc nhiên ra hỏa này là thế nào đưa nàng cái kia lãnh mỹ nhân chất nữ theo đuổi được tay tiền bối chê cười ta và thanh nhi rất sớm đã đã quen biết tần vấn thiên mở miệng nói lời này vừa nói ra trường bình công chúa con người lóe lên nói lạp tử thế giới ư ừ. tần vấn thiên gật đầu từ lạp tử thế giới đuổi tới tiên vực đi tới ta trường thanh tiên quốc trường bình công chúa đôi mắt có phong mang lấp lóe trong nháy mắt đối với tần vấn thiên coi trọng, dạng này nghị lực, không phải đại gian chính là đại ái. Ta 16 tuổi năm đó cùng Thanh Nhi quen biết, Thanh Nhi bị tiếp hồi tiên vực mấy năm về sau, ta cũng bị một vị tiên đài tiền bối từ lạp tử thế giới đưa đến tiên vực, sau tham gia đông thánh tiên môn cử hành trăm năm buổi lễ long trọng, gặp Lưu Ly công chúa, Lưu Ly công chúa nói cho ta biết Thanh Nhi tại cổ đế Chi Thành, thế là ta xin nhờ một vị tiền bối tiến về cổ đế Chi Thành, tìm được Thanh Nhi. Thanh Nhi mang tần vấn thiên tới đây, hắn biết mình muốn tại hoàng cung đứng vững gót chân nhất định phải có người giúp đỡ chính mình cùng thanh nhi bởi vậy hắn dùng đơn giản mấy câu đem sự tình nói rõ ràng vì chính là để trường bình công chúa không đi hoài nghi dụng tâm của hắn đối với hắn sinh ra hào cảm thanh mai trúc mã trường bình công chúa cười còn liên lụy đến lưu ly công chúa tần vấn thiên lời này vừa nói ra trường bình công chúa lập tức biết rất nhiều tin tức đầu tiên có thể bị mang đến cổ đế tri thành thiên phú của bản thân hắn không cần đến cực điểm hơn nữa sau lưng của hắn đứng đấy một vị đế vương nhân vật cô cô ta trước đem hắn đặt ở ngươi nơi này ngươi giúp ta chiếu cố hắn ta đi gặp phụ thân thanh nhi đối trường bình công chúa nói ra trường bình công chúa tự nhiên biết nha đầu này cũng không khả năng một vùng tần vấn thiên đến hoàng cung liền trực tiếp dẫn tới nàng ấy đại đế huynh trưởng trước mặt đi được tiểu tử này giao cho ta là được trường bình công chúa cười nói thanh nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía tần vấn thiên nói khẽ ngươi tạm thời trước ở cô cô ta nơi này được không ừ Tần Vấn Thiên nhẹ gật đầu, Thanh Nhi, người đi đi. Thanh Nhi gật gật đầu, sau đó quay người rời đi, Trường Bình công chúa đối Tần Vấn Thiên nói, đi, chúng ta xuống dưới, ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi tiểu tử này đâu, ngươi là Đông Thánh Tiên đế đệ tử. Tần Vấn Thiên cười khổ lắc đầu, nói, Đông Thánh chỉ sợ đối với ta hận thấu xương. Chỉ giáo cho, Trường Bình công chúa lộ ra thú vị chi sắc, Tần Vấn Thiên lại có thể để Đông Thánh Tiên đế hận hắn. Lúc trước Thanh Nhi bị tiếp hướng tiên vực thời điểm, từng xin nhờ trường thanh đại đế để đông thánh tiên đế tiến về ta ở tại lạp tử thế giới thu đồ đệ, ta tại tất cả vòng trong khảo hạch đều là đệ nhất, cuối cùng đông thánh tiên đế nhưng phải ta ngàn năm mới có một lần tự do, ta không đồng ý lợi dụng ta phẩm tính không tốt đem ta trục xuất, làm nhục ta, về sau ta cũng biết, đây là hắn cố tình làm. Tần vấn thiên chậm rãi mở miệng, đem sau này sự tình cũng nói đơn giản dưới, nói, về sau tại cổ đế chi thành, ta lại làm vào hắn trước mặt tiên niệm chu sát đệ tử của hắn khuyết thiên dịch có gan phách, khó trách Thanh Nhi nhà đầu sẽ thích ngươi." Trường Bình công chúa nở nụ cười, liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, đồng dạng là ở hoàng cung, Vân Vương trong phủ, Vân Vương nhìn lấy trước mặt hắn ngoại tôn nữ thi thể, nộ khí ngập trời, lớn tiếng nói, "Liên Nhi, coi như cáo trạng đến đại đế trước mặt, ta cũng phải vì ngươi đòi cái công đạo." Vân Vương phủ, Vân Vương giận dữ, phát ra kinh thiên nộ hống, rất nhanh, có tin tức truyền khắp hoàng cung, Vân Vương ngoại tôn nữ, Trường An hầu nữ Nhi Hạ Liên, Vậy mà chết tại Thanh nhi công chúa trên tay. Nguyên nhân gây ra lại là công chúa vì một cái nam nhân ra mặt. Mà trước đây không lâu, Thanh nhi công chúa mang theo một thanh niên nam tử bước vào hoàng cung, việc này trong nháy mắt tại Trường Thanh Tiên quốc trong hoàng cung nhất lên sóng to gió lớn. Thái cổ thần vương Chính Văn Trương 991, phụ nữ Trường Thanh Tiên quốc hoàng cung, từng tòa vương hầu phủ đệ chấn động. Thanh nhi công chúa dẫn theo thanh niên nam tử đi vào hoàng cung, việc này căn bản giấu giếm không được hơn nữa rất nhanh tất cả đại vương phủ người thậm chí biết rõ thanh nhi công chúa đem thanh niên kia an bài tại công chúa trường bình phủ đệ đây càng là xác thực mọi người suy đoán nam tử thanh niên này rất có thể là thanh nhi công chúa tại bên ngoài nhận thức người yêu công chúa tuổi trẻ yêu đương rất bình thường nhưng người này đến tột cùng là thần thánh phương nào vị nào đại đế hậu bối có trong vương phủ chuyển xuất ra thanh âm muốn biết tần vấn thiên chi tiết thanh nhi công chúa yêu đương nhưng cùng nàng mến nhau người cũng muốn xứng đôi công chúa tài năng cùng dòng dõi nếu không trong hoàng cung nhiều như vậy thanh niên thiên kiêu liền không phục người này tên là tần vấn thiên sao trong tiên vực cũng không có họ tần đỉnh tiêm đại đế trừ phi là bình thường đại đế hậu nhân hoặc là lánh đời đại đế công chúa trường bình phủ đệ truyền ra tin tức người này lại nhất định đại đế hậu nhân đến là đến từ hạt căn bản thế giới cùng công chúa tại hạt căn bản thế giới quen biết nói như vậy tần vấn thiên là một vị đến từ thổ dân thế giới nhân vật thiên tài việc này dẫn phát gợn sóng thật là đáng sợ tại trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi toàn bộ hoàng cung tất cả đại vương phủ toàn bộ biết rồi tần vấn thiên danh tiếng, vương hầu phủ đệ, tên của bọn hắn không ngừng xuất hiện tại trong miệng mọi người, chỉ sợ tần vấn thiên bản thân cũng không cách nào dữ liệu được bản thân sẽ trong thời gian ngắn như vậy danh chấn tiên quốc hoàng cung, mặc dù hắn trước khi đến cũng đã dự liệu đến việc này tất nhiên dẫn phát cực lớn phong ba. Người này lại đến từ hạt căn bản thế giới, hẳn là thiên phú kinh người, phong hoa tuyệt đại. Có thể là thanh nhi công chúa tuổi trẻ, chấm mê ở trong mông lung luyến ái, công chúa vẫn không được quen thuộc, khả năng bị hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, thanh nhi công chúa vậy mà vì một cái người đến từ hạt căn bản thế giới, giết vân vương ngoại tôn nữ, hơn nữa còn là tại trường An Hầu Phủ làm khách thời điểm, cái này có chút quá mức, chỉ sợ muốn kinh động đại đế rồi, vương Hầu Phủ đệ chấn động, một ít thanh niên thiên kiêu nhân vật càng là không phục, bọn hắn vẫn muốn muốn tiếp cận công chúa, nhưng thanh nhi công chúa lại không có cho bọn hắn một tia cơ hội, lạnh như băng, không người có thể cùng nàng thân cận. Thanh Nhi công chúa đối với bất kỳ người nào đều không giả dung biêu cảm, vô luận ngươi là thân phận gì hạng gì thiên tư nhưng mà bây giờ vậy mà cùng một vị người đến từ hạt căn bản thế giới miến nhau còn trực tiếp đã mang đến trong hoàng cung vị hắn thậm chí chu sát vân vương ngoại tôn nữ ghen ghét dù chưa gặp nhưng đã có rất nhiều thiên kiêu ghen ghét lên tần vấn thiên những phong ba này thanh nhi bản thân cũng không hiểu biết nàng mang tần vấn thiên đến trường thanh tiên quốc hoàng cung là muốn để cho người nhà biết rõ tần vấn thiên tồn tại để cho người nhà biết rõ thái độ của nàng tốt nhất có thể tán thành tần vấn thiên. Đại đế cung, ở vào trong hoàng cung, xử lý tại trên một tòa núi tiên mở ảo, tiên khí mở ảo, uy nghiêm không gì sánh được, tại trong đại đế cung, thanh nhi đi tới trước một tòa đại điện, hướng phía bên trong bước chậm mà ra. Bái kiến công chúa điện hạ, thị vệ tất cả đều quỳ một chân trên đất, nhìn thanh nhi công chúa đi phía trước đạp bước. Rộng lớn cổ điện, một khí độ phi phàm trung niên chính lê bút viết chữ, tu sinh dưỡng tính, toàn thân cùng lúc không cái gì khi thế, giờ phút này hắn thả ra trong tay chi bút ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đi tới xinh đẹp thân ảnh trên mặt hô hào nhu hòa nét tươi cười nói thanh nhi ngươi trở về rồi ân thanh nhi nhẹ gật đầu mặc dù đối mặt phụ thân của nàng như cũ là như vậy biểu lộ bất quá trường thanh đại đế đối với nàng phi thường hiểu rõ tự nhiên cũng sẽ không trách nàng hắn còn thường xuyên tự trách là bản thân bỏ lỡ làm bạn thanh nhi tốt nhất thời gian ta thanh nhi muốn mở miệng nói chuyện đã thấy trường thanh đại đế vươn tay dường như để cho nàng không cần nói tiếp nào cười nói ta đã biết rồi, là tần vấn thiên đi, không nghĩ tới hắn theo hạt căn bản thế giới tìm khắp đến cổ đế chi thành đi, cũng có chút ít nghị lực, thanh nhi đôi mắt dễ thương có chút lóe ra, nàng bình tĩnh ánh mắt nhìn qua trường thanh đại đế, không nói gì, dường như tại đợi trường thanh đại đế tiếp tục mở miệng. Giờ phút này hoàng cung đã sôi trào, rất nhiều vương hầu trong phủ đệ người đã tại khiển trách tần vấn thiên, cho là hắn không xứng với ngươi, trường thanh đại đế nhẹ nói nói, thanh nhi cũng không đáp lời. Ánh mắt dường như lạnh chút ít, ta biết rõ ngươi hoài nghi năm đó chuyện kia, bất quá thanh nhi ngươi không cần hoài nghi cha, ta cũng không có để cho đông thánh chèn ép tần vấn thiên. trường thanh đại đế bình tĩnh nói, đương nhiên, ta cũng không có để cho đông thánh hắn tận lực chiếu cố tần vấn thiên. hết thảy đều theo chính hắn tâm ý. nếu là hắn nhận lấy tần vấn thiên làm đệ tử, ta cũng sẽ không có ý kiến. chỉ là ta không nghĩ tới đông thánh đình đối với ngươi có ý nghĩ, bọn hắn sẽ tận lực chèn ép tần vấn thiên. chính ngươi cũng cũng không hy vọng hắn trở thành đông thánh tiên đế đệ tử. Đi vào tiên vực, Thanh Nhi nhìn xem Trường Thanh Đại Đế nói, tâm tư của nàng kỳ thật rất nhãn mịt, phi thường mẫn cảm, có một số việc nàng cảm giác được. Có thể nói như vậy, nhưng ngươi biết tại sao không? Trường Thanh Đại Đế hỏi, Thanh Nhi không có trả lời, mà là đợi Trường Thanh Đại Đế bản thân nói cho nàng biết. Bởi vì ngươi, Trường Thanh Đại Đế khẽ thở dài, tiên quốc vương hầu đều tại thảo luận, cái dạng gì thân phận nhân tài có thể xứng với ngươi, nhưng bọn hắn lại ha biết, ta tịnh không để ý cái gọi là thân phận địa vị. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều là thăng bằng, ngươi muốn trèo cao, địa vị tất nhiên ở vào yếu thế một phương, huống hồ, cái này tiên vực cũng không có có bao nhiêu người là cần ta đi trèo cao, ta cho hy vọng, chỉ là ngươi bản thân cường đại, Trường Thanh đại đế ngóng nhìn lấy Thanh Nhi, trong ánh mắt mang theo yêu thương chi ý, tiếp tục nói, thế giới này trèo lên đỉnh đế vương nhân vật bên trong, nam tử xa xa nhiều nữ tử, vì sao như thế? Bởi vì nam tử đối với võ đạo chấp niệm càng sâu, bọn hắn mặc dù cũng sẽ có người bản thân thương yêu nhưng cũng rất ít xa vào nơi đây đám chìm trong tình yêu nam nữ nhưng nữ tử bất đồng nữ nhân lại càng dễ xử trí theo cảm tính vì sao sao chỗ liên quan thanh nhi ngươi cũng như này thanh nhi trong đôi mắt đẹp dịu dàng có tí ti chấn động trường thanh đại đế rất ít cùng nàng chân chính nói chuyện tới hắn nội tâm ý nghĩ lúc này đây nàng mang tần vấn thiên đến hoàng cung là biểu đạt thái độ của nàng đến trường thanh đại đế dường như minh bạch tâm tư của nàng đồng dạng nói cho nàng trường thanh đại đế bản thân ý nghĩ trong lòng nữ nhân thay đổi xử trí theo cảm tính bị sao sao liên quan nàng cũng như này thanh nhi không cách nào phản bác nàng biết rõ cha trường thanh đại đế nói là lời nói thật hai tử ta hoàn toàn chính xác không hy vọng hắn đến tiên vực không hy vọng ngươi quá sớm lâm vào sao sao bên trong có đôi khi không chiếm được gặp không đến càng có thể làm cho nhân sinh ra mãnh liệt động lực thí dụ như tại các ngươi chia lìa cái này đoạn thời gian ngươi tiến bộ thần tốc có lẽ tần vấn thiên cũng đồng dạng bởi vậy hắn mới nhanh như vậy đi tới tiên vực đi tới hoàng cung, bởi vậy, mặc dù ngươi trách cứ cha, ta như trước kiên trì ý nghĩ của ta, như một ngày kia, các ngươi bản thân thực lực cường đại đến ta loại trình độ này, ngươi vô luận làm ra cái gì lựa chọn cũng có thể, nhưng hiện tại, ta cùng lúc không ủng hộ các ngươi, trường thanh đại đế nói ra ý nghĩ của mình, thanh nhi không nói gì, trường thanh đại đế tâm ý, nàng không cách nào trách cứ. Cái dạng này có thể trở thành ta động lực, ta sẽ phòng ngừa chậm trễ bản thân tu hành, hắn cũng sẽ không, thanh nhi dù hiểu trường thanh đại đế ý nghĩ, nhưng thanh âm của nàng như trước chấp nhất, chính như trường thanh đại đế nói, nữ tử thay đổi xử trí theo cảm tính, đã yêu, muốn để cho nàng đi ra, lại nói dễ vậy sao, nàng, làm không được. Sẽ không sao, trường thanh đại đế buồn bã nói, võ đạo chỉ là ta không ủng hộ bên trong một cái nguyên nhân, ngươi muốn nghe một chút càng nguyên nhân chủ yếu sao. Ân, thanh nhi nhẹ nhẹ gật đầu. Như giờ phút này ngươi cùng Tần Vấn Thiên gặp phải nguy hiểm, hắn đối mặt sinh tử nguy cơ, lúc này ngươi có thể dùng hy sinh bản thân đi cứu hắn, ngươi phải làm như vậy sao? Trường thanh đại đế giọng điệu nặng thêm vài phần, có chút nghiêm túc, thanh nhi thân thể có chút run rẩy dưới, dừng ở trường thanh đại đế. Sẽ sao? Đương nhiên sẽ, ngươi đã nói cho ta biết đáp án rồi, trường thanh đại đế cười khổ, đông thánh tiên môn sự tình ta đã biết rồi, tại cổ đế chi thành, tần vấn thiên nhất lên sóng to gió lớn, mấy lần gặp phải nguy hiểm, ngươi đều ở bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai chiến đấu, thậm chí chu sắt qua tiên đế còn nối dõi, đối kháng tử đạo dương, nếu như nói những này còn chưa đủ dùng nói rõ cái gì như vậy sau này tại tần vấn thiên quật khởi tiên lộ bên trong gặp phải càng chuyện nguy hiểm đây này ngươi sẽ trốn tránh sao trường thanh đại đế hỏi sẽ không thình nhi bình tĩnh đáp lại cái này đáp án trường thanh đại đế tự nhiên biết rõ trường thanh đại đế quay đầu lại nhìn xem trong đại điện một bức bích họa chỗ đó có một vị tuyệt thế mỹ phu nhân nhẹ nhàng cười cười có khuynh quốc có tư thế lại cùng thanh nhi có vài phần tương tự ta cùng lúc không am hiểu không gian lực lượng, không gian lực lượng thiên phú, là mẹ của ngươi di truyền cho ngươi, ngươi cũng biết, trong cơ thể ngươi phong ấn lực lượng, cũng là nàng lưu lại, lúc nàng chết, ngươi mới sinh ra. Trường thanh đại đế thanh âm mở ảo, dường như lâm vào trong hồi ức, thanh nhi trầm mặc sau một lát, trường thanh đại đế mới tiếp tục nói, thanh nhi, ngươi cũng đã biết, mẹ của ngươi là chết như thế nào. Không biết, thanh nhi lắc đầu, mẫu thân của nàng chết, hoàng cung không người nào dám dẫn ra. Vì ta mà chết, trường thanh đại đế chậm rãi xoay người, cặp kia thâm thúy giống như là ngôi sao con người ngóng nhìn lấy thanh nhi, cái kia bình tĩnh thanh âm, lại để cho thanh nhi nội tâm lại một lần nữa mãnh liệt rung rung xuống. Giờ khắc này, thanh nhi minh bạch, nàng không có khả năng dao động được rồi trường thanh đại đế ý nghĩ. Hai tử, đối với ta mà nói, người võ đạo thành tựu, chỉ có thể xếp hạng vị thứ hai, an nguy của ngươi nặng như hết thay. Trường thanh đại đế trịnh trọng nói ra, ta không hy vọng, chuyện đã xảy ra trên người mẹ của ngươi, sẽ ở trên người nữ nhi ta tái diễn, tần vấn thiên, hắn không có năng lực bảo hộ ngươi, ít nhất hiện tại không có. Như một ngày kia, là hắn có được năng lực bảo hộ ngươi, tiền quốc cửa lớn, vì hắn rộng mở. Trường thanh đại đế chậm rãi nói ra, đem tiếng lòng bản thân đối với thanh nhi thổ lộ mà ra, không hề nghi ngờ, trường thanh đại đế là một vị người cha tốt, mặc dù hắn cùng lúc không ủng hộ thanh nhi cùng tần vấn thiên. Thanh nhi, nàng không cách nào phản bác cái gì, nàng thậm chí không có tư cách khuyên nhủ trường thanh đại đế cải biến ý nghĩ, nàng như thế nào khuyên nhủ. Trường thanh đại đế đem tính mạng của nàng thấy nặng như hết thảy, đương nhiên cũng nặng như tần vấn thiên, bởi vì thanh nhi là nữ nhi của hắn. Cha, thanh nhi mở miệng, hô một tiếng, để cho trường thanh đại đế ánh mắt cứng xuống, nhìn xem nữ nhi của mình. Cảm ơn, thanh nhi thấp giọng nói ra, trường thanh đại đế trên mặt cũng lộ ra nét tươi cười, một tiếng này cha, cái dạng này tiếng cảm ơn, hắn rất vui vẻ. Ta hiểu người yêu, thanh nhi nhìn xem trường thanh đại đế, tiếp tục mở miệng, ôn nhu cười nói, nhưng là, ta cũng có tại yêu, người có thể không ủng hộ, nhưng là, cha, người cũng không thể phản đối. Nhìn xem thanh nhi trong đôi mắt cười, trường thanh đại đế thật lâu không nói gì. Thái cổ thần vương chính văn chương 992, ngôn ngữ khiêu khích trường thanh đại đế cùng thanh nhi công chúa tại trong đế cung hiệp đàm tin tức truyền ra ngoài cung, rất nhiều vương hầu nhân vật đều tại trông ngóng trường thanh đại đế thái độ. Tự công chúa bị tiếp hướng tiên quốc, rất nhiều vương hầu đệ tử biểu lộ qua đối với công chúa truy cầu, Thanh Nhi công chúa bản thân theo không để ý tới, trường thanh đại đế thái độ dường như cũng chỉ là bỏ mặc theo không để ý đến qua những sự tình này, không có ai biết đại đế cụ thể thái độ, bọn hắn chỉ có thể đi suy đoán đại đế tâm tư. Lần này, Thanh Nhi công chúa đều muốn người yêu dẫn vào Hoàng Cung, hơn nữa trực tiếp đi gặp mặt đại đế rồi, bởi như vậy, vô luận như thế nào, đại đế đều muốn bày tỏ thái độ rồi đi. Đại đế sẽ ủng hộ công chúa, hay vẫn là sẽ phủ định? Nếu là đại đế đồng ý công chúa và tần vấn thiên cùng một chỗ, như vậy bao la hoàng cung mặc dù có nhiều hơn nữa thanh âm cũng không làm nên chuyện gì, tần vấn thiên nhảy lên trở thành tiên quốc phò mã chính là sự thật giống như sắt, điều này hiển nhiên là rất nhiều vương hầu không muốn nhìn thấy. Trong phủ công chúa Trường Bình, vị này cùng Thanh Nhi công chúa quan hệ thân mật cô cô đã thiết yến khoản đãi tần vấn thiên, dù sao Thanh Nhi đem tần vấn thiên đặt ở nơi này, vô luận như thế nào nàng cũng là muốn chiều đãi tốt. Trong yến hội, công chúa Trường Bình trượng phu cùng với con cái cũng đều tại, bọn hắn dồn dập hiếu kỳ đánh giá Tần Vấn Thiên, tại trong lời nói hỏi thăm một ít bọn hắn muốn biết tin tức, đối với Tần Vấn Thiên cũng dần dần có rồi một tí hiểu rõ. Công chúa Trường Bình Trượng Phu là một vị tiên vương nhân vật, xích đồng tiên vương, bị đại đế sắc phong là xích đồng hầu, đồng dạng coi như là tiên quốc phò mã, có được đa trọng thân phận, mặc dù công chúa Trường Bình cùng xích đồng tiên vương thực lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng như trước trong hoàng cung ủng không nhỏ quyền thế, địa vị rất cao, dù sao công chúa Trường Bình là đại đế thân muội muội, hơn nữa năm đó đại đế tranh đoạt đế vị thời điểm cũng là đứng tại đại đế bên này. Tần Vấn Thiên, bây giờ ngươi có thể nổi danh rồi, ta tiền niệm quét qua, toàn bộ hoàng cung khắp nơi đều là tên của ngươi, như vậy ngắn ngủi thời gian, liền cả hạ nhân tuổi nô tỳ đều đang đàm luận ngươi, xích đồng tiên vương hào sảng cười nói, Tần Vấn Thiên cười khổ lắc đầu, ta cũng biết lần này dù thanh nhi đi vào hoàng cung sẽ dẫn lên không nhỏ phong ba, chỉ là không có lường trước đến nhanh như vậy liền khiến cho anh động, ta còn tưởng rằng cần phải thời gian đến lên men ngươi muốn nhìn cái này hoàng cung đều là một ít người nào, khắp nơi đều là vương hầu nhân vật, bọn hắn tiên niệm có thể trực tiếp kéo dài qua không gian hàng lâm những người khác phủ đệ tiến hành trao đổi, tin tức một khi truyền ra có thể trong nháy mắt cuộn sạch tất cả đại vương hầu phủ đệ, xích đồng tiên vương vừa cười vừa nói, tần vấn thiên ngẫm lại cũng đúng, nơi này chính là trường thanh quốc hoàng cung. Trong hoàng cung người đều tại nói chuyện ta cái gì? Tần vấn thiên cười hỏi, nói chuyện tu vi của ngươi, chi tiết, suy đoán ngươi thân thế, đến từ nơi đâu, không có gì hơn những này xích đồng tiên vương nói tất nhiên có rất nhiều người đối với ta khinh thường đi tần vấn thiên nhẹ nhàng cười cười biết có rất nhiều nghi vấn thanh âm chỉ là xích đồng tiên vương chú ý đến mặt mũi hắn không có nói thẳng có hay không cảm thấy áp lực rất lớn xích đồng tiên vương nhìn xem tần vấn thiên tần vấn thiên cùng hắn có chút tương tự xích đồng tiên vương hắn cũng là phò mã năm đó lấy công chúa trường bình cũng không có thiếu chỉ trích hắn có thể trở thành tiên vương nhân vật mặc dù thiên tư rất mạnh nhưng mà lại cũng không được tính là đỉnh cấp nhân vật, trong hoàng cung chỉ có thể coi là là một loại. Đương nhiên, công chúa Trường Bình cũng không có hôm nay thanh nhi công chúa địa vị, bây giờ đại đế trưởng quản tiên quốc, đối với thanh nhi công chúa sủng ái có thêm, hơn nữa thanh nhi còn có một vị cường đại sư tôn, địa vị có một không hai, bởi vậy nàng vừa mang tần vấn thiên đi vào hoàng cung liền dẫn phát hoàng cung chấn động. Áp vực là có, nhưng có một số việc cùng lúc không phải sức người có thể cải biến, thanh nhi dẫn ta đến đây, ta liền tới này, thản nhiên đối mặt đi, tần vấn thiên thản nhiên nói, công chúa trường bình cùng xích đồng tiên vương mỉm cười nhìn xem hắn, thầm nghĩ tần vấn thiên tâm trí thành thục, thanh nhi cùng hắn hai cái tiểu gia hỏa có thể có như vậy dũng khí, cũng là khó được. Bất quá chính như tần vấn thiên nói, có một số việc cùng lúc không phải sức người có khả năng cải biến, thí dụ như, đại đế thái độ, mặc dù bọn hắn coi được thanh nhi cùng tần vấn thiên, nhưng cũng chỉ có thể đại biểu lập trường của bọn hắn. Lúc này, có một vị áo đen quản gia đi tới, hô một tiếng, công chúa, hầu ra, chuyện gì? Công chúa Trường Bình hỏi, có người đến đây bái phỏng, áo đen quản gia mở miệng nói ra, xích đồng tiên vương cùng công chúa Trường Bình tiên niệm quét qua, theo sau trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt ý vị thâm trường nét tươi cười, nhìn tần vấn thiên một cái. Không ít vương hầu phủ đệ, phải chút ít hậu bối nhân vật dò đường đến rồi, tần vấn thiên, người muốn có chuẩn bị tâm lý rồi, những người này có thể cũng không phải cái gì người lương thiện, công chúa Trường Bình đối với tần vấn thiên nói một tiếng, lập tức nhìn về phía áo đen quản gia, nói, mời bọn hắn đến dự tiệc đi, vâng, công chúa, quản sự nhẹ gật đầu, theo sau rời khỏi, chưa từng có bao lâu, liền nhìn thấy hơn 10 vị thanh niên hướng phía bên này đi tới, tất cả đều thanh niên tài tuấn, vương hầu đệ tử, hoàng cung quyền quý nhân vật, hơn nữa những người này lớn thiên tượng bắt trọng cửu trọng cảnh giới, cùng tần vấn thiên cùng thế hệ, hiển nhiên là cố ý gây nên. Gặp qua công chúa, hầu ra, những người này có chút lễ phép, đối với công chúa trưởng bình cùng xích đồng tiên vương phương hướng khẽ khom người các ngươi những tiểu tử này liền không cần khách khí như vậy rồi, mau tới ngồi xuống đi, công chúa trường bình cười nói, mọi người dồn dập hướng tiệc rượu đi đến, dồn dập ngồi xuống, lúc này mới có không ít ánh mắt nhìn hướng tần vấn thiên, trong ánh mắt chất chứa mũi nhọn. Tần vấn thiên cúi đầu phẩm tử, tâm thần bất động, tùy ý những người này dò xét bản thân. Công chúa mở tiệc chiêu đãi thanh niên Tuấn Kiệt, lại cũng mời chúng ta đến đây, quá kêu bọn vãn bối thương tâm rồi, có cái dạng này thanh niên mỹ nữ nhóng nhẽo cười lấy mở miệng, mang theo vui đùa giọng điệu nhưng câu nói đầu tiên dường như liền trực tiếp vào chủ đề lao đến tần vấn thiên mà đi các ngươi ngày bình thường đều rất bận ta cũng không muốn bị trưởng bối của các ngươi trách cứ công chúa trưởng bình nói công chúa khẩu thị tâm phi nếu là công chúa muốn mời chúng ta trưởng bối rất vui vẻ mỹ nữ kia thanh âm nhẹ nhàng theo sau nhìn về phía tần vấn thiên hỏi công chúa còn chưa hướng chúng ta dẫn tiến đây này vị này trong phủ khách quý đến công chúa tiền yến tiếp gió tất là nhân vật phi thường đi cái này một lời câu nói có hàm ý khác hiển nhiên là biết rõ còn cố hỏi tần vấn thiên tên của hắn các ngươi nên cũng đã biết thanh nhi nha đầu kia còn đang ta cái này tự nhiên muốn cực kỳ tiếp đãi công chúa trường bình nói cũng thế thanh nhi công chúa tự trở lại tiên quốc hoàng cung còn là lần đầu tiên mang ngoại nhân đến đây tất cả đại vương hầu phủ để đều cực kỳ chú ý tần huynh có thể được công chúa ưu ái tất có kinh thiên thân phận đi không biết đến từ phương nào người thế hệ trước là vị nào đại đế nữ tử mỉm cười nhìn xem tần vấn thiên bình tĩnh hỏi công chúa trường bình cùng xích đồng tiên vương riêng phần mình uống rượu yên tĩnh nhìn xem cũng không có tận lực đi là tần vấn thiên giải vây bọn hắn đã nhắc nhở qua tần vấn thiên muốn có chuẩn bị tâm lý những cái này đều là hắn nhất định phải đối mặt đúng đích tần vấn thiên thả ra trong tay chén rượu nhìn xem cái kia cô gái xinh đẹp trả lời theo hạt căn bản thế giới đến cũng không hiển hách thân phận a à, nữ tử lộ ra một tia thú vị thần sắc dường như vừa mới biết rõ như Tần huynh thật sự là hài hước, một vị áo lam thanh niên hai hàng lông mày như kiếm, lúc này hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, nơi này chính là Trường Thanh Tiên Quốc Hoàng Cung, vương hầu chỗ cư trụ, bình thường tiên vương đều không được bước vào, nếu nói là Tần huynh theo hạt căn bản thế giới mà đến, dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này, hưởng thụ hoàng cung tiên yến. Không sai, Tần huynh đã đã tại này, Hà Tất che che lấp lấp, không bằng thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Bên cạnh một người phù hòa một tiếng, lúc nói chuyện trong ánh mắt ẩn có mũi nhọn lóng lánh dù không có bất kỳ không cần khách khí ngôn từ nhưng vô luận làm sao nghe lời nói này đều lộ ra bất kính Tự hồ là tại ám chỉ tần vấn thiên không có tư cách xuất hiện tại hoàng cung càng không tư cách ở chỗ này hưởng thụ hoàng cung tiên yến trong ngôn ngữ giản đơn giấu diếm lời nói sắc bén Chưa thanh niên nhìn tần vấn thiên nhìn hắn như thế nào đáp lại chư huynh có từng tại cái khác trọng yếu địa phương dự tiệc qua tần vấn thiên cũng không chính diện trả lời mà là hỏi lại một tiếng đây là tự nhiên có người đáp lại nói còn đây là chuyện thường, mặc dù là một ít nhân vật trọng yếu yến hội, khi rảnh rỗi người sẽ tới. Nàng kia mỉm cười nói, chư huynh dự tiệc thời điểm, đều cần tự giới thiệu, dựa vào hiển hách thân phận đi vào sao. Tân Vấn Thiên lại hỏi, những người cười kia rồi, chỉ thấy cái dạng này có người nói, đây là tự nhiên, có nhiều chỗ, ngươi chính là hậu bối, không phải nói dựa vào thiên phú có thể bước vào, không có hiển hách thân phận, căn bản không có tư cách đi vào tiên yến người này tốt nhất một câu tận lực tăng thêm thanh âm, trên mặt ý vị thâm trường nét tươi cười. Nói cách khác, như ném đi thân phận, chư huynh là không có tư cách đi đến những yến hội này rồi. Tần vấn thiên nhàn nhạt nói một tiếng, đồng dạng sự tình, trao đổi một loại phương thức khác biểu đạt, dường như biểu đạt ra ý tứ hoàn toàn bất đồng, tần vấn thiên biểu đạt bên trong, hiển nhiên liền có chứa châm chọc ý tứ hàm xúc. Thân phận địa vị, bản thân cũng thuộc về trên người vầng sáng. Có người cười lạnh nói, nhìn về phía Tần Vấn Thiên trong ánh mắt nhiều thêm vài phần ngưng trọng chi ý, đây là tự nhiên. Tần Vấn Thiên cười nói, nhưng nếu ném đi vầng sáng cái gì cũng tồi tệ, đem thân phận địa vị cho rằng huyết thảy, cuối cùng cũng chỉ có thể luôn là chê cười trong mắt người khác rồi, ta cũng không lừa gạt chư huynh, hoàn toàn chính xác đến từ hạt căn bản thế giới, mất quá ta cùng lúc không cho rằng đây là cái gì chuyện mất mặt, hơn nữa, ta hiện tại đã ngồi ở dự tiệc rồi, công chúa và hầu gia cũng đều rất hiếu hảo, ít nhất sẽ không châm chọc ta. Nhưng mà, cái này dường như cũng nhất định tần huynh bản thân bổn sự đi ta có thể nghe nói tần huynh là theo chân thanh nhi công chúa bước vào hoàng cung nàng kia tiếp tục nói người thế hệ trước ban cho vầng sáng các ngươi vẫn lấy làm ngạo chẳng lẽ công chúa ban cho vầng sáng chư vị liền vẫn lấy làm hổ thẹn sao tần vấn thiên cười lạnh nói hoặc là nói chư vị là ghen ghét ta tần huynh thật sẽ nói đùa nữ tử thanh âm cũng lạnh thêm vài phần ngôn từ sắc bén miệng lợi hại khó trách có thể được công chúa yêu mến có cái dạng này thanh niên không chút khách khí nói tần vấn thiên thần sắc trì trệ ngưng mắt nhìn người nói chuyện tần huynh xin đừng trách bọn hắn chính là như thế theo tính mà làm có cái gì thì nói cái đó áo lam thanh niên nhàn nhạt mở miệng chính như tần huynh nói hoa ngôn xảo ngữ có thể được công chúa niềm vui đi vào hoàng cung chẳng phải là tần huynh bản lĩnh như vậy bản lĩnh chỉ biết làm cho người khinh thương có người tiếp nhận lời nói nói ra lời nói đã không thêm che giấu không chút khách khí rồi tần vấn thiên lạnh lùng nhìn xem bọn hắn những người này như trước chuyện trò vui vẻ dường như cố ý chọc giận tần vấn thiên nếu là tần vấn thiên vì vậy mà động thủ càng sẽ biến thành trò cười hô tần vấn thiên nhếch miệng lên nhàn nhạt nét tươi cười chọc giận hắn chuyện cười hắn một mình bưng chén rượu lên uống rượu trên mặt cười lạnh như trước ngươi cười cái gì một người nghi vấn hỏi ta cười tiên quốc hoàng cung vương hầu đệ tử càng như thế nông cạn vô tri tần vấn thiên chén rượu để xuống vang lên một giọng nói mọi người tất cả đều hai con ngươi như kiếm sắc, bắn về phía Tần Vấn Thiên. Thái cổ thần vương chính văn chương 993, giáo huấn, nông cạn vô tri Áo lam thanh niên nhìn xem Tần Vấn Thiên cười lạnh xuống, cái này Tần Vấn Thiên ngược lại là bảo trì bình thản, bọn hắn kích hắn như thế, còn có thể bình tĩnh như thế, cũng không trở mặt tức giận, bây giờ còn ngôn ngữ phản kích. Ta cùng công chúa theo cổ đế chi thành mà đến, cổ đế chi thành tất cả đều thiên kiêu, đế vương hậu duệ vô số kể, như là chư vị như vậy thân phận chi nhân không ít, tần vấn thiên bên cạnh uống rượu bên cạnh bình tĩnh mở miệng, chư thanh niên cũng đều nhìn qua hắn, chờ hắn nói tiếp. Cổ đế chi thành đế vương hậu duệ, tự nhiên có rất nhiều kẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung, như là chư vị như vậy tần mỗ cũng là thấy không ít, thậm chí so chư vị thân phận càng thêm hiền hách người, thí dụ như đại đế con nối dõi, tần vấn thiên tiếp tục nói. Đi cổ đế chi thành, liền đã trở thành các hạ đề tài nói chuyện sao? Có một người châm chọc nói không phải đề tài nói chuyện, chỉ là muốn nói cho chư vị, những mắt cao hơn đầu kia người, ta thấy tận mắt qua không ít kết quả của bọn hắn. Chết rồi, tần vấn thiên nhẫn nhịn một cái mọi người, cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng một ngụm, châm chọc nói, bởi vậy ta khuyên chư vị hay vẫn là đừng ỉ vào thân phận mình ra ngoài giới đi giả trang, tại Hoàng Cung cũng là mà thôi, các đại cường giả đều sẽ nhường chư vị, nếu là rời khỏi rồi trường thanh tiên quốc, liền các ngươi, sợ là... Nói đến đây tần vấn thiên chỉ là liếc mắt nhìn quét bọn hắn một cái, không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng trong ánh mắt châm chọc ý tứ hàm xúc nhưng lại phi thường rõ ràng, tần vấn thiên ý tứ, rõ ràng, khí thế trên người đám hắn đột nhiên giữ lạnh xuống. Tần vấn thiên cũng không nói ra miệng lời nói, tất nhiên là, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Người vỗ nhục chúng ta, một thanh niên lạnh như băng nói, bàn tay của hắn đặt ở trên chén rượu, chén rượu kia trực tiếp hóa thành bột phấn, rơi vãi tại trên bàn rượu. Tần mỗ thân phận không cao, không dám, chỉ nói là ra bản thân kiến thức mà thôi, tần vấn thiên lạnh nhạt mở miệng trong giọng nói không hề để ý thiên kiêu như mây cổ đế chi thành danh chấn thiên hạ tiên đế còn nối dõi đều rất ít đem thân phận treo trên miệng hôm nay tại công chúa trường bình trên tiệc rượu cũng là mở rộng tầm mắt công chúa và hầu gia có cơ hội cũng muốn khuyên nhủ chư vị vương hầu khuyên bảo bọn hắn đừng đơn giản để cho những vãn bối này đi ra ngoài rồi a à, công chúa trường bình đôi mắt dễ thương nhìn xem tần vấn thiên nguy hiểm vô cùng tần vấn thiên thấp giọng nói ra răng rắc tiếng vang không ngừng vài người chén rượu trong tay vỡ vụt, công chúa Trường Bình nét tươi cười như trước ấm áp, nhìn đến tần vấn thiên tâm trí xa so với những vương hầu này đệ tử càng thêm thành thục, có thể bảo trì bình thản, theo hạt căn bản thế giới từng bước một đi tới người, tất nhiên chịu đựng qua rất nhiều tôi luyện, cực khổ vũ nhục tự nhiên thấy nhiều, những ngày tiên quốc vương hầu đệ tử lại bất đồng, nuông chiều từ bé, ngạo khí mười phần, nhất là thiên phú xuất chúng người, càng là nghìn vạn sùng ái tập trung vào một thân, tại trong tiên quốc. Lại có ai dám đối với bọn họ bất kính, càng khỏi nói trong lời nói nhục nhã rồi. Tần huynh tâm tình phi phàm, bội phục, áo lam thanh niên trầm mặc một lát, lại lộ ra một tia nhàn nhạt nét tươi cười, chỉ là tần huynh tự xưng là cổ đế chi thành thiên kiêu, không biết thực lực có thể không xứng đôi cái này cỗ ngạo khí. Có chuyện nói thẳng đi, tần vấn thiên chẳng muốn nhiều tốn nước miếng, chúng ta đến đây phủ công chúa làm cho chén rượu uống, nhìn thấy tần huynh như vậy nhân vật, một lúc ngứa nghề, nhịn không được muốn luận bàn một phen, chắc hẳn dùng tần huynh khí độ tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, công chúa, có thể không mượn phủ đệ luận bàn. Cái kia áo làm thanh niên nhìn về phía công chúa nói ra, căn bản không cho tần vấn thiên cự tuyệt liền vì hắn đồng ý, tần tiểu tử tốt xấu là khách, hỏi một chút ý kiến của hắn đi. Công chúa trường bình ánh mắt rơi vào trên người tần vấn thiên. Nơi này là tiên quốc hoàng cung, chư vị là vương hầu đệ tử, trong phủ đệ cường giả như mây, đến ta một mình một thân, làm tổn thương chư vị đợi chút nữa lại mời cha mẹ, cầu ra ra cáo bà nội nó, ta có thể liền xui xèo Tần vấn thiên nhàn nhạt, cười cười, xuồng xã, một người bàn tay trực tiếp đập đánh tại trên bàn rượu, trong chốc lát bàn rượu trực tiếp vỡ vụn, một trường đã bị hóa thành bột phấn, tần vấn thiên, người cực kỳ vũ nhục người. Cái kia cô gái xinh đẹp cũng lạnh như băng mở miệng, dán mắt vào tần vấn thiên, một câu nói kia, thật có thể nói là không che giấu chút nào nhục nhã rồi, làm tổn thương bọn hắn mời cha mẹ cầu ra ra cáo bà nội nó. Người này, cuồng vọng, một là châm chọc bọn hắn sẽ bại, hai là châm chọc bọn hắn bại không được. Ngươi nếu có thể làm tổn thương chúng ta, quả quyết không có câu oán hận, mời trưởng bối ra tay loại sự tình này chúng ta còn khinh thường chịu, ngược lại là các hạ, chớ để sau khi bị thương đi về phía thanh nhi công chúa cầu tình, để cho thanh nhi công chúa đến báo thù, vậy thì buồn cười. Có người chào phúng ngược lại một tiếng, liền các ngươi, tần vấn thiên châm chọc cười cười, không có đáp lời, nhưng mà cái loại này biểu lộ, nhưng lại càng là đem vài vị thanh niên triệt để chọc giận tần vấn thiên ngươi không coi ai ra gì một người lạnh quát lạnh nói đi ra một trận chiến lại có một người khí thế hung mãnh đập ra hướng phía tần vấn thiên cuồn cuộn kéo tới tần vấn thiên cảm giác hạng gì nhạy cảm những người này mặc dù thiên phú không tồi nhưng căn bản không tính đỉnh cấp thiên kiêu chắc hẳn đều là tất cả đại vương hầu phủ để bình thường thiên kiêu nhân vật phái đến sỏ xét thoáng một phát lai lịch của hắn còn muốn tận lực đưa hắn chọc giật lại không nghĩ hai câu ba lời bị hắn cho chọc giật mặc dù ngươi là công chúa khách nhân nhưng vô lễ như thế, sợ là muốn giáo huấn người một phen rồi. Một thanh niên mặc áo đen đứng dậy, lạnh lẽo nhìn Tần Vấn Thiên. Công chúa, hầu ra, cho các ngươi thêm phiền toái, Tần Vấn Thiên nhìn về phía công chúa Trường Bình cùng xích đồng hầu, xin lỗi tiếng nói. Không sao, đều là tiểu bối, đã bọn hắn muốn luận bàn, Tần Vấn Thiên ngươi cùng bọn hắn luận bàn một phen đi, công chúa Trường Bình nở nụ cười xuống, theo sau truyền âm cho Tần Vấn Thiên nói ra, bọn hắn trước đến sò xét, cũng không phải thật đối với ngươi có quá lớn ác ý giao huấn một phen là được, chớ để thật bị thương nặng bọn hắn. Tần Vấn Thiên nhìn công chúa Trường Bình một cái, trao đổi một ánh mắt, điểm ấy hắn trong lòng hiểu rõ, nơi này dù sao cũng là tiên quốc hoàng cung, mặc dù là vì không cho Thanh Nhi gặp khó, hắn cũng không thể làm quá mức, đã những người này nghĩ như vậy từ bản thân, liền cho bọn hắn một ít giáo huấn là được rồi. Đứng dậy, Tần Vấn Thiên hướng phía bên cạnh đất trống đi đến, bình tĩnh đứng ở đó, ánh mắt quét về phía chư vương hầu đệ tử, nói, các ngươi cùng lên đi, cuồng vọng, quá kiêu ngạo rồi ta đến đối phó hắn đi, thanh niên mặc áo đen đạp bước mà ra, sâu sắc lạnh lùng nghiêm nghị, hắn toàn thân lưu chuyển đen kịt sấm xét lực lượng, có đáng sợ hủy diệt lực, gặp tần vấn thiên bất động, hắn bước chân trong giây lát đạp mạnh, một tiếng nổ vang, mặt đất rung rung, bá đạo cương mãnh quyền bề bộn trực tiếp sát phạt tới, bao trùm thân hình tần vấn thiên, trực tiếp oanh đi ra ngoài. Tần vấn thiên toàn thân lưu chuyển phù quang, trong chốc lát khí thế trở nên vô cùng minh mông, đứng ở đó giống như một tòa nguy nga núi cao, lại như mênh mông biển lớn ổn trọng rồi lại khí thế kinh thiên. Ngươi muốn chết sao, cái kia hắc y cường giả nắm đấm đổi giết tới, khủng bố sấm sét bạo kích mà ra, đùng đùng tiếng vang truyền ra, không ngừng trùng kích tại trên thân thể tần vấn thiên, nhưng mà chỉ gặp giờ phút này tần vấn thiên nâng tay lên, một trưởng đánh ra, cái này trong tích tắc, cái kia thanh niên mặc áo đen chỉ cảm thấy cái này bàn tay hệt như là giống như là ngũ chỉ sơn, chấn áp trời đất hư không, một tiếng nổ vang, quả đấm của hắn trực tiếp bị chấn áp cánh tay phát ra tiếng răng rắc vang ầm ầm cực lớn tiếng nổ vang truyền ra chỉ thấy tần vấn thiên một cái tát hướng xuống đem cái kia thanh niên mặc áo đen trực tiếp đập đánh trên mặt đất chân đối phương toàn thân đau nhức kịch liệt nhổ ra một ngụm máu tươi ngẩng đầu nhìn tần vấn thiên ánh mắt lạnh giá không gì sánh được một kích tần vấn thiên một cái tát trực tiếp đưa hắn trấn áp một trưởng kia tựa như chất chứa vô thượng uy năng có thể nghiền nát núi cao đánh vòng trời không thể ngăn cản còn lại chưa thanh niên thần sắc ngưng trọng tất cả đều gắt gao dán mắt vào tần vấn thiên cường đại như vậy thực lực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bọn hắn tự hỏi cũng là nhân vật thiên tài chiến lực cường đại lại sẽ không chịu được như thế một kích nhìn đến ta khi trước nói cũng không sai ngoại trừ ra thế các người cũng là hoàn toàn chính xác không có gì lấy được ra tay rồi tần vấn thiên châm chọc một tiếng nói ra nói cùng lên đi thực lực như vậy căn bản không đủ nhìn một cái tát có thể chụp chết khinh người quá đáng đã tần huynh như thế chiến lực chúng ta đây liền không khách khí, áo lam thanh niên trực tiếp ý định bên cạnh thanh niên, hắn biết rõ, không liên thủ đối phó tần vấn thiên, sợ là không có cơ hội, vì chiến thắng, chỉ có thể mất chút mặt mũi liên thủ rồi. Không cần khách khí, quá khách khí ta sẽ không đành lòng tổn thương các ngươi, tần vấn thiên cười cười, từ đầu đến cuối tựa hồ cũng là mây trôi nước chảy, ngạo khí thẳng tới trời cao. Mọi người hoàn toàn bị chọc giận, chỉ thấy bọn họ nguyên một đám tách ra bản thân tinh thần thiên tượng, tăng phúc thực lực, trong chốc lát hoa mỹ hảo quang lóng lánh tại cái này phiến hư không, uy trấn một phương. Ra tay, áo lam thanh niên nhổ ra một giọng nói, lập tức mọi người đồng thời ra tay công kích, một thanh hảo quang sáng chói đại đao trực tiếp chém giết mà xuống, hư không đều phảng phất muốn bổ ra đến, có kiếm khí kinh người, hóa thành đáng sợ vòng xoáy, phát ra lôi động thanh âm, xé rách hết thảy, sức mạnh vô địch, có đại yêu dung trời, gầm thét mà ra, hận không thể đem tần vấn thiên một ngụm nuốt hết. Trong chốc lát gió mây biến hóa, đủ thứ hủy diệt công kích bành trướng không gì sánh được, cuộn sạch mà ra, đem tần vấn thiên triệt để bao bọc tại trong công kích, trời đất ngù mịt, căn bản không chỗ có thể trốn. Thằng này vô lễ đi à nha, xích đồng hầu thấp giọng nói ra, tần vấn thiên mặc dù lợi hại, nhưng những người này cũng thực sự không phải là tài trí bình thường, đều là chân chính người có thực lực. Có thể theo hạt căn bản thế giới đi đến nơi đây, há lại nhân vật tầm thường, những tiểu tử này mới vô lễ, dẫn đầu bị cho rằng dò đường đến sọt xét rồi, người thông minh đều ở phía sau nhìn xem đây này công chúa trưởng bình nở nụ cười xuống nàng dường như rất tín nhiệm tần vấn thiên lúc này tất cả đại sát phạt công kích đồng thời đánh tới chỉ thấy tần vấn thiên toàn thân lưu chuyển hào quang vô tận một cỗ vô thượng trấn áp chi huy cuộn sạch trời đất hư không còn có một cỗ ngập trời yêu huy hắn nâng tay lên nâng lên trời đất trong lúc đó một khủng bố đại yêu hư ảnh xuất hiện chính là một thần tượng khổng lồ khôn cùng có được vô thượng yêu huy cái này trong tích tắc các đại cường giả công kích toàn bộ bị nắm ở đằng kia, không cách nào anh phá. Thực lực của các ngươi không hơn sao, tần vấn thiên một tay nâng lên trời đất, trần áp các đại cường giả công kích, cười lạnh một tiếng, bàn tay của hắn trực tiếp đập đánh mà ra, tràn đầy lực lượng cuộn sạch trời đất, một tôn khủng bố đại bằng thân ảnh xuất hiện, trong chốc lát đánh giết mà ra, giống như từng đạo như chớp, âm âm chấn động tiếng vang truyền ra, chỉ trong tích tắc, chư vương hầu đệ tử toàn bộ bị đẩy lui kích thương, bước chân lảo đảo, thậm chí có thực lực yếu trực tiếp nhổ ra máu tươi nguyên một đám sắc mặt tái nhợt khó chịu nổi không chịu nổi một kích tần vấn thiên một bước ống tay áo chắp hai tay sau lưng đạp bước mà ra về tới trên chỗ ngồi tất cả cường giả sắc mặt khó coi đến cực điểm nhìn xem công chúa trường bình nói công chúa hầu gia vạn bôi cáo từ nói xong một đoàn người trực tiếp rời đi không có mặt tại ở tại chỗ này đám người rời đi tần vấn thiên trở lại chỗ ngồi xích đồng hồ bưng rượu lên đối tần vấn thiên nói tiểu tử lợi hại có thể dễ như chờ bàn tay quét ngang hơn 10 vị cùng thế hệ cường giả, thân thủ bất phàm, ta mời ngươi một chén. Hầu ra khách khí, tần vấn thiên bận bịu nâng chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Xích đồng hầu đem chén rượu buông xuống, nhìn lấy tần vấn thiên cười nói, không phải là khách khí, những tiểu tử này tuy không phải là cùng đời bên trong cao cấp nhân vật, nhưng là thiên tư bất phàm, người có thể đủ tùy tiện quét ngang bọn hắn, không cần tốn nhiều sức, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ toàn bộ trong hoàng cung cùng thế hệ cũng tìm không ra mấy người có thể cùng ngươi chống lại. Xích đồng hầu chính là tiên vương cường giả, trước đó tần vấn thiên chiến đấu, khí thế bàng bạc, thể nội hình như có kinh đảo hải lãng chi uy, chất chứa kinh người chi lực, cái loại cảm giác này giống như man hoang đại yêu vậy, rất ít gặp đến tiên đài phía dưới cảnh giới chi nhân có thể có bực này khi thế kinh người, hắn nhục thân cường đại sinh cơ bàng bạc, tùy tiện có thể quét ngang người cùng thế hệ. Bên này chiến đấu rất nhanh truyền ra, trong hoàng cung tất cả đại phủ để nhau nhau biết được tình hình chiến đấu, tất cả trong phủ đệ có bất đồng thanh âm vang lên. Người này cực kỳ càn rỡ, coi trời bằng vung, nhục nhã con em vương hầu, bá đạo vô cùng, xem hoàng cung không người, ngôn ngữ cuồng vọng đến cực điểm. Cái này tần vấn thiên thật có thực lực không tệ, khó trách có thể được công chúa yêu ái, chiến lực cường hoành, xem ra trong hoàng cung trừ cái kia số ít mấy người, trong cùng thế hệ có thể chiến thắng hắn người không nhiều. Khá lắm đã thương xin mời cha mẹ cầu ra ra cáo nãi nãi kẻ này hoàn tất vô lễ như thế, không có giáo dưỡng, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Ha ha, cái này tần vấn thiên lợi hại, khó trách thanh nhi công chúa ưa thích, tính cách này bá khí, ta ngược lại thật ra xem trọng gia hỏa này, một ít người tự cho là đúng cho rằng bọn họ hậu bối mới có cơ hội tiếp cận thanh nhi công chúa điện hạ, bọn hắn cũng xứng. Thanh nhi công chúa ánh mắt không phiền, tất cả lớn bên trong vương hầu phủ đệ, tên của tần vấn thiên vẫn như cũ không ngừng xuất hiện, thái độ đối với tần vấn thiên riêng phần mình khác biệt, thanh âm gì đều có. Bất quá đúng lúc này, từ vân vương trong phủ truyền ra kinh người thanh âm. Tần vấn thiên hắn coi trời bằng vung, có công chúa ưu ái lại vẫn ngôn ngữ khinh bạc trường An Hầu Phủ Hạ Liên, cực kỳ ti tiện, về sau còn lớn hơn náo trường An Hầu Phủ, công chúa tuổi trẻ người quen không tuệ, hoàn tất vì cái này đang đồ tử giết trường An hồ Nữ Nhi Hạ Liên. Tần vấn thiên chính là cổ đế chi thành đăng tiên bảng đệ nhất thiên kiêu, cầm thiên phú của cùng với chính mình ai cũng không để vào mắt, mê hoặc thanh nhi công chúa, đi vào trường thanh tiên quốc một lòng muốn trở thành tiên quốc phò mã, muốn bằng vào cường hoành thiên phú trực tiếp thượng vị, hắn ra tâm cực lớn, vương hầu đều không có bị hắn để vào mắt, tần vấn thiên giám ở trường An Hồ Phủ làm khách thời điểm cõng công chúa đổ dẫn Hạ Liên, kết quả là Hạ Liên chết thảm, ỉ vào hắn thiên tư nơi nào sẽ quan tâm cái gì con em vương hầu, cho dù vương hầu hắn đều dám nhục mạ, thanh nhi công chúa đã sầu hãm trong đó, hắn cho là mình tất thành tiên quốc phò mã, tương lai muốn ngự trị ở bên trên vương hầu, vân vương tức giận chuẩn bị tự mình hướng đại đế trở lệnh, chớ có để công chúa bị cái này tặc tử tiếp tục mê hoặc xuống dưới, nếu không hậu quả khó mà lường được, từng đạo từng đạo thanh âm từ vân vương trong phủ truyền ra, quét sạch hoàng thành, rất nhanh hoàng cung chấn động, đối với tần vấn thiên tiếng nghị luận càng là ở khắp mọi nơi, chớ nói vương hầu phủ đệ chi nhân, ngay cả thị vệ hạ nhân cũng đang thảo luận tần vấn thiên, nguyên lai là cổ đế chi thành đăng tiên bảng đệ nhất thiên kiêu, thiên tư quả nhiên xuất chúng, khó trách phách lối như vậy coi trời bằng vung dám nhục nhã tất cả đại vương hầu đệ tử nói ra để bọn hắn bại không cần hô cha mẹ cầu ra ra cáo nãi nãi cuồng ngạo lời nói, người có biết đăng tiên bảng đệ nhất thiên kiêu phân lượng, đăng tiên bảng bên trên thế nhưng là tiên vực các phương đỉnh cấp thiên kiêu, đệ nhất mang ý nghĩa quét ngang tất cả, tần vấn thiên không coi ai ra gì cũng rất dễ lý giải, hắn đây là căn bản không có đem trong hoàng cung tất cả thiên kiêu để vào mắt a còn em vương hầu hắn căn bản không quan tâm, tốt một cái đăng tiên bảng đệ nhất, thiên phú của cường hoành, lại thêm công chúa vì hắn chỗ dựa. Thật muốn vương hầu đều không coi vào đâu, chỉ cần đại đế gật gật đầu phò mã chi vị chính là của hắn trong hoàng cung dư luận tiếng hiện ra thiên về một bên tình thế những âm thanh này đương nhiên sẽ không là xuất từ vương hầu về sau vương hầu nhân vật thân phận bực nào bọn hắn cho dù trong lòng có ý nghĩ cũng sẽ không dễ dàng nói ra phần lớn đều là vương hầu phủ đệ bên trong các phương người nói ra tuyệt đại đa số người đều cho rằng tần vấn thiên ỷ vào thiên phú cùng công chúa tình cảm không kiêng nề gì cả không coi ai ra gì dù sao nơi này là trường thanh tiên quốc hoàng cung đối với tất cả đại vương hầu phủ mà nói, Tần Vấn Thiên bây giờ vẫn chỉ là ngoại nhân mà thôi, bằng vào Tần Vấn Thiên đăng tiên bảng thiên phú của đệ nhất, một khi đại đế coi trọng, lại trở thành phò mã, địa vị của hắn đem trong nháy mắt không hạn chế cất cao, tương lai trở thành vương hầu, liền đem áp đảo chư vương. Lại thêm trường an hầu phủ hạ liên quả thật là chết, vân vương nữ nhi mang theo mùa hè trước thi thể đến, đây càng để bọn hắn cảm thấy tức giận, như thế nào đi nữa hạ liên cũng là vương hầu ngoại tôn nữ, bởi vì một ngoại nhân bị chu sát, há có thể không tức vẫn, về sau lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ trong hoàng cung vương hầu hậu nhân tần vấn thiên cũng dám giết. Cái này há chẳng phải là coi trời bằng vung, không ai có thể đè ép được hắn. Công chúa nhập đế cung đã có không ít thời gian, xem ra tại cùng đại đế mật đàm, thời gian lâu như vậy còn chưa có đi ra, cũng không biết đại đế ra sao thái độ. Vô số đạo ánh mắt đều tập trung ở tòa này bên trong ương đế cung, trong hoàng cung cho dù thanh âm lại nhiều, cũng không sánh nổi đại đế thanh âm trọng yếu. Đại đế một câu, nhưng quyết định tất cả, nếu là hắn ủng hộ Thanh Nhi công chúa cùng Tần Vấn Thiên, như vậy cho dù Hoàng Cung Thanh Âm lại lớn, Vương Hầu cũng sẽ ủng hộ Đại Đế quyết định, đè xuống tất cả nghi vấn. Với Trường Bình công chúa phủ, trên tiệt rượu, Trường Bình công chúa cùng xích đồng hồ nói chuyện phiếm thời điểm không quên lấy cường hoành tiên niệm nghe lén các phương Thanh Âm, chỉ thấy lúc này Trường Bình công chúa đối Tần Vấn Thiên cười nói, Hoàng Cung Thanh Âm tựa hồ đối với ngươi có chút bất lợi a à, Tần Tiểu Tử, khó trách ngươi lợi hại như thế đúng là cổ đế chỉ thành đăng tiên bảng đệ nhất ta trường thanh tiên quốc cũng không đi ra như vậy nhân vật kiệt xuất, đến, mời ngươi một chén nữa, xích đồng hầu vô cùng sảng khoái, tần vấn thiên tự nhiên tương bồi, uống một hơi cạn sạch. Vân vương tâm cơ lợi hại, trường bình công chúa nhàn nhạt, một giọng nói, cổ đế chi thành đăng tiên bảng đệ nhất tin tức hẳn là chỉ có thanh nhi cùng ngươi tự mình biết, hoàng cung người tự nhiên không có khả năng tại thời gian ngắn dò thăm, các ngươi tại trường an hầu thời điểm hẳn là tiết lộ qua đi, ừ, tần vấn thiên nhẹ gật đầu. Trước đó vân vương phủ cất giấu không nói, chờ ngươi cường thế đánh bại những bọn tiểu bối kia về sau, hơn nữa có trong lời nói giao phong, bọn hắn tại tiết lộ tin tức này, lại thêm hạ liên cái chết, bọn hắn trực tiếp nói ngươi coi trời bằng vung, vương hầu đều không để vào mắt, ngươi căn bản hết đường chối cãi, hoàng cung dư luận thanh âm tự nhiên là thiên về một bên, trường bình công chúa chậm rãi mở miệng, khiến cho tần vấn thiên cao mày. Bọn hắn đây là ghen ghét, xích đồng hồ lạnh nhạt nói. Ghen ghét là thiên tính của con người, hắn là thanh nhi nha đầu cái thứ nhất đưa vào hoàng cung người, cái này đã đầy đủ làm cho người ghen tị, lại thêm đăng tiên bảng thân phận của đệ nhất cùng chuyện vừa rồi kiện cùng Hạ Liên, bọn hắn căn bản không biết đi để ý tới chuyện cụ thể đi qua, sẽ chỉ chủ quan thay vào ý nghĩ của mình. Trường Bình Công Chúa một lời điểm phá lòng người, ta như thiên phú yếu, sẽ bị cho rằng vô năng, không có tư cách nhập hoàng cung, thiên phú tốt, bị cho rằng coi trời bằng vung, không đem vương hầu để vào mắt, tần vấn thiên lắc đầu cười khổ, giống như tại bản thân trào phúng. Không sai, Thanh Nhi nàng mang ngươi nhập hoàng cung, đây chính là nguyên tội, những thứ này áp lực, là tất nhiên, Trường Bình công chúa cười cười nói, Tần Vấn Thiên cũng là người thông minh, tự nhiên biết, hắn một ngoại nhân, đi thẳng tới Trường Thanh Tiên quốc hoàng cung, còn cùng thụ nhất đại đế sủng ái Thanh Nhi công chúa cùng một chỗ, ai không ghen ghét. Hạ Liên cái chết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta tin tưởng Thanh Nhi, nàng sẽ không tùy ý giết người, huống chi còn là tại Trường An Hầu phủ, Trường Bình công chúa hỏi. Tần Vấn Thiên đem chuyện đã xảy ra nói ra, mở miệng nói thanh nhi cũng là vì mới tức giận tốt nhất chu sát hạ liên nói như vậy hạ liên là chết chưa hết tội chỉ sợ trường an hầu phu nhân đều không chính xác cha nàng lời nói thật dù sao hạ liên chết là sự thật tất cả mọi người sẽ đồng tình nàng đồng tình vân vương cùng trường an hầu trường bình công chúa cười lạnh không nghĩ tới vân vương nữ nhi này phách lối như vậy ương ngạch hoàn tất không đem thanh nhi để vào mắt dám ngay trước mặt thanh nhi chu sát tần vấn thiên quá làm càn quả thực là phạm thượng vân vương lại vẫn muốn bị cắn ngược lại một cái không thành hắn coi là đại đế sẽ tin tưởng hắn không tin thanh nhi xích đồng hầu cũng cười lạnh cho nên vân vương hiện tại thả ra tin tức lợi dụng dư luận ép tần vấn thiên hắn đương nhiên cũng biết không làm gì được thanh nhi chỉ có thể đối phó tần vấn thiên cho dù không động được cũng phải phá hư tần vấn thiên cùng thanh nhi sự tình dù sao mối thù này xem như kết trường bình công chúa lại nói tần vấn thiên ám đạo trường bình công chúa thông minh hơn người đem tất cả thấy phi thường thấu triệt Công chúa ra đế cung, đúng lúc này, có âm thanh truyền ra, đế cung phương hướng, một bóng người xinh đẹp hướng phía Trường Bình công chúa phủ đệ mà đến, thanh nhi công chúa thần sắc vẫn như cũ lạnh như băng, nhìn không ra nàng ý nghĩ trong lòng, trong nháy mắt, thanh nhi công chúa ra đế cung tin tức liền lập tức truyền khắp hoàng cung. Công chúa một thân một mình đi vào, cùng đại đế nói chuyện thật lâu, nhưng lại một mình đi ra, đại đế không có triệu kiến tần vấn thiên. Cái này khiến rất nhiều người bắt đầu phỏng đoán tâm tư của đại đế, không có triệu kiến mang ý nghĩa đại đế không có tán thành tần vấn thiên thanh nhi công chúa thất bại đại đế rất có thể không đồng ý ta liền biết đại đế như thế thánh minh như thế nào tùy tiện để một cậy tài khi người ra hòa nhập chủ phủ công chúa người này vương hầu đều không để vào mắt nếu là thật sự thành phò mã thì còn đến đâu tiên quốc hoàng cung rất nhiều vương hầu phủ đệ người đều thở phào nhẹ nhõm nếu là đại đế triệu kiến tần vấn thiên liền nên bọn hắn run sợ đại đế gật đầu đồng ý là sẽ trở thành sự thật Vân Vương bên kia cũng không còn bất cứ tác dụng gì. Bất quá, đại đế cũng rất có thể đang quan sát, dù sao đại đế sủng ái nhất thanh nhi công chúa, cũng sẽ không đối với tần vấn thiên thế nào, cho dù không đồng ý cũng sẽ không cưỡng ép tách ra bọn hắn. Ngay tại Hoàng Cung nghị luận thời điểm, Thanh Nhi vẫn như cũ đi tới trường bình công chúa phủ, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Thanh Nhi, gặp Thanh Nhi vẫn như cũ lạnh lùng, đi vào bên cạnh hắn nhìn lấy hắn, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Không có chuyện gì, Tần Vấn Thiên cười cười nói, hắn đến Hoàng Cung đã có chuẩn bị tâm lý, vô luận trường thanh đại đế như thế nào thái độ đều sẽ không để ý. Hắn cũng không còn trông cậy và có thể trực tiếp đạt được tán đồng hướng đại đế cầu hôn. Tần Vấn Thiên mặc dù tự tin, nhưng còn không có cuồng vọng đến loại trình độ kia, hắn lấy cái gì cầu hôn, bồi thanh nhi đến Hoàng Cung, chỉ là cho thấy thái độ của hắn, tuyên cáo thiên hạ, có hắn một người như vậy tồn tại. Thanh Nhi nhìn thấy nét cười của Tần Vấn Thiên, nhưng trong lòng có chút khổ sở, trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một vòng ý niệm chấp nhất, nhìn về phía trường bình công chúa nói, cô cô, ta cùng hắn liền tạm thời ở tại phủ đệ của ngươi, có thể cho chúng ta an bài một tòa viện từ sao? Trường bình công chúa sửng sốt một chút, con mắt lóe ra, trong lòng giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú Thanh Nhi, chỉ thấy Thanh Nhi không tị hiểm chút nào cùng nàng nhìn nhau, cái này khiến trường bình công chúa trong lòng thầm than, xem ra nhà đầu này chấp niệm rất sâu a à, được, phụ thân ngươi trách tội xuống, ta coi như nói là ý của chính ngươi. Trường Bình công chúa lắc đầu nói, ừ, Thanh Nhi gật đầu ứng tiếng. Trường Bình công chúa mệnh hạ nhân thu thập trong phủ hoàn cảnh cực tốt một tòa viện tử đi ra, dẫn Tần Vấn Thiên cùng Thanh Nhi tiến về, mở miệng nói, trong nội viện này hoàn cảnh yêu nhã, có không ít gian phòng, các người riêng phần mình chọn lựa một gian. Nói nàng còn nhìn thật sâu Thanh Nhi một chút, Thanh Nhi phảng phất không rõ nàng ý tứ vậy, cũng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, Trường Bình công chúa quay người rời đi. Thanh Nhi, ta không có quan hệ, người không cần như thế. Tần Vấn Thiên trong lòng cảm động, biết Thanh Nhi dụng tâm. Trong Hoàng Cung ở ít ngày, Thanh Nhi ngừng đầu nhìn Tần Vấn Thiên nói, nhìn lấy ánh mắt của nàng, Tần Vấn Thiên sao nhẫn tâm cự tuyệt, gật đầu nói, được, ta sẽ trong Hoàng Cung cùng ngươi một thời gian, đột phá đến tiên đài cảnh giới về sau lại tính toán sau. Đối với Tần Vấn Thiên mà nói, bây giờ còn có một cái trọng yếu mục tiêu chính là trùng kích tiên đài cảnh giới, ở nơi nào bế quan trùng kích đều là giống nhau, không bằng ở nơi này trường thanh tiên quốc trong Hoàng Cung về phần hoàng cung vương hầu phủ đệ đám người đối xử lạnh nhạt hắn không cần để ý hoàng cung tất cả vương hầu phủ đệ cái gì công chúa để tần vấn thiên tại trường bình công chúa phủ đệ ở lại còn cùng hắn cùng ở trong một cái viện thanh nhi công chúa dùng tình sâu vô cùng đây là không tiếc tự thân danh tiết cũng phải để hoàng cung người biết quyết tâm của nàng hỗn đản cái này tần vấn thiên đến tột cùng là ai hoàn tất dỗ đến công chúa như vậy si tâm như công chúa có thể đợi ta như thế chết cũng nguyện ý có thanh niên đồng lứa thiên kiêu không cam lỏng giống to nơi này chính là trường thanh tiên quốc hoàng cung thanh nhi công chúa ra sao thân phận nàng tại đế trong cung có công chúa của mình phủ nàng biết không tốt trực tiếp ngỗ nghịch đại đế ý tứ mang tần vấn thiên nhập đế cùng thế là cùng tần vấn thiên ở cùng nhau tại trường bình công chúa phủ đệ vẫn là trong một cái viện đây hoàn toàn quyết tâm thu nói cho thế nhân quyết tâm của nàng nhất định phải cùng với tần vấn thiên thanh nhi công chúa làm như thế đối với nàng danh tiết có hại dù sao nàng thân phân địa vị bày ở vậy, toàn bộ hoàng cung ánh mắt đều ở trên người nàng. Vân vương nhập đế cung, hắn muốn gặp mặt đại đế, đúng vào lúc này, trong hoàng cung lại có động tĩnh lớn, hoàng cung hư không bên trên, một đạo uy nghiêm thân ảnh hư không dạo bước, trực tiếp tiến về đế cung, thị vệ không dám cản, vân vương chính là phong vương nhân vật, vì đại đế tranh vị lập xuống qua công lao hãn mã, quyền thế cực lớn, hắn có thể trực tiếp nhập đế cung, chỉ có tại đế cung nội cấm cung mới cần thông báo. Vân đình cầu kiến đại đế, cấm ngoài cung vân vương không có khả năng như là thanh nhi như thế trực tiếp đi vào chỉ có thể ở bên ngoài cầu kiến vân vương chuyện gì đại đế thanh âm truyền ra tần vấn thiên mê hoặc công chúa điện hạ hắn tâm làm loạn ta ngoại tôn nữ hạ liên vì vậy mà chết mời đại đế hỏi tội tần vấn thiên vân vương tự nhiên không dám của trách thanh nhi không phải chỉ là muốn hỏi tội tần vấn thiên nếu như trước đó đại đế đồng ý thanh nhi cùng tần vấn thiên hắn sẽ không tới đế cung nhưng đại đế tựa hồ không đồng ý mà thanh nhi công chúa cũng cực kỳ bướng bỉnh vậy mà dọn đi trường bình công chúa phủ muốn cùng với tần vấn thiên cái này theo vân vương đây là công chúa tùy hứng làm vậy tại cùng đại đế khiêu chiến lúc này đại đế có lẽ cũng đối tần vấn thiên có thành kiến vân vương mặc dù là vương hầu nhưng là sẽ không bị cửu hận choáng váng đầu óc bọn tiểu bối đi làm ồn ào không có gì nhưng ở không biết đại đế thái độ trước đó bọn hắn thân là vương hầu tùy ý ra tay với tần vấn thiên phạn nhất đại đế không cao hứng vậy liền không xong dù sao Tần Vấn Thiên đã bị công chúa dẫn tới Hoàng Cung, ai cũng muốn đoán chừng hạ mặt mũi của công chúa. Hạ liên chết ta đã biết rồi, đúng là nàng không đúng, Thanh Nhi mang Tần Vấn Thiên tại trường An Hầu làm khách, nàng lại ngôn ngữ nhục nhã Tần Vấn Thiên, muốn đem Tần Vấn Thiên chu sát, bất quá người đã chết, chuyện này ai đúng ai sai trong lòng người cũng nên rõ ràng, ta cũng không nói thêm cái gì, Vân Vương, người dùng nhiều tâm về việc tu hành, sớm ngày trùng kích đế cảnh, bọn tiểu bối sự tình cũng không cần đi quản, tùy bọn hắn đi đại đế thành âm truyền ra vân vương tâm như minh kính khom người nói đúng đại đế vân đình cáo lui dứt lời vân vương trực tiếp quay người rời đi không có nói nhiều một câu điểm đến là dừng đại đế nếu nói như vậy hắn liền nên biết phải làm sao vân vương trở lại vương phủ không có ai đi động tần vấn thiên nghe đồn đại đế có ý tứ là bọn tiểu bối sự tình vương hầu không nên can thiệp theo chính bọn hắn đại đế thái độ tựa hồ đã sáng tỏ hắn không ủng hộ tần vấn thiên cùng thanh nhi sự tình nhưng bởi vì đối với công chúa sủng ái hắn cũng không có phản đối mảnh liệt tất cả thuận theo tự nhiên đại đế đối với thanh nhi công chúa sủng ái quả nhiên không người có thể so sánh rất nhiều người thầm than đáng hận hiện tại công chúa tâm lại bị một ngoại nhân bắt được đại đế tỏ thái độ vương hầu phủ đệ bên trong thanh âm dần dần bị ép xuống trường an hầu phu nhân mang theo hạ liên thi thể trở về mang theo cửu hận rời đi nhưng nàng không thể làm gì không người nào dám tại hoàng cung dùng sức mạnh huống chi nàng chỉ là trường an hầu phu nhân nếu là ngang ngược, đem liên lụy vân vương phù. Trường Bình công chúa phủ, Thanh Nhi cùng Tần Vấn Thiên ở tại trong viện, bị bao khỏa tại tầng một nhàn nhạt vô hình bên trong phù quang, tựa hồ là trận pháp, đây là vì cách tuyệt tiên niệm thăm dò, trong hoàng cung, tất cả vương hầu phủ đệ đều có rất nhiều dạng này trận pháp, ai đều không thích bị quấy nhiễu, bại lộ tại tiên niệm phía dưới, trận pháp sau khi khởi động, tiên niệm vẫn như cũ có thể cưỡng ép xông tới, nhưng trận pháp phá toái lập tức sẽ kinh động trong phủ đệ người, cái kia chính là khiêu khích bình thường không ai sẽ làm như vậy. Ngôi viện này hoàn cảnh xác thực phi thường tốt, là trường bình công chúa tận lực chọn lựa ra, vượt ngang hơn 10 dặm, có núi có nước, có đình đài hồ nước, trong hồ sóng biếc dập dờn, có con cá trong hồ du động, tần vấn thiên đang ở thả câu, ngoại giới huyên náo lợi hại, hắn lại muốn an tĩnh lại, thả câu có thể tìm nghỉ, tu thân dưỡng tính, sớm ngày để tâm yên tĩnh, đi trùng kích tiên đài cảnh giới. Thanh Nhi ngồi ở tần vấn thiên bên người, cực kỳ giống một đôi thần tiên quyến lữ, đều là cực kỳ người ưu tú phụ thân lo lắng ta vi tình sở khốn ảnh hưởng tu hành thanh nhi ánh mắt nhìn qua sóng nước thấp giọng nói ra ta hiểu đại đế ý nghĩ tần vấn thiên cười nói mặc dù ta thiên phú không tồi nhưng ở tiên vực thiên tượng cảnh chỉ có thể coi là kẻ yếu tiên đài mới là cất bước mà thôi đại đế cũng lo lắng ngươi đi theo ta dễ dàng gặp được nguy hiểm thanh nhi nghiêng mặt qua nhìn lấy tần vấn thiên chỉ thấy tần vấn thiên trên mặt hô hào cười yếu ớt hắn cũng là người thông minh như thế nào không rõ tâm tư của đại đế đại đế không cưỡng ép phản đối đã là phi phẩm khí độ, hắn thiên phú ra lại chúng, hoàng cung tùy ý một người cũng có thể tùy tiện đem hắn chụp chết, tuy nói hắn tương lai có trở thành thiên phú của đế vương, nhưng trở thành đế vương. Dọc đường có bao nhiêu gặp trắc trở, thiên phú cho dù tốt vẫn lạc xác suất cũng là cực lớn. Ta có cao cường như vậy sao? Tần Vấn Thiên gặp Thanh Nhi một mực nhìn lấy chính mình, nhìn về phía nàng cười nói, khiến cho Thanh Nhi lườm hắn một cái, đôi mắt chuyển hướng trong hồ. Thánh Hy tẩy lễ về sau, chúng ta tu vi vững chắc, trùng kích tiên đài cảnh giới không khó lắm, bước vào tiên đài về sau, người biết hồi lạc tử thế giới sao? Thanh Nhi thì thào nói nhỏ. Sẽ đi, tần vấn thiên nhẹ gật đầu, vậy ngươi mang ta đi chung tiến về, ta cùng đi với ngươi tiếp khuynh thành, Thanh Nhi thanh âm êm dịu, tần vấn thiên trong lòng cảm động, nếu là đại đế biết khuynh thành, lại sẽ là như thế nào thái độ, Thanh Nhi bản thân cũng không dám nói đi, bọn hắn đối mặt áp lực, so với trong tưởng tượng càng lớn. Tuy nói thế giới tiên vực cường giả thê thiếp như mây rất bình thường, nhưng thanh nhi là thân phận bực nào đại đế lại là thân phận gì liền hoàng cung những vương hầu này sau khi biết đều sẽ muốn giết hắn chỉ có thanh nhi nàng lại không có để ý thanh nhi tần vấn thiên êm ái hô âm thanh thanh nhi ánh mắt chuyển qua chỉ thấy tần vấn thiên trong đôi mắt nhu tình như nước tựa hồ muốn nàng hòa tan vậy thanh nhi ánh mắt hơi có chút trốn tránh không dám nhìn thẳng con mắt của tần vấn thiên đúng lúc này tần vấn thiên đầu hướng phía trước tìm kiếm thanh nhi ánh mắt ngưng dưới tim đập rộn lên lập tức tần vấn thiên hôn lên môi của nàng một cỗ cảm giác kỳ diệu tại thanh nhi trong lòng sinh ra nàng tâm nhảy dồn dập tần vấn thiên rất nhanh rời nhìn trước mắt cái kia lạnh như băng mỹ nhân giờ phút này trên mặt hoàn tất bay lên ánh nắng chiều đỏ hắn trong lòng có vô hạn thâm tình thanh nhi ta nhất định sẽ phong phong quang quang cưới ngươi sẽ không để cho tiên quốc thân phận của công chúa bị một tia ủy khuất tần vấn thiên ánh mắt kiên định thanh nhi ánh mắt né tránh đôi mắt rời nhìn về phía trước nàng tận lực khắc chế tâm tình của cùng với chính mình mặt không biểu tình nhưng trong lòng trải qua trận trận ấm áp cái này chính là tình yêu cảm giác sao ta đi nghỉ trước thanh nhi đứng dậy lập tức chạy trốn đưa lưng về phía tần vấn thiên nàng mắt sáng ngời rực rỡ tần vấn thiên như trước đang thả câu cần câu lắc lư hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy cũng không biết tâm tung bay đi nơi nào liếm môi một cái tựa hồ vẫn như cũ còn tại hoài niệm tấm kia lạnh lùng tuyệt mỹ khuôn mặt cùng một sát na kia xúc cảm một ngày này trong hoàng cung vô số thanh niên thiên kiêu không cách nào ngủ biết thanh nhi cùng tần vấn thiên ở tại trong một cái viện không biết biết chuyện gì phát sinh bọn hắn hận không thể đem tần vấn thiên xé nát đây chính là lãnh ngạo vô song công chúa thân phận nàng cao quý thiên phú xuất chúng có dung nhan tuyệt thế vừa nghĩ tới băng thanh ngọc khiết công chúa rất có thể bị tần vấn thiên tên khốn này cho trong lòng của bọn hắn phảng phất có vô số con kiến bỏ qua nhưng bọn hắn không thể làm gì đại đế đều không lên tiếng bọn hắn chẳng lẽ tiến lên tách ra hai người ngày thứ hai vẫn như cũ vô số người chú ý trường bình công chúa phủ động tĩnh một ngày này thật sớm đã có người đưa một phong thiệp mời đến trường bình công chúa phủ cái này thiệp mời là từ kỳ vương phủ đưa ra không chỉ có đưa đến trường bình công chúa phủ còn mang đến rất nhiều vương hầu phủ đệ mời thế hệ trẻ tuổi người dự tiệc hơn nữa còn mời tần vấn thiên kỳ vương thế tử xuất quan hắn nhưng là đang trùng kích tiên đài cảnh giới bây giờ cũng không nhịn được muốn xuất quan sao xem ra đều là tần vấn thiên kỳ vương thế tử mới kết thúc bế quan hắn có thể một mực là thanh nhi công chúa người ái mộ vô số người run sợ ám đạo lần này tần vấn thiên có đối thủ kỳ vương thế tử thiên phú cực kỳ xuất chúng mấy năm trước liền từ cổ đế tri thành đã trở về hắn tại cổ đế tri thành thời điểm cũng là đăng tiên bảng trước mấy nhân vật nghe nói cao nhất trùng kích đến rồi năm vị trí đầu ghế bây giờ lại bế quan tu hành lâu như vậy không biết cường đại cỡ nào trường bình công chúa phủ Tần Vấn Thiên nhìn lấy trong tay thiệp mời, thấp giọng nói, kỳ vương phủ. Thanh Nhi đi đến bên cạnh hắn, nói, kỳ vương phủ thế tử Dương An mấy năm trước từ cổ đế Tri Thành trở về, nghe nói là lúc ấy cổ đế Tri Thành đăng tiên bảng thứ năm thiên kiêu, về sau một mực bế quan tu hành đang trùng kích tiên đài cảnh giới, bây giờ tất nhiên mạnh hơn, hắn mời người tiến về tất không có lòng tốt, ta cùng đi với người đi, chính ta tiến đến đi, đại đế đều để vân vương không cần hỏi đến hậu bối thời điểm, ở nơi này trong hoàng cung, những vương hầu phủ đó người cũng không dám đối với ta như thế nào, trên thiệp mời này cũng không có mời ngươi vị công chúa này, nếu ta mang theo ngươi đi, khá không gọi người cho cười ta, Tần Vấn Thiên cười cười nói, không sao, ta có thể ứng phó, Thanh Nhi nhìn lấy mặt của Tần Vấn Thiên, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nói, được, nếu bọn họ làm được quá phận, trực tiếp hồi nơi này, ừ, Tần Vấn Thiên gật đầu, hắn lôi kéo Thanh Nhi tinh tế tay nhỏ, Thanh Nhi bàn tay khẽ run dưới, bất quá cũng không còn dễ ruộng, mặc cho hắn lôi kéo ta nhưng là muốn cưới tiền quốc công chúa người, có thể nào để cho người ta xem thường, tần vấn thiên đùa giỡn nói ra. Vào lúc giữa trưa, hoàng cung, kỳ vương phủ đệ cực kỳ náo nhiệt, trong hoàng cung không ít con em vương hầu đều được mời, nhau nhau đến đây nơi đây, bọn hắn hoặc khống chế tiên binh mà đi, hoặc cưới ở đại yêu trên người, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ uy nghiêm. Kỳ vương phủ đệ bên ngoài, rất nhiều đại yêu gào thét, uy danh đáng sợ, những thứ này đại yêu rất nhiều đều là thuần chủng dị thú. Cùng cưỡi trên người bọn họ chủ nhân tu vi tương đương, cùng bọn họ cùng một chỗ trưởng thành. Kỳ vương chính là tiên quốc phong vương nhân vật, thực lực siêu cường, chính là đỉnh cấp tiên vương cường giả, kỳ vương phủ trong hoàng cung cũng là địa vị bất phàm, kỳ vương thế tử Dương An mở tiệc chiêu đãi, lại là vì nhằm vào tần vấn thiên, bởi vậy dự tiệc người rất nhiều, phàm là nhận được thiệp mời người đều tới trước, có thể so với một trận thanh niên thiên kiêu thịnh hội. Bên ngoài phủ, thanh niên thiên kiêu đàm luận, có một thanh niên nói, tần vấn thiên có tới không, còn giống như không có tới, cũng không biết hắn có thể hay không dự tiệc, một người khác đáp lại nói ra. Hừ, có lẽ sẽ đến đây dự tiệc, nhưng sợ là mang lên thanh nhi công chúa. Trước đó người nói chuyện lạnh rên một tiếng, đúng lúc này, từng đạo từng đạo thanh âm vang lên, đám người ánh mắt hướng phía sau một phương nào hướng nhìn lại, lập tức những lời ấy lời nói hai người cũng nhìn về phía bên kia. Là tần vấn thiên, hắn chính là tần vấn thiên à, nhìn thu cũng không gì hơn cái này, yêu thú này tỏa kỵ là cái gì phía vật yêu thú. Béo ị, hắn vậy mà nuôi sủng vật đám người nhao nhao mở miệng tần vấn thiên ngồi xuống chính là tiểu hỗn đản hắn không được biến thân chỉ là để thân thể trở nên khổng lồ chút cái kia béo ị thân thể lộ ra mấy phần đáng yêu bất qua đó là đối với nữ nhi mà nói trường hợp như vậy liền lộ ra có mấy phần tức cười sủng vật này yêu thú con mắt rất lớn lấp lóe không yên bốn phía quan sát nhìn lấy đại yêu xung quanh thân thể của béo ị ninh ngang tiến lên hai mắt tỏa ánh sáng tần huynh người yêu thú này thật đáng yêu Tần vấn thiên bên cạnh có một vị nữ tử, nàng ngồi xuống yêu thú là một đầu có được hỏa cánh chim màu đỏ hung cầm, hai con người hiện ra quang mang của đáng sợ. Đây là một đầu xích huyết bằng, chính là chim bằng một loại, chính là chim đại bằng hậu duệ, có thuần chính đại bằng huyết mạch. Sủng vật này béo ị, có thể cho ta mượn chơi mấy ngày à. Lại có một thanh niên vừa cười vừa nói, hắn ngồi xuống có một đầu màu trắng mãnh hổ, huy mãnh vô địch, trên người tràn ngập kinh khủng sát khí, nhìn chằm chằm tiểu hỗn đản phát ra tiếng gào thét trầm thấp không ít thanh niên quay chung quanh tại tần vấn thiên quanh người, bọn hắn ngồi xuống đại yêu không ngừng phát sinh tiếng gầm, đáng sợ yêu uy quét sạch vùng hư không này. Tiểu gia hỏa này biết sẽ không sợ sệt a, à, ha ha. Đám người vừa cười vừa nói, tận lực dùng yêu thú tiếp cận tiểu hỗn đàn. Tiểu hỗn đàn, ngươi bị người rất khinh bỉ. Tần vấn thiên cười vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, tiểu hỗn đàn hai mắt vẫn như cũ tỏa ánh sáng, một điểm không có sợ bộ dáng, chỉ nghe hắn nãi thành nãi khí nói, ngươi cùng bọn hắn đánh một trầu, dạng này ta liền có thể ân yêu thú của bọn hắn, nhiều như vậy đại yêu, khẳng định rất mỹ vị. Ách, đám người nghe thế lời nói của nãi thanh nãi khí đều sửng sốt cứ thế, lập tức nhao nhao phá lên cười. Tần huynh, người sủng vật này còn không có dứt sữa đi. Ha ha, sủng vật này thực sự thật là đáng yêu, sợ hãi cũng không biết, nó căn bản không biết những thứ này yêu thú có thể một hơi đưa nó nuốt đi. Đám người từng cái nở nụ cười, cảm giác cực kỳ thú vị. Ai, tiểu gia hỏa không hiểu chuyện, chư huynh chớ trách a à, tần vấn thiên đối người nhóm ôm quyền ngồi ở tiểu hỗn đản trên lưng vuốt phe tiểu hỗn đản đầu nói tiểu hỗn đản xem ra quay đầu muốn cho ngươi bồi bổ dạng này mới có thể sớm một chút lớn lên ngươi đi chết e tiểu hỗn đản thấp giọng mắng hung tợn chừng mắt yêu thú xung quanh những thứ này đại yêu tuy là tọa kỵ nhưng đều là thông nhân tính bọn chúng nhao nhao đối tiểu gia hòa lộ ra vẻ mặt hung thần ác sát tựa hồ là tận lực hù dọa tiểu gia hòa đừng dọa ta bản bảo bảo không sợ các ngươi tiểu gia hỏa móng vuốt nhỏ chỉ hướng những thứ này yêu thú, cao ngạo vào nâng lên đầu, những đại yêu đó cũng đều lộ ra thú vị thần sắc, thực sự là có ý yêu thú. Một đoàn người đã vào kỳ vương phủ, có thị vệ dẫn đầu bọn hắn đi vào, tần vấn thiên quan sát đến chung quanh đám người, những người này phần lớn đều là thiên tượng cảnh giới, trong đó cũng có mấy vị tiên đài cương giả, phi thường trẻ tuổi tiên đài cảnh nhân vật, có phi phàm thiên tư. Kỳ vương trong phủ đã bày xong tiệc rượu, đã có không ít người đến rồi, ngồi xuống chỗ của mình, Tần Vấn Thiên ánh mắt nhìn về phía cầm đầu vị trí chi nhân, mặt như quan ngọc, thần thái sáng láng, trong đôi mắt ẩn ẩn có sắc bén chi mang, mặc dù khí tức nội liễm, nhưng Tần Vấn Thiên vẫn như cũ cảm thấy một cỗ phi phàm khí thế, cũng vượt qua thiên tượng cảnh giới, bước vào tiên đài. Kỳ Vương Thế Tử từ cổ đế chi thành sau khi ra ngoài bế quan tu hành, xem ra đã đúc nên tiên đài, Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong lòng. Không ít người nhao nhao cảm nhận được Kỳ Vương Thế Tử dương an khí tức trên thân, có người mở miệng nói: "Thế tử nhập tiên rồi." không sai, kỳ vương thế tử Dương An đã nhập tiên đài, ta trường thanh tiên quốc lại ra một vị trăm tuổi bên trong thành tiên nhân vật, Dương An còn biết nói chuyện, liền có người đáp lại nói ra. Chúc mừng, chúc mừng, thế tử lợi hại, nếu là năm đó tiếp tục lưu lại cổ đế chi thành, chỉ sợ đăng tiên bảng đệ nhất cũng phải cầm tới, đám người nhao nhao chúc mừng, có người trong lòng còn có mấy phần ghen ghét chi ý, tiên đài là một cái đường danh giới. Trăm tuổi bên trong cùng sau khi trăm tuổi thành tiên lại là một nấc thang, Dương An làm được trăm tuổi bên trong thành tiên, sẽ đạt được coi trọng. Có người không trải qua nhìn Tần Vấn Thiên một chút, xem ra Dương An xuất quan không phải tận lực vì Tần Vấn Thiên, chỉ là một cái trùng hợp, hắn đã nhập tiên đài, vừa lúc gặp được Tần Vấn Thiên thời điểm, thế là thiết hạ này Yến. Chư huynh khách khí, mau mời nhập Yến, Dương An đứng ở đó mỉm cười nói, đám người nhao nhao ngồi xuống, Tần Vấn Thiên tùy ý tìm một chỗ cuối cùng chỗ ngồi xuống, ngược lại là không câu chấp rất, nhập ra tùy tục, vô luận Dương An ra sao tu vi, lại cùng hắn có liên can gì, đã mời hắn, hắn liền đến đây dự tiệc, ăn ngon uống sướng. Chư vị vừa rồi tựa hồ nói chuyện rất vui vẻ, Dương An mở miệng hỏi, chúng ta đang nói chuyện tần huynh sủng vật, sủng vật này thật là đáng yêu, nó nói tọa kỵ của chúng ta đã yêu khẳng định rất mỹ vị, ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngốc như vậy ra hỏa, liền sợ hãi cũng không biết, đơn giản không biết trời cao đất rộng, không biết chung quanh là nhân vật gì, có người nhìn tần vấn thiên một chút, tựa hồ một câu hai ý nghĩa. Ô, Dương An ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Tần Vấn Thiên, lại cười nói, vị này chính là Tần Huynh đi, mới vừa bế quan đi ra, Tần Huynh đại danh liền thường xuyên tại vang lên bên tai, có thể trở thành đăng tiên bảng đệ nhất, chắc là nhân vật phi phàm, thế tử khách khí, Tần Vấn Thiên thản nhiên nói. Không biết Tần Huynh lúc đi ra, đăng tiên bảng trước mấy là người nào, lúc trước ta ở thời điểm, đăng tiên bảng có mấy cái nhân vật lợi hại, thí dụ như tử đế chi tử tử đạo Dương, ta rời đi thời điểm, hắn vừa vặn leo lên đăng tiên bảng đệ nhất, hẳn là đã sớm đi ra đi dương an nhạt vừa cười vừa nói tần vấn thiên trong lòng hiểu rõ nếu là tử đạo dương bất tử hắn có lẽ giống như ma tà đều đưa nhập tiên đài chi cảnh dù sao dương an đều vào tiên đài bất quá nhập tiên đài sớm muộn cũng không thể toàn bằng thực lực mà nói có người rõ ràng còn chưa thiên tượng viên mãn sức chiến đấu lại có thể càn quét thiên tượng đỉnh cấp nhân vật thí dụ như tử đạo dương cùng ma tà cảnh giới của bọn hắn có lẽ tại còn không có dương an sâu thời điểm liền có thể chiến thắng dương an nhưng Dương An lại khả năng so với bọn hắn trước nhập tiên đài, trừ cái đó ra, còn phải xem cơ duyên, nhìn tâm cảnh, nhìn đối với tiên đài yêu cầu, dù sao tiên đài bản thân liền phân lục giai tam phẩm. Bất quá Dương An lời ấy, tựa hồ là đang hoài nghi hắn cái này đang tiên bảng đệ nhất hàm kim lượng đâu. Dương huynh nhân vật như vậy, đều không chiến thắng được năm đó tử đạo Dương sao. Tần Vấn Thiên cười đáp lại nói, tử đạo Dương ma tà chiến lực kinh người, phi thường khủng bố, khi đó đăng tiên bảng cạnh tranh quá mức kịch liệt. Dương An bình tĩnh nói ra, lập tức đám người đều tới hào hứng, có người nói, cổ đế chi thành đăng tiên bảng bài danh có khi cũng không có thể đại biểu tất cả, thí dụ như có khi biết cường cường va chạm, hàm kim lượng cao có thấp có. Như thế sự thật, không ít người mở miệng nói, thế tử như cùng Tần huynh cùng ở tại cổ đế chi thành, sợ rằng sẽ là một trận long tranh hổ đấu đây. Có người tận lực nói như thế, không không, có thể nào cùng Tần huynh so sánh, cho dù ta cái kia giới hàm kim lượng rất cao nhưng ta dù sao chỉ là thứ năm mà thôi dương an lời nói giống như khiêm tốn lại như cũng không khiêm tốn người cái kia giới hàm kim lượng thực thấp còn tự nhận là rất cao không biết trời cao đất rộng tiểu hỗn đản đang ở trên bàn rượu ăn cái gì nãi thành nãi khí một giọng nói khiến cho đám người ngẩn người nhao nhao nhìn về phía hắn ha ha tiểu gia hỏa này thực sự thật là đáng yêu sủng vật này vẫn còn biết hàm kim lượng cao thấp chết cười hắn tại cổ đế chỉ thành thời điểm Tử Đạo Dương liền đăng tiên bảng đệ nhất, về sau lại tu hành mấy năm Tử Đạo Dương đều bài danh đến đăng tiên bảng thứ ba, còn hàm kim lượng rất cao, các người thật buồn cười. Tiểu Hỗn Đản đem một quả trái cây ném vào trong miệng, Khinh Bỉ nhìn lấy đám người, Tử Đạo Dương bài danh thứ ba rồi. Tiểu Gia Hỏa nói dỡn đi, Tử Đạo Dương thế nhưng là Tử Đế chi tử, hắn biết từ đăng tiên bảng đệ nhất đến thứ ba, cho dù Ma Tà siêu việt hắn, hắn cũng nên đệ nhị đi. Dương An Híp mắt nói ra, còn tưởng rằng ngươi rất khiêm tốn đây. Tiểu hỗn đàn khinh bỉ nhìn lấy Dương An, bản bảo bảo còn gạt ngươi sao, ngươi hỏi một chút tần vấn thiên, hắn đem tử đạo Dương đánh trọng thương, sau đó tử đạo Dương liền đến đăng tiên bảng thứ ba, chỉ ngươi cái kia ngay lúc đó thứ năm, nếu là không có rời đi, đăng tiên bảng 10 vị trí đầu đều không ngươi phần. Chương 997, Thế tử Dương An trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách mọi người bị tiểu hỗn đàn dọa đến sững sờ sững sờ, Dương An lưu lại 10 vị trí đầu đều đến không được. Tần Vấn Thiên, đánh bại tử đế chi tử Đạo Dương. Tuy rằng mọi người đối với tử Đạo Dương không phải hiểu rất rõ, dù sao tiên vực quá to lớn, các đại đế vương nhân vật đều có không ít dòng dõi hậu bối nhân vật, nhưng tử đế bọn họ nhưng là biết đến, bao la vô tận tiên vực, tử đế chính là một vị đỉnh cấp tiên đế nhân vật, nhân vật hết sức đáng sợ, hắn có tu rất nhiều tuyệt học, tất cả đều mạnh mẽ cực kỳ, tử đế dòng dõi có thể trở thành đăng tiên bảng đệ nhất tự nhiên bình thường. Tần Vấn Thiên, hắn có thể đánh bại tử đế dòng dõi tử đạo dương này khó tránh khỏi có chút nói ẩu nói tả tiểu tử thực sự là càng ngày càng đáng yêu khoác lác đều lợi hại như vậy một nữ tử cười hì hì nói tần huynh ngươi này sủng vật thú vị tần huynh đệ lúc này dương an cũng nhìn về phía tần vấn thiên bên này cười nói tuy rằng tần huynh chính là đăng tiên bảng đệ nhất nhân vật thiên tư phi phàm ta dương an cũng tin tưởng tần huynh thiên phú tuyệt luân nhưng tử đạo dương ta vẫn là rõ ràng ngày xưa hắn hung hăng leo lên đăng tiên bảng số một dựa vào nhưng là chân chính siêu cường sức chiến đấu song trọng tuyệt học nếu là không có rời đi cổ đế chi thành song trọng tuyệt học càng là mạnh như lên trời tần huynh mặc dù thiên phú dị bẩm đối đầu hắn sợ là không cái gì hy vọng tần vấn thiên cười nhạt nhìn dương an một chút xem ra này dương an hẳn là gặp tử đạo dương ra tay biết tử đạo dương lợi hại tiểu tử hét một tiếng tử liền yêu thích khoác lác thế tử không được trách móc tần vấn thiên sờ sờ tiểu hỗn đản đầu chỉ thấy tiểu tử đang dùng móng vuốt bưng chén rượu uống lên say khướt dáng dấp càng là nhạ hiện ra đáng yêu nghe được tần vấn thiên tiểu hỗn đản khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn sau đó lại khinh bỉ nhìn mọi người bản bảo bảo lúc trước cũng chỉ xếp hạng đăng tiên bảng thứ bảy mà thôi hanh tiểu hỗn đản ngừng cao đầu bình chân như vậy lại sẽ mọi người chọc cười tần huynh người này sủng vật miệng sợ là so với ngươi còn lợi hại hơn a à, có người nở nụ cười dẫn tới mọi người đều là cười to tiểu tử có muốn hay không ta đại bằng chơi với người chơi cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử xoa xoa bên cạnh xích huyết bằng điều cười nói cái kia xích huyết bằng ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hỗn đản phát sinh tiếng gào thét trầm thấp đúng đục tên tiểu tử này quá đáng yêu không nếu như để cho chúng ta yêu thú cùng nó đi chơi một chút mọi người dồn dập cười nói tiểu hỗn đản con mắt tỏa ánh sáng đầu trộm đuôi cướp nhìn những kia yêu thú một chút lập tức nhìn về phía tần vấn thiên làm cho tần vấn thiên con mắt lóe lóe hắn tự nhiên rõ ràng những người này không có lòng tốt mất quá tên tiểu hỗn đản này tựa hồ cũng như thế mãn đầu ý nghĩ xấu nghĩ đem đối phương đại yêu cho ăn đại bổ một trận. Ai, ta này sủng vật tật xấu nhiều, yêu thích khoác lác, còn yêu thích cắn yêu thú, vẫn là không nên cùng hắn náo loạn, không phải vậy hắn yêu đến chư vị yêu thú vật cưỡi không tốt lắm, tần vấn thiên khoát tay áo một cái, khách khí cự tuyệt nói. Không sao không sao, nếu là tên tiểu tử này thật là có bản lĩnh, để nó cắn mấy cái cũng không liên quan, đúng, nó nếu có thực lực, nuốt ta vật cưỡi ta cũng nhận, cô gái kia mỉm cười mở miệng bên cạnh nàng xích huyết bằng lại là quay về tiểu tử kêu to vài tiếng tự hồ là đang gây hấn với tiểu tử giờ khắc này hóa thành tiểu yêu thú thực sự là người hiền lành bất kể là người vẫn là yêu cũng không biết hắn lợi hại cái kia dáng vẻ khả ái cũng làm hắn là sủng vật đây bàn lại bàn lại tần vấn thiên như trước khoát tay nói ha ha chúng ta vừa uống vừa tán gẫu đi dương an bưng chén rượu lên đứng dậy sang sảng nói rằng lần này mời chư vị anh chị em đến đây thật cao hứng đại gia có thể nể nang mặt mũi ta dương an trước tiên kính chư vị một chén kỳ vương thế tử khách khí lần này thế tử đột phá bước vào tiên đài cảnh giới thật đáng mừng chén thứ nhất tử trước tiên chúc mừng thế tử không sai xưa nay bao nhiêu ngày phú xuất chúng giả nhưng tiên đài cảnh sát thực một cái khe rất nhiều thiên phú dị bẩm người cũng khó nhảy tới thế tử ngăn ngắn mấy năm liền bước vào tiên đài cảnh giới càng là thiên tri kiêu tử phong quang vô hạn này không phải là ở thiên tượng cảnh nằm ở hàng đầu trình độ liền có thể so với bước lên tiên lộ từ đây lại là một đoạn đặc sắc nhân sinh có người trong giọng nói có ý riêng, không ít người nhìn tần vấn thiên phương hướng một chút. Chư vị cụm ly, Dương An sảng khoái nói, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Mọi người dồn dập ngồi xuống, các thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, nhàn hàn huyên một hồi, tự miễn không được lẫn nhau nịnh hót vài câu, tần vấn thiên thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt rơi vào trên người mình, cái kia từng đạo từng đạo ánh mắt đều là khá là sắc bén. Hiển nhiên hắn như trước là chư trong lòng người chi đâm, to lớn hoàng cung, vương hầu con cháu thiên kiêu vô số, thanh nhi một mực lựa chọn chính mình, có thể nào không nhạ người ghen ti. Tần huynh, lúc này, kỳ vương thế tử Dương An nhìn phía tần vấn thiên, quay về hắn nâng chén rượu, tần vấn thiên mỉm cười gật đầu, tương tự nâng chén, đã thấy Dương An chậm rãi nói, hôm qua xuất quan, không chỉ có nghe nói tần huynh đăng tiên bảng thiên kiêu số một tên, còn đại bại hoàng cung mọi nhân kiệt, lại đến công chúa ỉu ái, thực sự là làm người ước ao, thế tử khách khí, tần vấn thiên cười nói chỉ là ta cũng nghe nói tần huynh từ hạt căn bản thế giới đi tới có thể đạt được bây giờ thành tựu càng hiện ra đáng quý dương an tiếp tục nói tựa hồ là khích lệ tần vấn thiên bất quá chuyển đề tài dương an lại nói nhưng mà tần huynh có từng cân nhắc qua đại đế cùng với công chúa tuy nói tần huynh thiên phú hiện nay trói mắt phi phàm nhưng con đường tu luyện nhưng tuyệt không phải chỉ là thiên phú đơn giản như vậy càng về sau càng khó tiên lộ chính là một cái khe hơn nữa còn đem đối mặt vô tận nguy cơ bất cứ lúc nào có ngã xuống nguy hiểm điểm ấy nói vậy tần huynh cũng hiểu chưa tần vấn thiên cười cợt không tỏ rõ ý kiến này dương an tuy nói có lý nhưng một bộ giáo huấn thái độ như trưởng bối giống như dường như bước vào tiên đài liền cao nhất đằng công chúa thiên kim thân thể tần huynh sợ là bảo vệ không được công chúa an nguy quan trọng hơn chính là môn không làm hộ không đúng tuy nói công chúa đối với tần huynh có tình có nghĩa liều lĩnh thậm chí không tiếc tự thân danh tiết đại đế sủng nghịch thanh nhi công chúa cũng không trách tội xuống nhưng Tần Huynh nếu thật sự tâm vì là công chúa suy nghĩ, liền không nên chỉ vì chính mình suy nghĩ đi. Dương An kế tục mở miệng, một bộ chân tâm vì là Tần Vấn Thiên cùng với Thanh Nhi cân nhắc thái độ, đại nghĩa lẫm nhiên, càng không hề kẽ hở, Tần Vấn Thiên ngược lại cũng không tốt nói thẳng phản bác hắn. Thế tử cho rằng Tần nên làm như thế nào? Tần Vấn Thiên cười hỏi, Tần Huynh nếu thật sự yêu quý công chúa, tiện lợi chính mình rời đi công chúa. Nếu là lấy sau Tần Huynh thật sự có thông thiên khả năng lại trở về không muộn, dương an chén rượu trong tay như trước giờ, chậm rãi mở miệng tiệc rượu đột nhiên liền yên tĩnh lại mọi người khóe mắt dồn dập mỉm cười rốt cục đến rồi đây mới là dương an mục đích đi ở trong hoàng cung dương an ái mộ thanh nhi công chúa đã không phải bí mật gì mọi người đều biết tần vấn thiên đem chén rượu để xuống mi mắt buông xuống nhếch miệng lên một nụ cười gằn nhàn nhạt, nhạt nói tiếng thế tử là lấy loại nào thân phận khuyên ta nói hắn chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn phía dương an nói ta cùng thanh nhi sự tình tựa hồ còn chưa tới phiên thế tử đến cua tay múa chân chứ dương an có thể nói miệng nam mô bụng một bộ dao găm phi thường độc ác hắn nếu thật sự yêu quý thanh nhi nên chính mình rời đi nói như vậy nếu là hắn không chịu rời đi chính là không yêu mà là ham muốn quyền thế muốn một bước lên trời ha ha dương an cười cợt tựa hồ cũng không thèm để ý Tần vấn thiên nói ta cũng là vì là công chúa cân nhắc nếu là nói quá trắng ra mong rằng tần huynh không được trách móc tự phạt một chén nói dương an đem cái kia chén rượu uống cạn cũng có vẻ hắn khí độ bất phàm tần huynh dương an thế tử nói không khỏi không có đạo lý đây có người cười nói người nào không biết thanh nhi công chúa được đại đế sủng ái cưới thanh nhi công chúa khi đó cỡ nào cơ duyên một bước lên trời khi đó tần huynh bất kể là thân phận địa vị vẫn là thiên phú liền đều có chư vị lúc này khuyên tần huynh vì là công chúa cân nhắc chẳng phải là làm người khác khó chịu có người cười nói nếu dương an thế tử mở đầu tự nhiên miễn không được đối với tần vấn thiên vây công chư vị ý nghĩ đúng là để tần mỗ mở rộng tầm mắt tần vấn thiên thản nhiên nói vương hầu con cháu nguyên lai theo đuổi công chúa chỉ là vì công chúa thân phận địa vị vì một bước lên trời chẳng trách thanh nhi đối với chư vị xem thường người có ý gì có người lạnh như băng mở miệng người nói xem tần vấn thiên nhìn phía người nói chuyện quả nhiên cùng xúc sinh kia như thế ngôn từ sắc bén lại có một người lãnh đạm mở miệng người mới xúc sinh cả nhà ngươi đều là xúc sinh. Tiểu hỗn đản say khướt ngẩng lên đầu, quay về cái kia người nói chuyện nói. Thanh niên ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm tiểu hỗn đản, nói, này nhiệt xúc không chỉ có xuẩn, càng còn mở mồm nói tục, quả thực điếc không sợ súng. Ta muốn khiêu chiến ngươi, tiểu hỗn đản duỗi ra móng vuốt chỉ vào người kia nói. Ngươi muốn chết, người kia đưa tay một chiêu, nhất thời một con sát khí trùng thiên bạch hổ đi tới bên cạnh hắn, nói, ta có thể để cho ta yêu thú chơi với ngươi chơi. Tiểu tử, ngươi xem náo nhiệt gì, tần vấn thiên cuống quýt che chở bảo bảo, ta muốn khiêu chiến, tiểu hỗn đản thì thầm, ha ha, tần huynh yên tâm, ta sẽ chỉ làm ta yêu thú vật cưỡi cùng nó vui đùa một chút. Thanh niên kia nhìn thấy tần vấn thiên cùng tiểu hỗn đản dáng dấp cười to nói, tần huynh, này sủng vật đáng yêu vô cùng, liền để những này yêu thú cùng nhau chơi đùa chơi đi, ta yêu thú cũng có thể đi vui đùa một chút. Đúng, chính thật nhàm chán, chư vị cũng làm cho từng người yêu thú luận bàn một phen trong nháy mắt đậu đậu tần huynh sủng vật tần vấn thiên trong lòng cười gần không ngừng những người này trở mặt vẫn đúng là nhanh a à, đã như vậy vậy thì cùng bọn họ vui đùa một chút đi được tiểu tử vậy ngươi liền đi ra ngoài bồi những này đã yêu vui đùa một chút không muốn đi cán loạn chúng nó tần vấn thiên có chút khó khăn tiểu tử béo ít thân thể bính đi ra ngoài đến phía trước quảng trường nói bản bảo bảo nhất định phải để cho các ngươi biết lợi hại thực sự là tiểu tử thú vị mọi người phất phất tay, nhất thời bọn họ yêu thú dồn dập bay qua, trôi nổi với không, đem tiểu tử vây quanh ở cái kia, như là thật sự đậu sủng vật như thế, đầu kia bạch hổ sát khí trùng thiên, trong con người sát niệm mãnh liệt, tần vấn thiên ánh mắt nhìn về phía bạch hổ chủ nhân, lời mới vừa nói thanh niên, trong mắt đối phương lóe qua một vệt sát phạt ánh sáng lạnh, hiển nhiên là muốn hạ sát thủ, sao lại chỉ là vui đùa một chút đơn giản như vậy. Chương 999, pha chạm tiên đài tần vấn thiên nổi giận, tự phải đại náo một hồi ở hoàng cung có thể nhịn được thì nhịn nhưng mà những người này khắp nơi nhằm vào hắn dù như thế nào đều là nhẫn không được nếu những người này muốn nháo vậy thì thẳng thắn nháo lớn một chút hắn có gì phải sợ mọi người nhìn thấy nổi khùng tần vấn thiên cũng đều kinh sợ xác thực tần vấn thiên không chỉ có riêng là ngôn từ sắc bén lực chiến đấu của hắn cũng là siêu cường điểm ấy lại một lần dùng cái kia nằm trên đất thanh niên huyết để chứng minh đang tiên bảng đệ nhất tuyệt không là hư loại này sức chiến đấu cùng cảnh giới quả thực không người có thể ngăn quá không coi ai ra gì, tần vấn thiên, người quá làm càn, cái kia tuổi trẻ cô gái xinh đẹp tức giận đến thân thể run rẩy coi trời bằng vung, nơi này nhưng là trường thanh tiên quốc hoàng cung, hắn dĩ nhiên thật sự dám trực tiếp xuống tay ác độc, trực tiếp đem cường giả thanh niên để trên không trung đánh bạt tay, mạnh mẽ nhục nhã. Ngươi mới làm càn, tần vấn thiên tròng mắt lạnh như băng quét về phía nàng, trong con ngươi bắn ra đáng sợ hàn quang, muốn ra tay lăn ra đây chính là, tranh đua miệng lưỡi có gì ý nghĩa. Ta một chiêu liền có thể cho ngươi ngã xuống, ngươi, ngươi. Nữ tử hầu như nổi giận hơn, song quyền nắm chặt, nhưng vẫn như cũ nhẫn nại, nàng biết tần vấn thiên thực lực, quá lợi hại, đang tiên bảng số một, nàng không phải là đối thủ. Không dám liền đàng hoàng câm miệng, ngoại trừ luôn mồm luôn miệng xưng vương hầu con cháu nắm vương hầu đi ra ép người ngươi còn có cái gì. Tần vấn thiên lạnh lùng nói rằng, tượng đất cũng có ba phần hỏa, trước nhẫn nại lâu như vậy tùy ý những người này vây công nhục nhã hắn, bây giờ liền để bọn họ rõ ràng chính mình là cái gì mặt hàng. Tần vấn thiên, ngươi làm càn một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra mọi người ánh mắt rộng mở nhìn về phía một con ngồi ở đó thanh niên bóng người thanh niên này chậm rãi đứng dậy trên người tự lưu động hào quang chói mắt làm cho người ta sâu không lường được cảm giác loại kia ánh sáng mơ hồ bên ngoài mà ra có thể bên trong có thể ở ngoài đây là tiên quang tiên đài cường giả trên người có thể tự mang vầng sáng người này tiên quang bên ngoài hiển nhiên là ở nói cho tần vấn thiên hắn là tiên đài cảnh cường giả rốt cục không nhịn được à Tần Vấn Thiên trong lòng cười gần, hôm nay tới đây dự tiệc cường giả đại thể đều là thiên tượng cảnh giới thanh niên, loại này cấp bậc nhân vật đối với mình không hề uy hiếp, những vương hầu này con cháu tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ, chỉ nhìn bọn họ đối phó chính mình cũng chỉ có thể ở trong lời nói, muốn ở về mặt thực lực trấn áp chính mình, chỉ có điều động tiên đài cảnh nhân vật. Giờ khắc này hắn nổi giận ra tay, thiên tượng không người có thể ngăn, những vương hầu này con cháu vì nhan, cũng chỉ có tiên đài nhân vật đi ra cứu chàng bất qua hắn ngược lại muốn xem xem những người này dùng lý do gì đối phó hắn, hôm nay dù như thế nào ra tay, hắn đều muốn vững vàng chiếm cứ cái này lý tự, để những vương hầu kia phủ đệ tiền bối nhân vật không lời nào để nói. Ta nơi nào làm can, tần vấn thiên cười gần hỏi. Người yêu thú, đại khai sát giới, kỳ vương thế tử yêu người trước tới tham gia tiệc rượu, mà người giờ khắc này phá hoại tiệc rượu, đem người trọng thương, coi trời bằng vung, nhục nhã mọi người, còn chưa đủ lam can. Này tiên đài thanh niên lạnh lẽo mở miệng, lúc này tiểu hỗn đản đã sát quang hết thảy đối phó hắn yêu thú, biến trở về béo ít thân thể nhảy đến tần vấn thiên bên người, chừng mắt cái kia người nói chuyện nói, người có xấu hổ hay không, là bọn họ nếu muốn giết ta, lẽ nào ta để bọn họ giết chết bàn bào bào mới là chuyện đương nhiên. Ánh mắt ngươi mù sao, tần vấn thiên nhìn chằm chằm đối phương, lạnh nhạt nói, yêu thú chiến là bọn họ bốc lên, vừa nãy ra tay, là ai động thủ trước. Đó là ngươi nói năng lỗ mãng, thanh niên lạnh nhạt nói, xem ra ngươi không chỉ có mù, hơn nữa lung bọn họ nói năng lỗ mã người không nghe được hợp ta không thể phản bác nhất định phải để bọn họ nhục nhã yêu thú muốn cho bọn họ giết hắn ra tay ta cũng không thể phản kháng ngày hôm nay ta ở người vương hầu này phủ đệ cũng thực sự là mở mang tầm mắt ha ha thanh niên kia tựa hồ cũng không tức giận chỉ là cười gan thì phi đúng sai đại gia đều thấy rõ ngươi không cần ngụy biện tần huynh ta mời ngươi trước tới tham gia tiệc rượu không nghĩ tới ngươi nhưng như vậy quá đáng ổn ta còn phi thường mời ngươi thực tại để ta thất vọng kỳ vương thế tử dương an cũng mở miệng phảng phất tần vấn thiên chọc chúng nộ giống như ngươi từ vừa đến bọn họ không có ý định để ngươi dễ chịu tiểu hỗn đản khinh bỉ nhìn tần vấn thiên nói tần vấn thiên gõ xuống tiểu hỗn đản đầu cười nói liền ngươi thông minh nói hắn vừa nhìn về phía mọi người đứng chắp tay thản nhiên nói xem ra ta chỉ có chịu đòn bị mắng phần hoàn thủ chính là có tội nhiều lời vô ích chư vị muốn thế nào đi ngươi hành động bị hư hỏng hoàng cung vương hầu uy nghiêm hướng về ở làm chư vị xin lỗi ngươi rời đi tiên quốc hoàng cung đi nơi này không phải ngươi ngốc địa phương trước cái kia tiên đài thanh niên từ tốn nói xin lỗi chuyện cười tần vấn thiên trào phúng nở nụ cười cho tới rời đi hoàng cung tốt như thế nào như tiên quốc hoàng cung là ngươi nhà đại đế không có hạ lệnh các ngươi đúng là xính đại đế uy phong chẳng lẽ ta ở tại công chúa phủ cũng cùng các ngươi có quan hệ hay sao nói như vậy tần huynh là không nhìn chúng ta thanh niên trên người tiên uy tỏa ra, vầng sáng càng là chói mắt. Tần vấn thiên theo dõi hắn, chậm rãi mở miệng, ngươi tính là thứ gì, tần ngỗ cần nghe theo lời của ngươi. Khá lắm cuồng đồ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì ngông cuồng như thế, cái kia tiên đài thanh niên bước chậm mà ra, tiên vầng sáng tỏa ra, trong cơ thể có vô tận ánh sáng tỏa ra mà ra, tiên uy mênh mông, chu vi mọi người dồn dập lui về phía sau, chỉ có tần vấn thiên như trước đứng tại chỗ đứng chắp tay, nhìn chăm chú phía trước tiên đài cường giả, trong cơ thể hắn có nổ vang thanh âm rít gào mà ra, thanh thế dọa người, bây giờ hắn đã thiên tượng đỉnh cao, chính đang vì là đúc ra tiên đài làm chuẩn bị, trận chiến ngày hôm nay vừa vặn lĩnh giáo dưới tiên đài cường giả thực lực. Người nơi này đều là thế hệ thanh niên cường giả, tuy là tiên đài nhân vật nhưng cảnh giới sẽ không quá cao, hẳn là đều là mới vào tiên đài cảnh giới, dùng để tôi luyện tự thân lại thích hợp bất quá. Thanh niên tiên đài nhân vật từng bước một đến gần tần vấn thiên, mọi người con người sắc bén nhìn chăm chú phía trước, tần vấn thiên trong cơ thể khí thế càng ngày càng bàng bạc cường thịnh, dường như có sóng to gió lớn chất chứa với trong thân thể, làm cho chư người sắc mặt biến đổi không ngừng. Này tần vấn thiên thực lực xác thực lợi hại, giờ khắc này trạng thái quả thực dọa người, cái kia cô uy thế, đủ để ép vỡ tất cả thiên tượng nhân vật, dựa vào như vậy uy thế, thiên tượng cảnh giới cường giả cùng hắn chiến đấu xác thực không đỡ nổi một đòn. Cái kia tiên đài thanh niên trên lòng bàn tay có quy tắc sức mạnh lưu động, tiên quang lóng lánh, khi đó tiên chi quy tắc sức mạnh, là lột xác sức mạnh, thâm ảo cực kỳ, phảng phất mỗi một sợi sức mạnh đều nắm giữ đáng sợ uy năng, cùng thiên tượng cảnh giới cường giả không ở cùng một cấp bậc, tiên đài nhân vật dễ dàng có thể thuấn sát thiên tượng cảnh cường giả. Đùng, tiên đài cường giả một bước bước ra, tần vấn thiên chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp cách không đánh vào trong thân thể, khi đó một luồng khủng bố vô hình uy thế, là tiên đài oai. Tần vấn thiên không dám khinh thường, quanh thân sức mạnh tỏa ra đến mức tận cùng, chiến quyết phóng thích, cả người lượn lờ vô tận phù quang, phảng phất bất diệt thân thể người mặc bạch kim áo giáp giống như tuyệt thế chiến thần âm 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 tần vấn thiên thân thể trở nên khổng lồ áo quần rách nát hắn thân thể bên trên tất cả đều phù quang người mấy trượng thân thể giống như một vị tuổi thơ thần ma ngươi càng muốn cùng tiên đài đối kháng không biết tự lượng sức mình ta sẽ để ngươi rõ ràng tiên đài oai thế không phải thiên tượng có thể chống lại tiên đài thanh niên bước chân lần thứ hai đạp xuống tiên đài oai lần thứ hai rung động với tần vấn thiên trong đầu tự muốn cho Tần Vấn Thiên tâm mạch phá nát mà vương, uy lực khủng bố. Tần Vấn Thiên nội tâm cuồng chiến, cái kia cỗ huy thế vô hình phản phất thiên địa đại thế, trực kích trong lòng, nếu không có hắn sinh cơ dâng trào, thân thể cường thịnh, tiên đại cường giả vô hình uy thế đều có thể thương hắn. Bàn tay biến hóa, có kinh người phù quang lưu động với trên lòng bàn tay, đáng sợ kia phù văn lộ ra uy thế kinh người, làm cho chu vi cường giả sắc mặt đều hơi đổi một chút, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên bàn tay nhìn lại đôi tay này thật là đáng sợ, mơ hồ làm cho người ta không gì không xuyên thủng cảm giác, tựa hồ đôi tay này đánh giết mà xuống, đủ để phá hủy tất cả. một luồng khủng bố đại yêu oai bao phủ tần vấn thiên, hắn trên thân hình mơ hồ xuất hiện một vị voi lớn bóng người, cái kia voi lớn thân thể bên trong có vô tận ánh sáng hạt căn bản lưu động ở tần vấn thiên thân thể bên trên, mỗi một cái hạt căn bản đều mơ hồ nắm giữ kinh người voi lớn lực lượng, có thể nói đáng sợ, long tượng lực lượng, long cùng tượng sức mạnh là siêu cường thượng cổ yêu thần long tượng, lực có thể phá nát bầu trời. Tiên đài thanh niên tự cảm giác được tần vấn thiên không ngừng tăng cường sức mạnh, thậm chí mơ hồ đối với tiên đài cảnh giới hắn đều có một tiêu uy hiếp lực lượng, lạnh rên một tiếng, hắn rốt cục ra tay. Một quyền đánh ra, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng cũng chân chính chất chứa tiên đài oai, khủng bố uy thế bao phủ thiên địa, cú đấm kia bên trong chất chứa quy tắc sức mạnh hóa thành xuyên qua hư không màu vàng chi quyền, chu vi có đáng sợ quyền ảnh lưu động, trong chớp mắt này, toàn bộ đất trời đều là quyền bận bịu gào thét, che ngập bầu trời, bao phủ toàn bộ hư không, thành thế kinh thiên, mỗi một đạo ánh quyền lưu quang đều đủ để giết hết một vị thiên tượng cường giả cấp cao nhất, càng không nói đến cái kia lưu động kinh thiên ánh sáng lưu tinh quyền màn ánh sáng. Không hổ là tiên đài cường giả, ta nếu là ở trong đó, dễ dàng sẽ bị giết chết. Một bước đăng tiên, bước vào tiên cảnh giới, cùng thiên tượng cảnh giới hoàn toàn không ở một cấp độ. Trong chớp mắt, mọi người trong đầu lóe qua từng cái từng cái ý nghĩ, tần vấn thiên không có lùi hắn đồng dạng lấy thần tay oanh đánh một quyền tượng tiếng hót rung trời một tiếng voi lớn xuất hiện ở phía trước thậm chí tần vấn thiên nổ ra mỗi một cái hạt căn bản đều hóa thân không gì không xuyên thủng voi lớn ủng có vô thượng voi lớn lực lượng có thể kinh sợ vạn cổ oanh diệt chư thiên hai nguồn sức mạnh ở trên hư không tụ hợp va chạm quả thực kinh thiên động địa trong bọn họ tiệt rượu cái bàn toàn bộ hóa thành mảnh vỡ bột phấn tàn không còn sót lại một chút cạn dưới một luồng cương phong gầy ra người bên cạnh chỉ cảm thấy thân thể đều muốn xé rách dồn dập lùi về sau rời xa chiến trường âm um, đinh tai nhức óc tiếng va chạm kinh thiên động địa hai người lấy cuồng bạo nhất phương thức đấu một đòn trong chớp mắt này tần vấn thiên cùng cái kia tiên đài thanh niên đồng thời lui về phía sau đều bị đối phương mạnh mẽ sức mạnh đáng sợ cho đẩy lui không có kế tục va chạm đòn thứ hai cái kia tiên đài thanh niên sửng sốt một chút sự công kích của hắn lại bị chống lại ở hắn nhưng là tiên đài cường giả dễ dàng có thể giết chết thiên tượng cảnh tồn tại lại bị oanh lui chu vi mọi người cũng đều sửng sốt, nhìn cái kia giống như chiến thần giống như tần vấn thiên bóng người, chỉ thấy tần vấn thiên đứng ngạo nghễ với cái kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chu phía trước, lạnh lẽo mở miệng, bước vào tiên đài cũng là bực này thực lực. Đúng là mỉa mai, có thể nói rắc rưởi ta như tiên đài, giết người dường như tàn sát chó lợn, PS, ngày hôm nay số 1, các anh em giữ gốc vé tháng mau mau giao ra đây. một nghìn, Dương An sát ý ngông cuồng âm thanh vang vọng đất trời trong lúc đó, tiệc rượu đã hoàn toàn bị phá hoại, tịch từ lâu phá hủy trong đám người hai người đối lập mà đứng khi thế hung mãnh cực kỳ đòn đánh này chân chính để bọn họ cảm nhận được tần vấn thiên mạnh mẽ lấy thiên tượng cảnh giới cùng tiên đài cường giả va chạm đây là phong thái cỡ nào hơn nữa tần vấn thiên không hề yếu hạ phong hắn tuy bị đẩy lui nhưng đối với phương đồng dạng bị chấn động lui lại mấy bước chỉ đòn đánh này hắn liền nắm giữ cuồng ngạo tư bản tiên đài cảnh cường giả đó là đúc ra tiên đài trưởng khống quy tắc sức mạnh tồn tại phất tay công kích liền chất chứa chân chính quy tắc tiên pháp, ủng có vô cùng uy lực, từ thiên tượng xài bước tiên đài, đó là biến chất, không thể vượt qua, lại chắc việc thiên tượng cảnh nhân vật, cũng chiến thắng không được tiên đài nhân vật, thậm chí dễ dàng sẽ bị chớp nhoáng giết hết đến, căn bản không ở một cấp độ. Đây là người tu hành nhận thức chung, mà giờ khắc này, tần vấn thiên tượng hồ đánh vỡ này nhận thức chung, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bàn tay của hắn, thật đáng sợ, còn có cái kia thần thông thảo phạt sức mạnh, tương tự chất chứa quy tắc, hơn nữa quy tắc sức mạnh mạnh mẽ, lấy voi thần tỏa ra, ủng có vô cùng uy lực. Chưa người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhìn trong chọc vào tần vấn thiên thần tay, này đến tột cùng là thế nào sức mạnh mới có thể cùng tiên đài va chạm. Người đây là thần thông gì? Cái kia tiên đài thanh niên mở miệng hỏi, nhìn chăm chăm tần vấn thiên tay, bất kể là cặp kia tay vẫn là vừa nãy voi lớn thần thông, đều cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối là một loại siêu cường thần thông sức mạnh. Này tiên đài thanh niên tên là Mục Phong chính là một vị phong vương nhân vật hậu bối, thiên phú xuất chúng, đúc ra tiên đài đã có một thời gian, tiên đài vững chắc, thực lực mạnh mẽ, hắn biết bao cuồng ngạo, muốn giao huấn tần vấn thiên, bức bách tần vấn thiên nhận sai xin lỗi, rời đi tiên quốc hoàng cung, nhưng đòn đánh này bên dưới, hắn càng bị tần vấn thiên đẩy lùi, không còn mặt mũi. Ngươi không xứng biết, tần vấn thiên cười lạnh một tiếng, ta nhập tiên đài giết ngươi căn bản không cần mượn thần thông, lại có mặt mở miệng, muốn quy tội thần thông bên trên. Đám người kia cũng không muốn mặt, thiên tượng cảnh không được thượng tiên đài, không muốn thật sự như ngươi ngày đó nói như thế, không được nữa liền gọi cha mẹ cầu ra ra cáo bà nội. Tần vấn thiên phía sau tiểu hỗn đản bi bô nói rằng, càng là làm mất mặt mọi người, mời tần vấn thiên đến đây dự tiệc, nhiều người như vậy đều hiển nhiên là nhằm vào tần vấn thiên. Nhưng thiên tượng cảnh tồn đang không có người làm sao đạt được hắn, liền tiên đài ra tay, này bản thân liền là đối lý, vẫn là ở tiên quốc hoàng cung. Tần huynh, xúc sinh này miệng quá thối, ngươi là có hay không phải cố gắng quản quản, kỳ vương thế tử dương an lạnh lùng mở miệng bây giờ đã là cưới hổ khó xuống chân uy phong a tiểu hỗn đản giọng non nớt lần thứ hai truyền ra nhìn chằm chằm dương an nói đăng tiên bảng đệ ngũ thiên tài tử đạo dương ở trong mắt ngươi cùng thần linh như thế ngươi tự nhận không bằng còn tưởng rằng người khác cũng không bằng tần vấn thiên đánh bại nhưng là ở ngươi sau khi rời đi lại tu hành mấy năm tử đạo dương ổ ngươi còn dám ở trước mặt chúng ta đắc ý cho rằng ta khoác lác bản bảo bảo nếu như là ngươi liền xấu hổ tự sát tiểu tử cho người khác lưu chút mặt mũi, dù sao người khác đều là vương hầu con cháu, thân phận cao quý, tuy rằng khá là rác rưởi, nhưng thân phận liền có thể đè chết ngươi, tần vấn thiên vỗ vỗ tiểu hỗn đản đầu nói rằng, hồn nhiên không thèm để ý chu vi chư ngang ngược. Ngươi thật sự coi chính mình có thể chống đỡ tiên đài cường giả, trước mục huynh bất quá là tùy ý chơi với ngươi chơi, tần huynh nếu là như trước như vậy u mê không tỉnh, chỉ sợ làm tần huynh chân chính lĩnh giáo dưới tiên đài oai, dương an trên người khi thế lan tràn ra, một luồng đáng sợ tiên uy từ trên người hắn tỏa ra mà ra, có vô thượng uy năng, đáng sợ đến cực điểm, các ngươi là không phải dự định cùng tiến lên. Tần vấn thiên trào phúng nở nụ cười. Người quá tự cho là, một người là đủ, mục phong lạnh lùng mở miệng, trên người uy lực càng thêm cuồng bạo, hắn trên thân hình lưu động lưu ly ánh sáng, mơ hồ có một tòa tiên đài phát sinh nổ vang thanh âm, vòng trời bên trên ánh sáng lóng lánh, tần vấn thiên nhìn thấy một ngôi sao thiên tượng, khi đó một màu vàng cự quyền, vô cùng to lớn, ngang với thiên. Không đúng, cũng không phải là ngôi sao thiên tượng, mà là ngôi sao thiên tượng tiến hóa, so với ngôi sao thiên tượng uy lực càng cường đại hơn rất nhiều, là một loại biến chất, giống như tiên ngôi sao tượng, cái kia lưu động ánh quyền giống như một cơn mưa sao băng giống như, có vô tận phù văn ánh sáng, cái kia không ngừng buông xuống lưu tinh quyền, chất chứa tiên chi quy tắc, tiên uy. Tiên đài cường giả, trong cơ thể đúc ra tiên đài, tinh tượng lột xác, lấy tiên đài khống chế, có thể trực tiếp từ vũ mệnh ngôi sao bên trong rút lấy quy tắc sức mạnh, lớn mạnh tiên đài, làm cho tiên chi dị tượng không ngừng lột xác, cuối cùng hóa thành vô thượng quy tắc, Tần vấn Thiên nhìn chăm chú tiên chi dị tượng, cảm thụ trong đó sức mạnh, lần này cùng tiên đài giao thủ, đối với hắn mà nói là một lần kinh nghiệm. Chỉ thấy Mục Phong đưa tay ra, trong phút chốc cánh tay của hắn hóa thành tiên tay cánh tay, tự cùng trong hư không tiên ngôi sao tưởng hóa thành một thể, hư không sức mạnh tận đều có thể càng tốt hơn để cho hắn sử dụng, hắn lại đấm một quyền nổ ra, nối liền trời đất. Tuy đứng tại chỗ, vẫn như cũ có một tiên quyền nổ nát hư không, giết hướng về tần vấn thiên, tiên đài cường giả ra tay, đứng ở đó có thể dễ dàng chu diệt bên ngoài trăm dặm người. Tần vấn thiên trên người cuồng bạo khí thế hung mãnh tỏa ra, bước chân hắn bước ra, thiên địa chấn động, lại là một quyền đánh giết mà ra, vòi thần chấn áp thiên địa, có ngập trời yêu huy, hư không lưu quang không ngừng va chạm nổ tung, hủy diệt oai đáng sợ đến cực điểm. Ngục phong vẻ mặt khó coi, chỉ thấy hắn xong quyền đồng thời tỏa ra đáng sợ oai đồng thời đánh giết mà ra, tất cả đều chất chứa tiên uy. hắn thân thể ánh sáng càng thêm óng ánh lóa mắt, trong cơ thể có một tòa tiên đài ánh sáng như ẩn như hiện, tỏa ra vô tận tiên hoa bao phủ thân thể, sức mạnh lưu động với song quyền bên trên. Mục Phong tắm rửa ở chân chính tiên quang bên trong, mỗi một kích đều là kinh thiên động địa, thế không thể đỡ. Tần Vấn Thiên hai tay đồng thời hóa thành thần tay, đây là hắn lần thứ nhất đem hai cái tay cánh tay đồng thời hóa thần tay thảo phạt, tiêu hao hết vô tận sức mạnh. Nếu không có hắn có bao nhiêu nguyên phủ trong cơ thể ngôi sao sức mạnh mênh mông, căn bản là không có cách chống đỡ hắn như vậy thô bạo chiến đấu, song trưởng thần tay uy lực đáng sợ đến mức nào, mạnh mẽ chống đỡ tiên đài cường giả, hư không va chạm, thiên địa biến sắc, chu vi người lùi lại lui nữa, nhìn trong hư không điên cuồng đại chiến hai người đều chấn kinh đến tột đỉnh. Tần vấn thiên quá mạnh mẽ, nắm giữ hoàn mỹ thể chế, cái kia thân thể lại như là bất hủ thân thể, lưu động vô thượng ánh sáng, có thể so với tiên ma thân thể, sự công kích của hắn kinh thiên động địa, chống lại tiên uy, hiển nhiên tần vấn thiên thảo phạt sức mạnh bên trong đồng dạng là chất chứa quy tắc sức mạnh thân là hắn cường giả như vậy không thể không có lĩnh ngộ quy tắc sức mạnh chỉ là thiên tượng cường giả tuyệt đối không thể dường như tiên đài cường giả như vậy trực tiếp thu nạp tiên lực thiên tượng nhân vật mặc dù lĩnh ngộ quy tắc sức mạnh cũng là có hạn không có tiên đài cường giả như vậy bàng bạc tiên đài cảnh nhân vật đúc ra tòa kia tiên trên đài tất cả đều tiên uy ủng có vô cùng uy lực kéo dài chiến đấu tiếp tần vấn thiên mặc dù nắm giữ ngập trời khả năng như trước chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng dù vậy, Tần Vấn Thiên đã đầy đủ tự kiêu, chỉ ít, hắn chân chính lấy thực lực làm kinh sợ những vương hầu này con cháu, để bọn họ chân chính cảm nhận được tranh lệch. Cổ đế chi thành đăng tiên bảng đệ nhất cường giả, đánh bại tử đạo dương cường giả, bây giờ bọn họ không hoài nghi nữa. Tần Vấn Thiên, đây chính là người toàn bộ lá bài tẩy à. Mục phong lạnh như băng mở miệng nói rằng, thảo phạt như trước. Tiên đài cường giả đối phó thiên tượng trong giọng nói lại còn có ngạo khí, ta thật vì ngươi cảm thấy bị ai. tần vấn thiên hung hăng đáp lại, hai người từ trận địa chiến đấu đến hư không. ai, thực sự là mất mặt a. À, còn tưởng rằng tiên đài rất đáng gờm đây. tiểu tử ngành lên đầu than thở, cực kỳ đáng yêu, nhưng cũng có từng đạo từng đạo lạnh giá ánh mắt lạc ở trên người hắn, tựa hồ không tha cho hắn. các ngươi muốn làm gì? tiểu tử nhìn thấy mọi người ánh mắt bất thiện, thân thể trở nên bàng lớn lên, nói, nếu là có muốn cùng ta cùng cảnh công bằng quyết chiến, bản bảo bảo cũng phụng bồi nhiệt xúc người nói nàng lỗ mãng, ai có công phu cùng người quyết chiến, ta tổ chức tiệt rượu, người nhìn nuốt chưa vị yêu thú, đã như vậy, bắt người mệnh đến trả lại đi. Kỳ vương thế tử Dương An trong con người hiện ra ánh sáng lạnh, từng bước một đi về phía trước, lại muốn lấy tiên đài bắt nạt thiên tượng, tiểu hỗn đàn hóa thân cánh vàng đại bằng trôi nổi với không, nhìn chằm chằm Dương An, ánh mắt sắc bén. Dương An ánh mắt đáng sợ lộ ra sát niệm, hắn vẫn đối với thành nhi có ý định, muốn theo đuổi hôm nay xin mời Tần Vấn Thiên đến đây, tất nhiên là vì nhục nhã một phen để hắn biết khó mà lui, nhưng mà kết quả Tần Vấn Thiên đại náo tiệc rượu, không người có thể trấn áp, cùng tiên đại cường giả đại chiến, hắn này đang tiên bảng đệ ngũ tồn tại không đáng nhắc tới, có vẻ như vậy thấp kém, và tiên đài cũng không hề tự kiêu địa phương, để trong lòng hắn cực kỳ không vui. Lấy Tần Vấn Thiên triển lộ ra thiên tư, lại đã chiếm được công chúa yêu mến, hôm nay trận sóng gió này hoàng cung người tất nhiên đều nhìn thấy. Hắn sợ là rất khó cùng Tần Vấn Thiên cạnh tranh, Dương An là người thông minh, Tần Vấn Thiên vẫn nói mình không có bối cảnh, nhưng tất nhiên vẫn có tiên vương nhân vật coi trọng, không phải vậy hắn đi không được cổ đế chi thành, chỉ là chỉ là tiên vương ở trong hoàng cung cũng không lấy ra được, Tần Vấn Thiên thẳng thắn không nói cũng rất bình thường. Nhưng Tần Vấn Thiên như vậy thiên phú bước vào tiên đài sau khi, hắn tương lai có thể tìm tới cảng cường ngạnh hơn chỗ dựa. Điều này làm cho Dương An trong lòng đố kỵ, thanh nhi công chúa, muốn cùng hắn vô duyên sao, nhưng ngày hôm nay làm mất đi mặt mũi, làm sao cũng phải làm cho đối phương trả giá một chút đi rồi tiểu hỗn đàn thân thể đột nhiên hóa thành một nói tia chớp màu vàng óng hướng về hư không mà đi hắn biết dương an động sát cơ muốn hắn cùng tiên đài cường giả chiến thật không chắc chắn đi được rồi chứ dương an một bước bước ra cả người tràn ngập tiên ánh sáng trong cơ thể tiên đài tỏa ra tiên uy cả người mang theo sức mạnh quy tắc dường như như gió trực tiếp bước vào hư không đuổi theo tiểu hỗn đàn âm um, một luồng đáng sợ tiên bão táp bao phủ thiên địa trong phút chốc bao phủ vùng hư không này tiểu hỗn đản thân thể ngừng lại nhìn chằm chằm chu vi đáng sợ tiên chi quy tắc sức mạnh biến thành làm bão táp có thể xé nát tất cả dương an trong cơ thể phóng thích đáng sợ sức mạnh quy tắc thiên phú của hắn so với mục phong càng thêm xuất chúng tuy rằng vừa bước vào tiên đài nhưng càng không kém chút nào mục phong giết dương an quát lạnh một tiếng bão táp bên trong vô tận quy tắc phủ văn hóa thành mỏng manh phong chi lưỡi dao sắc có thể chặt đứt hư không hướng về tiểu hỗn Đản thân thể chém giết mà đi uy lực vô cùng tiểu cả người thân thể xoay tròn, kim quang tỏa sáng, bao vây thân thể, cái kia chém giết mà đi lưỡi dao sắc càng không có cách nào đột phá phòng ngự, lập tức chỉ thấy tiểu hỗn đàn xoay tròn phóng lên trời, đáng sợ màu vàng bão táp rảo giết tất cả, muốn từ Dương An cơn gió lốc này bên trong lao ra. Thật mạnh phòng ngự, Dương An trong mắt sát cơ càng tăng lên, tần vấn thiên không thể giết, này nhiệt xúc chắc chắn tại chỗ chém giết với này. Dương An ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia xoay tròn kim sĩ đại bằng, trong mắt sát ý nồng đậm, chỉ thấy hắn thân hình bên trong lưu động vô tận tiên tri quy tắc lực lượng, một cỗ đáng sợ phong bạo cuốn cùng một chỗ, hóa thành một thanh kinh thiên trường đao, cái này trường đao vắt ngang ở không, mỗi một chỗ đều lộ ra đánh đầu thắng đó lực lượng, nếu là một đao chém ra đi, uy lực không biết có bao nhiêu đáng sợ. Dương An tay cầm trường đao, chỉ thấy thân hình hắn như gió phiêu động, ngay lập tức hàng lâm tiểu hỗn đản trước người, trực tiếp một đao chém giết mà ra, một đao kia chất chứa cực kỳ đáng sợ uy lực, có thể bổ ra hết thảy, tiểu hỗn đản cảm nhận được kia nguy hiểm, bằng bay liệng cửu thiên, kim sắc cánh chim hóa thành vô tận kim sắc lợi kiếm điên cuồng bắn chết mà ra, lại không ngừng tại đao dưới ánh sáng bị đánh thành phấn vụt. Giống to một tiếng, tiểu hỗn đản biến ảo bản thể, giống như tuyệt thế yêu vương, hắn móng vuốt sắc bén thỏ ra, có ngập trời uy năng, một mảnh vô hình phù văn màn sáng bao vây lấy thân thể của hắn, đao chém xuống, giặc giặc âm thanh truyền ra, màn sáng không ngừng nghiền nát. Tiểu hỗn đản thân thể điên cuồng lui về phía sau, đã thấy ánh đao quét qua, giống như một đạo sét đánh tia chớp, trực tiếp xẹt qua hư không, máu tươi nở rộ, cái kia vàng dòng đúc thành thân thể đều bị đánh nát, tiên uy quá mạnh mẽ. Cách xa nhau chỗ rất xa, tần vấn thiên thấy được Dương An đang tại đối phó tiểu hỗn đản, hắn cuồng chiến lấy hướng bên này di động, thần thủ anh ra ngập trời bàn tay ấn, đánh nát hết thảy, nhưng mục phong lâu công không được, há có thể cho phép đến tần vấn thiên thoát ly chiến trường, cái kia chính là hắn sỉ nhục. Tiểu gia hỏa, Tần Vấn Thiên tự nhiên thấy được Dương An tại đối với tiểu hỗn đản ra tay, con mắt của hắn trong tiêu đốt lên đáng sợ lửa giật, tại mục phong một đạo sao băng quyền đuổi giết mà đến thời điểm, Tần Vấn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh tiên binh trường thương xuất hiện ở thần thủ bên trong, trường thương điên cuồng mở rộng, hóa thành động trời một thương, trực tiếp xuyên thủng đối phương tiên quyền, xuyên thấu hết thảy, thẳng hướng thân thể của đối phương. Mục phong thân thể điên cuồng lui về phía sau, chỉ thấy Tần Vấn Thiên hư không dẫm trận tại chỗ, bay thẳng đến một cái khác chiến trường mà đi. Đúng vào lúc này, Tiểu Hỗn Đản bị ánh đao chém trúng thân thể, máu tươi và hư không trong vung vãi, Tần Vấn Thiên trên người động trời uy thế quét sạch mà ra, cầm chặt tiên binh trường thương thần thủ uy năng phóng thích đến mạnh nhất. Dương An lại là một đao chém giết hạ xuống, tiếp tục công kích Tiểu Hỗn Đản, lại nghe đến một tiếng động trời giống to âm thanh truyền đến, hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, thân thể chuyển qua, liền chứng kiến một tiên binh trường thương hóa thành mấy trăm trượng, xuyên thấu hư không, đánh nát hết thảy, trực tiếp đâm về thân thể của hắn một phát này nhanh như tia chớp, uy lực động trời. Thân thể chuyển qua Dương An một đao chém về phía tần vấn thiên trường thương, hai thu công kích va chạm, thiên địa chấn động, trường thương thế như trẻ tre, đánh nát quy tắc lực lượng biến thành đại đao, gió quy tắc lực lượng rồi lại lôi cuốn lấy Dương An thân thể trong nháy mắt thay hình đổi vị, tránh được cái kia kinh người một thương. Đông, tần vấn thiên hư không dẫm trận tại chỗ, trực tiếp đi tới tiểu hỗn đản bên người, con người băng lãnh nhìn chằm chằm vào Dương An, nói, trường thanh tiên quốc hoàng cung, vương hầu đệ tử hôm nay tần mỗ coi như là kiến thức các ngươi vô sỉ quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt mục phong dẫm trận tại chỗ mà đến cùng dương an tất cả đứng một phương hư không hai người thần sắc khó coi bọn họ đều là tiên thai nhân vật tiên thai ra tay vốn là đuối lý hôm nay vậy mà không có lấy dưới cái này một người một thú buồn cười chính là hôm nay nhiều người như vậy đều hiển nhiên là nhằm vào tần vấn thiên đấy rồi lại ngược lại bị tần vấn thiên hung hăng làm nhục một phen trận này yến hội tần mỗ coi như là đã lĩnh giáo rồi cáo từ. Tần vấn thiên cùng tiểu hỗn đản chuẩn bị rời đi, nhưng mà chỉ nghe Dương An lạnh lùng mở miệng, đã nghĩ như vậy ly khai sao? Ngươi mở tiệc chiều đãi ta tới tham gia tiệc rượu, như thế như vậy đã đã đủ rồi đi, còn muốn ta tần vấn thiên đem tính mạng lưu lại hay sao? Tần vấn thiên nhìn chằm chằm vào Dương An, hắn đã sinh ra sát niệm, lúc trước những thứ này vương hầu đệ tử tuy nói ghen ghét hắn đối với hắn có thành kiến, nhưng hắn còn có thể lý giải không đến mức động sát tâm, nhưng hôm nay, những người này giống như có lẽ đã vượt biên giới, lại để cho hắn sinh ra sát tâm người đại náo tiệt rượu không đem hoàng cung vương hầu để vào mắt không cho một cái công đạo liền muốn đi ư dương an lúc này cũng đã là đâm lao phải theo lao trong lòng có ma quỷ một hơi không cách nào nuốt xuống hắn mới vừa vào tiên thai vốn tưởng rằng hào quang diệu thiên sau khi xuất quan chợt nghe đến thanh nhi cùng tần vấn thiên tin tức mời tần vấn thiên đến đây vốn định giết xiết vi phong của hắn lại để cho hắn biết khó mà lui lại không nghĩ rằng bị tần vấn thiên đại náo một trận hôm nay Khiến cho Tần Vấn Thiên như vậy nghênh ngang rời đi, tâm hắn có không dám. Tần Vấn Thiên cười lớn một tiếng, nhìn quét Dương An, trong tay trường thương chỉ hướng hắn, lạnh như băng mở miệng, "Dương An, đây là Tiên Quốc Hoàng cung, ta không muốn làm đến quá ác, nếu không chỉ đến thế thôi sao, thực cho rằng có thể đem ta lưu lại, còn muốn ta cho ngươi nói rõ, thật là tức cười, liền ngươi cũng xứng." "Không thử một chút làm sao biết?" Dương An thần sắc càng phát ra âm trầm. "Thử xem." Tần Vấn Thiên ngửa đầu nhìn về phía hư không ta biết rõ hoàng cung không ít tiền bối đang nhìn thị phi đúng sai chư vị chắc hẳn so với tần mỗ rõ ràng vương hầu đệ tử như delta viết hoa khinh người quá đáng ta tần mỗ đã một chịu đựng nhịn nữa nếu là kỳ vương phủ không đi ra người ngăn cản dương an tự rước lấy nhục còn muốn mạnh mẽ lưu lại ta ta liền thật coi là muốn quyết sinh tử rồi tần vấn thiên cuồng ngạo nói khiến cho chung quanh mọi người một hồi trợn mắt há hốc mồm quá cuồng vọng tần vấn thiên quả thực biên cuồng đã đến cực hạn nếu là kỳ vương phủ không đi ra người ngăn cản dương an hắn có thể muốn Dương An tính mạng hay sao? Khẩu khí này, chỉ sợ Dương An nuốt không trôi, nơi này chính là kỳ vương phù. Quả nhiên, Dương An nghe nói Tần Vấn Thiên nói như vậy trên người tiên uy cuồng bạo nở rộ, đáng sợ đến cực điểm, trên người hắn khí thế cuồn cuộn không ngớt, hai con người nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, thân thể hướng phía phía trước chậm rãi di động, sao chịu bỏ qua. Ta ngược lại muốn nhìn, người như thế nào cùng với ta quyết sinh tử, Dương An thân hình di động, trong tay đồng dạng có tiên binh xuất hiện, chính là một thanh đao vô cùng sắc bén đao ánh đao không ngừng chết xạ mà ra lộ ra thê lãnh hàn ý tựa hồ vẻ này ý cảnh đều có thể giết người đi tần vấn thiên thu hồi trường thương đưa lưng về phía dương an tay phải của hắn xuất hiện một thanh kiếm yêu kiếm xẹt qua bàn tay huyết dịch dung nhập trong đó yêu kiếm bong bong mà kêu một cỗ đáng sợ yêu huy nở rộ quét sạch thiên địa đồng thời tần vấn thiên trái tay nắm chặt chính là gió bằng phù xương trong chốc lát tần vấn thiên thân thể dường như chính thức muốn hóa bằng giống như thực kiêu ngạo dương an thân thể như gió lao ra nhanh đến không thể tưởng tượng nổi nhưng mà hầu như tại đồng thời tần vấn thiên thân thể biến mất không thấy gì nữa trong hư không xuất hiện một cái cỗ đại bằng tàn ảnh tiếng gió gào thét đáng sợ đến cực điểm dương an bước chân dừng lại hắn trường đao trực tiếp chém giết mà qua nhưng mà chỉ là chém chúng tàn ảnh dương an tiên niệm nở rộ không có người chỉ có chim đại bàng, tần vấn thiên dường như hóa thân thành bằng thậm chí đã liền kiếm ý cũng không có yêu kiếm dường như cũng hóa thành bằng cái này phiến thiên địa chỉ có bằng thật nhanh mọi người ngẩng đầu nhìn hướng hư không nhanh đến cái gì đều thấy không rõ chỉ có một cái cỗ gió bằng vần quanh dương an thân thể dương an nâng lên trường đao lập tức vô tận quy tắc lực lượng bao phủ thân hình để phòng tần vấn thiên đột nhiên hạ sát thủ ô ô n g ô ô n g vô tận đại bàng đáp xuống hóa thành vô số tàn ảnh xông về dương an thân thể dương an nổi giận gầm lên một tiếng tiên thai chi huy điên cuồng bộc phát quy tắc lực lượng hóa thành động trời phong bạo xông thẳng lên trời hủy diệt hết thảy quanh long long âm thanh không ngừng cái này trong tích tắc tần vấn thiên giống như có lẽ đã phát khởi công kích không ngừng có gió bằng công phạt uy lực đáng sợ một nhanh đến mức tận cùng gió bằng chính diện sát phạt mà qua so với gió đều muốn nhanh xông về dương an trực tiếp từ công kích trong khe hở xuyên qua Dương An trong mắt trong lúc đó chiết xạ ra một đám kiếm quang, hắn thần sắc đại biến, kiếm ngân vang, kiếm quang như tẩy, chợt lóe lên. Phốc xì, một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, máu tươi bắn ra, đám người chỉ thấy một cái đại bàng thân thể hàng lâm hư không, sau đó cái vị này đại bàng thân ảnh hóa thân thành người, thình lình đúng là tần vấn thiên lấy yêu thần biến biến thành. Dương An hai tay buông lấy ít hầu, mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, gắt gao nhìn chằm chằm vào tần vấn thiên, trường đao trong tay đều đã rơi xuống một màn này nhìn thấy mà giật mình tiên đài cảnh dương an kỳ vương thế tử bị thiên tượng cảnh giới tần vấn thiên nhất kiếm nháy mắt xiết đông một cỗ đáng sợ uy nghiêm hàng lâm trong nháy mắt có mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện chỉ thấy một người rơi vào dương an bên người cường đại tiên quang bao phủ dương an sau đó cho ăn một viên thuốc đến dương an trong miệng chỉ thấy dương an ít hầu chỗ dấu vết nhanh chóng khép lại máu tươi thời gian dần trôi qua đình chỉ chảy ra đối với cái này một màn tần vấn thiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn nơi này là kỳ vương phủ một kiếm này không cần tiên thai cảnh giới cường giả dương an tính mạng không có quá lâu lâu dương an thương thế hoàn toàn khép lại ánh mắt của hắn âm dày đặc đáng sợ gắt gao nhìn chằm chằm vào tần vấn thiên buồn cười tần vấn thiên châm chọc cười 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 như vậy sắc mặt càng là thật sâu kích thích dương an tiểu gia hỏa có đảm lược chỉ thấy một uy nghiêm trung niên ánh mắt rơi vào tần vấn thiên trên người trong đôi mắt mang theo vài phần lạnh ý đúng là kỳ vương phủ tiên vương cường giả thực lực đáng sợ còn là nhát gan một chút, nếu không một kiếm này liền trực tiếp giết hắn đi rồi, bất quá tiền bối hay là muốn hào hào quản giáo xuống, giống như hắn loại người này, ở bên ngoài sợ là sống không được vài ngày, chết cũng không biết chết như thế nào, hôm nay nếu không phải tại kỳ vương phủ, hắn đã là chết người đi được, tần vấn thiên châm chọc nói ra, nhìn cũng không nhìn Tây Dương An liếc. Dương An song quyền nắm chặt, trong mắt sát điểm đáng sợ, phía dưới mọi người nội tâm chấn động, hôm nay phát sinh hết thảy đã vượt qua đoán trước, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới tần vấn thiên gặp mạnh như vậy xu thế bá đạo như vậy hơn nữa thực lực như thế mạnh mẽ bọn hắn minh bạch chỉ sợ đánh xong một trận chiến này tần vấn thiên đem sẽ trở thành dương an tâm ma rồi hắn gặp hận tần vấn thiên tận xương không giết tần vấn thiên hắn vĩnh viễn đừng nghĩ quên lần này sỉ nhục ha ha kia cường giả cười cười nói trưởng bối của ngươi có hay không cũng muốn hào hào quản giáo dưới ngươi như vậy điên cuồng có thể không phải là cái gì chuyện tốt chẳng lẽ kỳ vương phủ tiền bối nhân vật cũng muốn đối với ta ra tay hay sao tần vấn thiên cười lạnh nói ngươi mặc dù là công chúa bằng hữu nhưng nếu là kỳ vương phủ lấy ân oán cá nhân giáo huấn một chút ngươi cùng tiên quốc không quan hệ chỉ sợ không ai có thể giúp đỡ được rồi ngươi đi cái này tiên vương cường giả cười cười nói tuy nói dương an hôm nay biểu hiện có chút không chịu nổi nhưng dù sao cũng là hắn kỳ vương phủ thế tử cái này tần vấn thiên là một nhân vật nhưng thật ngông cuồng rồi lại để cho hắn kỳ vương phủ ném đi mặt mũi hắn ngược lại muốn xem nhìn tần vấn thiên lá gan lớn đến bao nhiêu ta khuyên tiền bối còn là không nên làm loại sự tình này tần vấn thiên cười cười nếu là không quan hệ tiên quốc kỳ vương phủ lấy ân oán cá nhân đối phó ta ta sợ ngươi kỳ vương phủ chịu không nổi cái này đại giới tần vấn thiên lạnh nhạt thanh âm truyền ra bình tĩnh này lời nói tựa hồ so với trước gây nên càng thêm cuồng vọng cái này đại giới kỳ vương phủ chịu không nổi cái này là bực nào kiêu ngạo cuồng vọng, kỳ vương phủ chính là trường thanh tiên quốc trong hoàng cung cực kỳ cường đại một tòa vương phủ, cường giả như mây, tiên vương nhân vật đều có không ít, tùy ý phái ra một chi quân đoàn đi ra ngoài đủ để trấn áp vô tận địa vực tiên vương. Phía dưới nhiều vương hầu đệ tử đồng dạng ánh mắt ngưng kết, nhìn chăm chăm vào tần vấn thiên, hôm nay tiệc rượu, bọn hắn coi như là triệt để nhận thức cái này thanh nhi công chúa ái mộ người, cuồng ngạo vô cùng, ngạo khí ngút trời, không chịu cúi đầu, điên cuồng lên không tiếc hết thảy lấy thiên tượng cảnh giới đối chiến tiên đài, một kiếm phòng cổ họng Dương An, hạng gì nhân vật thật đáng sợ. Hôm nay, đối mặt tiên vương nhân vật, hắn cũng không cảm yếu thế, không chút khách khí chống đối, thậm chí một câu, muốn đem toàn bộ kỳ vương phủ đều được tội. Những thứ này vương hầu đệ tử tự nhận bản thân không có loại này dũng khí, loại này quyết đoán. Cái kia kỳ vương phủ tiên vương cường giả ngưng mắt nhìn tần vấn thiên, có thể xem thấu hết thảy đôi mắt tựa hồ đều muốn đem tần vấn thiên nhìn thấu, lập tức hắn mở miệng nói, ngươi đến tốt cùng là người phương nào, nghe ý của ngươi, tiễn đưa ngươi tiến về trước cổ đế chi thành người, có lẽ không chỉ có chẳng qua là một vị tiên vương nhân vật đi. Là ai có liên quan gì tới ngươi, muốn biết, có thể bản thân đi thăm dò. Tần vấn thiên lạnh lùng nói ra, phía sau hắn có thiên biến đế quân cũng không khó tra được, mọc lên ở phương đông 13 châu có lẽ rất nhiều người biết rõ. Mặc dù là bình thường chú ý Đông Thánh Tiên Môn mọi người biết được năm đó hắn tại Đông Thánh Tiên Môn một trận chiến, chẳng qua là tiên vực quá lớn, trường thanh tiên quốc dù sao không phải là mọc lên ở phương đông 13 châu, hắn tần hỏi trời mặc dù tại mọc lên ở phương đông 13 châu đã dẫn phát một ít chấn động, nhưng danh khí còn chưa đủ để lấy vượt qua vực rơi vào tay trường thanh tiên quốc, chỉ có đỉnh cấp tồn tại, tiên đế nhân vật, danh tiếng của bọn hắn tài năng vượt qua vực truyền bá, bị người trong thiên hạ biết được, tiên vương đều không có như vậy tư cách, dù sao toàn bộ bao la vô tận tiên vực, tiên vương đều quá nhiều. Người sẽ không tận lực nói như thế đi, chỉ nghe Mục Phong lạnh lùng nói ra. Tần Vấn Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, lộ ra nồng đậm châm chọc ý vị, ngươi cho rằng ta giống như các ngươi giống nhau, bản thân vô năng, thì sẽ đem vương hầu đệ tử thân phận đặt ở trong miệng, trừ lần đó ra cái gì cũng sai, chớ nói vương hầu đệ tử, tiên đế còn nối dõi cùng với đệ tử, ta giống nhau giết qua, nếu là ở bên ngoài, các ngươi sớm đã là một cái người chết, hy vọng nhớ khi hôm nay giao huấn, nếu không tính mạng không dài, cáo từ, Tần Vấn Thiên dứt lời quay người mà đi, tiểu hỗn đản đi theo bên cạnh hắn một người một yêu hướng phía kỳ vương phủ bên ngoài dẫm trận tại chỗ thúc phụ cứ như vậy thả hắn đi kỳ vương thế tử dương an mặt sắc xanh mét không cam lòng nói ra ngươi muốn đi giết hắn không có thể a à, bên cạnh tiên vương nhìn dương an liếc dương an sững sở thần sắc không dễ coi cái kia tiên vương rồi lại không chút khách khí tiếp tục nói ngươi thế nhưng là tiên đài cảnh giới hắn là thiên tượng người giết không được dựa vào cái gì muốn giữ hắn lại sẽ khiến ta cái này tiên vương ra tay ta gánh không nổi việc, rứt lời hắn hất lên ống tay áo, trực tiếp dẫm trận tại chỗ ly khai. a à, Dương An nhìn xem tần vấn thiên ly khai bóng lưng, phát ra một đạo không cam lòng gào to, khuất nhục, phẫn nộ, từ hôm nay, hắn không còn là cái kia cổ đế chi thành thành tiên bảng thứ năm thiên kiêu nhân vật, mà là bị tần vấn thiên dính tại sỉ nhục trụ lên, tất cả mọi người chứng kiến hắn Dương An, đều sẽ nghĩ tới hôm nay một trận chiến, một kiếm này sỉ nhục, đem một mực đi theo hắn. Muốn muốn báo thù, là tốt rồi tốt thu hành, một giọng nói truyền đến, Dương An song quyền nắm chặt, phía dưới mọi người trầm mặc, bọn hắn biết rõ tiên vương là muốn dùng chuyện hôm nay khích lệ Dương An, Dương An hoặc là bị tâm ma làm phức tạp chưa gượng dậy nổi, hoặc là điên, trở nên càng cường đại hơn. Hôm nay, là đúng Dương An một lần ma luyện, đồng dạng, cũng là đối với mọi người một lần ma luyện. Vương hầu đệ tử thì như thế nào, nhiều như vậy vương hầu đệ tử, còn có tiên đài nhân vật tại, bị một cái từ bên ngoài đến huyền náo long trời lở đất, điên cuồng vẽ mặt, hung hăng đem tất cả mọi người làm nhục một trận. Hôm nay tiệt rượu, bọn hắn đã trở thành tần vấn thiên phụ trợ, đồng dạng, cũng phụ trợ thanh nhi công chúa ánh mắt. Vì sao thanh nhi công chúa không tuyển chọn vương hầu đệ tử, đối với kỳ vương thế tử Dương An chẳng thèm ngó tới, rồi lại dẫn theo tần vấn thiên đến tiên quốc hoàng cung, bởi vì, đơn giản là tần vấn thiên so với bọn hắn đều muốn cảng xuất chúng. Bọn hắn vốn định muốn nhục nhã tần vấn thiên, lại để cho tần vấn thiên biết khó mà lui ly khai, rồi lại hoàn toàn ngược lại, thành toàn tần vấn thiên phụ trợ đối phương hào quang chuyện hôm nay đủ để cho bọn hắn ghi khắc tần vấn thiên lại sẽ không suy nghĩ cảm thụ của bọn hắn hắn đem tiểu hỗn đản ôm vào trong ngực đã đến công chúa trường bình phù công chúa trường bình cùng với xích đồng tử hầu tựa hồ đang đợi hắn chứng kiến hắn đến trong mắt đều lộ ra dáng tươi cười lợi hại xem ra thanh nhi nha đầu ánh mắt quả nhiên không tệ công chúa trường bình cười nhìn xem tần hỏi hiển nhiên lúc trước hết thảy nàng cũng biết rồi không chỉ có là nàng trong hoàng cung không ít vương hầu phủ cường giả chỉ sợ đều mắt thấy lần này tiệc rượu chuyện đã xảy ra. Một trận chiến này, chắc hẳn có thể làm cho không ít người ngậm miệng, nếu như ngươi không xứng, bọn họ hậu nhân lại càng không xứng. Xích đồng tử hầu cười mở cười nói, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, bọn hắn tiên vương nhân vật bình thường sẽ không can thiệp vãn bối sự tình, đối với vãn bối những sự tình kia cũng để không nổi quá rất hứng thú, ngày thường đều là chẳng muốn quản đấy, mặc dù là vãn bối giữa lẫn nhau có xung đột va chạm cũng sẽ không để ý tới nhưng Tần Vấn Thiên cùng Thanh Nhi công chúa sự tình đã dẫn phát hoàng cung địa chấn, bởi vậy mới có rất nhiều người chú ý, không nghĩ tới rồi lại cho bọn hắn một kinh hỉ, thấy được một trận trò hay, có rất ít vãn bối tranh phong chiến đấu có thể như vậy đặc sắc. Hầu ra quá khen, Tần Vấn Thiên khiêm tốn nói, Thanh Nhi đi đến Tần Vấn Thiên bên người, nhìn xem hắn nói, có khỏe không? Ừ, Tần Vấn Thiên nhẹ gật đầu, chẳng qua là tiểu gia hỏa bị thương, Dương An tên kia lại ra tay đối phó hắn. Tiểu hỗn đản thò đầu ra, đối với Thanh Nhi cong lên miệng, rất là đáng yêu, nói, vết thương nhỏ, không sao. Thanh Nhi vuốt ve dưới cái kia béo ụp ụp thân thể, công chúa Trường Bình mở miệng nói, tiểu gia hỏa này là cái gì yêu thú, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, lại như vậy bá đạo. Ai biết, Tần Vấn Thiên nhún vai, tốt rồi, hai người các ngươi hào hảo tâm sự đi, chúng ta sẽ không quấy dày, sau chuyện này, các ngươi mới có thể đủ thanh tĩnh rồi. Công chúa Trường Bình cùng xích đồng tử hầu Ly Khai, Thanh Nhi cùng Tần Vấn Thiên bọn họ trong sân hoàng cung nhắc lên không nhỏ phong ba rất nhiều vương hầu thật sự bắt đầu tay điều tra tần vấn thiên rồi hắn nói tiên đế còn nối dõi cùng đệ tử hắn đều giết qua cái này có thật không vậy tần vấn thiên cuối cùng là người nào trong hoàng cung bắt đầu có hướng về tần vấn thiên thanh âm truyền ra nói dương an đám người mất hết tiên quốc vương hầu phủ thể diện khó trách thanh nhi công chúa chọn tần vấn thiên chỉ vì những thứ này cái gọi là vương hầu đệ tử căn bản không xứng cùng tần vấn thiên đánh đồng thanh âm như vậy lại để cho những cái kia tham dự qua nhằm vào tần vấn thiên vương hầu đệ tử càng là thể diện mất hết xấu hổ vô cùng không có mấy ngày nữa về tần vấn thiên rất nhiều tin tức lần lượt truyền vào tiên quốc trong hoàng cung tần vấn thiên chi tiết rất tốt điều tra hắn tại tiên vực trải qua rất đơn giản nhưng đã làm vài món oanh động đại sự trong hoàng cung lại bốn phía vang lên tần vấn thiên tên nguyên lai like, tần vấn thiên nhập lại không chỉ là tại kỳ vương phủ mà như vậy điên cuồng hắn vẫn đã từng càng thêm cuồng vọng qua tần vấn thiên Hắn tham gia Đông Thánh Tiên Môn trăm năm thịnh thế, đánh bại sở hữu đối thủ, hào lấy thứ nhất, nhưng mà, hắn và sư huynh của hắn đệ, cự tuyệt Đông Thánh Tiên Đế, tại Đông Thánh Tiên Môn, vẽ mặt Đông Thánh Tiên Đế. Nguyên lai, tần vấn thiên quả nhiên có tiên đế đứng ở sau lưng, thiên biến đế quân, hắn trước tới đón tiếp tiên tiệc đệ nhất tần vấn thiên, đại chiến Đông Thánh Tiên Đế, đòi hỏi sáu châu chi địa. Hơn nữa, còn không vẻn vẹn như thế, nghe nói tần vấn thiên tại cổ đế tri thành giết chết đông thánh tiên đế đệ tử thân truyền khuyết thiên dịch, khuyết nguyệt tiên vương hậu nhân, hắn vẫn còn cổ đế chi thành, đánh chết huyền đế chi tử huyền tinh, hắn vẫn còn cổ đế chi thành đánh bại tử đế chi tử, tím đạo mặt trời. Tần vấn thiên phần này đơn giản trải qua, rồi lại đầy đủ huy hoàng, đủ để cho bất luận cái gì tiên quốc hoàng cung vương hầu đệ tử theo không kịp, sinh ra tự ti chi tâm, chính như lúc trước tần vấn thiên phó kỳ vương phủ yến hội thời điểm làm cho nó như vậy, bọn hắn tính là cái gì, nếu là ở bên ngoài, hắn tuyệt đối dám giết, hắn đã đã làm chuyện như vậy. Dương An, mục ngọn núi, bọn hắn biết được tin tức sau đó, càng là cảm giác xấu hổ và giận dữ. Những cái kia tại trên tiệc rượu nhục nhã tần vấn thiên người xấu hổ vô cùng, bọn hắn có tư cách gì nhục nhã tần vấn thiên? Vương hầu đệ tử tính là cái gì? Đại đế mặc dù không có đồng ý tần vấn thiên vào đế công thanh nhi phủ công chúa để, nhưng cũng không có phản đối thanh nhi công chúa và tần vấn thiên dừng lại ở công chúa trương bình phủ. chẳng lẽ đại đế là có khác thâm ý? Mọi người lại bắt đầu đo lường được trường thanh đại đế tâm ý, có lẽ, đại đế hôm nay tại xem thế nào, như là lúc sau tần vấn thiên trở nên cường đại, đại đế, thực có khả năng đồng ý cái này việc hôn nhân. Tần vấn thiên, lại có khả năng thực trở thành tiên quốc phò mã, xem ra, không thể đắc tội, không ít vương hầu phủ đệ người nghĩ đến, cũng không phải sở hữu vương hầu phủ mọi người nhằm vào tần vấn thiên, năm đó kỳ vương phủ dự tiệc nhằm vào tần vấn thiên người cũng chỉ là bộ phận vương hầu phủ người mà thôi. Hơn nữa, bọn hậu bối một ít chơi đùa cũng đại biểu không được vương hầu thái độ đối với vương hầu mà nói tần vấn thiên hiện tại tu vi còn yếu vẫn không cần phải tiếp xúc công chúa trường bình phủ đệ tàng các ở bên trong tần vấn thiên cùng thanh nhi tại trong các liếc nhìn một ít sách cổ kể cả một ít tiền bối kinh nghiệm tần vấn thiên thực tế tìm rất nhiều đúc tiên đài sách cổ quan sát nhiều hấp thu tri thức kết hợp với bản thân biết như vậy đúc tiên đài nắm chắc càng lớn hơn một chút thanh nhi cùng tần vấn thiên giống nhau nàng cũng chuẩn bị trùng kích tiên đài cảnh giới thậm chí nàng tại trời giống như chín trọng cảnh giới lưu lại thời gian càng dài, cảnh giới vô cùng củng cố. Thanh nhi tỷ tỷ, tần đại ca, lúc này có một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, một đạo xinh đẹp thân ảnh đi vào tàng các. Linh nhi, tần vấn thiên nhìn về phía người tới, 15-16 tuổi, hoạt bát linh động, chính là công chúa trường bình tiểu nữ nhi. Tần đại ca, đây là ngươi muốn đồ vật, mẫu thân sẽ khiến ta giao cho ngươi. Linh Nhi đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên đem chi tiếp nhận, cười nói, đa tạ công chúa cùng Linh Nhi rồi. Những thứ này đều là ngươi dùng tiên binh đổi đấy, có cái gì tốt tạ đấy, Tần Đại ca thu thập những thứ này, là chuẩn bị muốn trùng kích tiên đài cảnh giới đi, Tần Đại ca lợi hại như vậy, khẳng định có thể một lần thành công. Linh Nhi cười nói, hy vọng đi, Tần Vấn Thiên nhìn Thanh Nhi liếc, chỉ thấy Thanh Nhi thấp giọng nói, chuẩn bị bế quan sao. Ừ, không biết lần này trùng kích tiên đài cảnh giới phải bao lâu, nếu là có thành công hy vọng, khả năng bế quan thời gian gặp lâu một chút, Thanh Nhi còn ngươi. Ngươi bế quan, ta cũng bế quan, Thanh Nhi thì thảo nói nhỏ, Tần Vấn Thiên gật đầu cười, hôm nay Hoàng Cung cũng an tĩnh, không có người sẽ tìm bản thân phiền toái, ngay tại trường Thanh Tiên Quốc Hoàng Cung trùng kích tiên đài cảnh giới đi. Lần đầu tiên 1003 chương bế quan, canh 3, công chúa trường Bình Phủ Đệ, tu luyện đài, giờ phút này Tần Vấn Thiên xuất hiện ở nơi đây. Cái này tu luyện đài ở vào một tòa phủ đệ bên trong một tòa cô trên đỉnh, liếc mong muốn tinh không, nơi này là thích hợp nhất tu hành chi địa, về phần thanh nhi nàng không ở chỗ này, mà là đế cùng công chúa của mình phủ, nàng bế quan trùng kích tiên đài cảnh giới, đều có trường thanh đại đế vì nàng hộ pháp. Tu huyện đài, có ba tòa cự đại thần văn đồ án, chính là tần vấn thiên làm cho khắc, giống như tế đàn giống như, lóe ra sáng chói tinh quang, một mảnh dài hẹp đường vân răng khắp nơi, nhưng cuối cùng toàn bộ hội tụ ở tại đồ án ở giữa phương vị Hắn, tiểu hỗn đản, địa ngục, tất cả đến một tòa. Tần vấn thiên khắc thật lớn trận sau đó, bàn tay hắn huy động, lập tức có từng tòa trồng chất như núi sao băng đá xuất hiện ở trận pháp phía trên, đủ để khiến người sợ hãi thán phục, không chỉ có như thế, tại tần vấn thiên quanh người vẫn xuất hiện rất nhiều óng ánh sáng long lanh tinh thể, trong đó ẩn chứa đáng sợ khí tức, những thứ này tinh thể chính là tiên óng ánh, đúc thành tiên đài thiết yếu chi vật. Võ tính mạng tu sĩ đúc thành tiên đài, cần hao phí tài nguyên là siêu cấp kinh khủng, tần vấn thiên dùng rất nhiều tiên binh giao cho công chúa Trường Bình làm cho nàng vì chính mình chủ bị tốt đúc thành tiên đài bảo vật. Những ngày này Tần Vấn Thiên cũng lật xem rất nhiều sách cổ, hơn nữa hắn đã biết tri thức cùng các tiền bối giảng thuật kinh nghiệm, hắn đối với đúc thành tiên đài đã hiểu rõ vô cùng, hắn cũng biết đây là một cái thời gian dài quá trình. Ma Tà, Dương An cùng với Mục Phong, là Tần Vấn Thiên chính diện giao phong qua tiên đài cường giả, nhưng mà Tần hỏi có trời mới biết, ba người bọn họ mặc dù có được tiên đài chi huy, nhưng kỳ thực tịnh chưa hoàn toàn bộ bước vào tiên đài cảnh giới, cũng không tính là nguyên vẹn tiên đài cảnh cường giả thiên tượng cảnh tinh hồn hóa thân ngôi sao thiên tượng mà tiên đài cảnh giới chính thức nguyên vẹn tiên đài cần lấy sở hữu tinh hồn đúc thành tiên đài ma tà dương an bọn hắn đúc thành tiên đài rất có thể vẫn chỉ là lấy trong đó một tòa tinh hồn đúc thành tiên đài nhập lại không hoàn chỉnh thậm chí ngay cả cấp thấp nhất tiên đài cũng không bằng bất quá đúc tiên đài cũng không phải là một lần là xong đấy chỉ cần lần thứ nhất thành công có nghĩa là đã một chân bước vào tiên đài cảnh giới nếu như không có gì bất ngờ xảy ra kế tiếp chính là vấn đề thời gian rồi. Đối với rất nhiều người mà nói, đúc thành tiên đài đều là một cái quá trình khá dài, đều muốn đúc thành cao phẩm giai tiên đài, càng khó. Không hoàn chỉnh tiên đài cảnh cường giả, liền cần tần vấn thiên toàn lực ứng phó tài năng đối kháng, nguyên vẹn tiên đài cường giả, mặc dù chẳng qua là đúc thành phẩm cấp thấp tiên đài, cũng khó khăn mà đối kháng được, đây là cảnh giới tranh lệch, khó có thể vượt qua. Thở ra, tần vấn thiên thở sâu, nhìn lên vòng trời, lập tức hắn đi đến trận pháp trung tâm khoanh chân mà ngồi, khí tức cường hoành từ trên người nở rộ mà ra, chẳng qua là trong chốc lát, ngôi sao thiên tượng lóng lánh tại ở giữa thiên địa, trói mắt tinh hồn hào quang bay thẳng vòm trời. Tiểu hỗn đàn cùng địa ngục tại mặt khác hai tòa trận pháp phía trên, bọn hắn chính là yêu thú, có chính mình chỉ có tu luyện phương pháp, tự nhiên không cần tần vấn thiên lo lắng. Cửu thiên tinh trên sông, từng đạo hào quang từ phía trên khung vung vãi hạ xuống, có năm khối võ tính mạng ngôi sao cùng tần vấn thiên lấy được liên hệ, đúng là tinh hồn đối ứng võ tính mạng ngôi sao. Thiên trùy ngôi sao, ngủ mơ ngôi sao, đế yêu ngôi sao, cửa kiếm ngôi sao, kim sắc thân hình ngôi sao, năm tòa ngôi sao trên hào quang đồng thời vung vãi tại tần vấn thiên trên người, cùng hắn bắt được liên lạc. Tần vấn thiên cảm giác tông bay, nhìn theo cái kia một đám liên hệ, cảm giác của hắn đi tới trong tinh không, thấy được thứ năm chỗ ngồi võ tính mạng ngôi sao, thất trọng thiên trên võ tính mạng ngôi sao, kim sắc cự nhân thân hình giống như thần linh giống như, toàn thân lưu động vô cùng đáng sợ quy tắc hào quang lực lượng, mỗi một đám quy tắc lực lượng đều mơ hồ có đáng sợ trấn áp lực lượng, hôm nay càng thêm rõ ràng. Thất trọng thiên trên ngôi sao lưu động quy tắc lực lượng là như thế rõ ràng có thể thấy được, càng cao võ tính mạng ngôi sao, càng dễ dàng đúc thành tiên đài, tần vấn thiên chuẩn bị tiên đài bộ phận thứ nhất tự lấy viên này võ tính mạng ngôi sao làm cơ sở, tin tưởng chắc có lẽ không cần thời gian quá dài. Tần vấn thiên, bắt đầu đắm chìm ở cảm giác bên trong. Tại tần vấn thiên bên cạnh, tiểu hỗn đản đồng dạng ngồi ở một tòa trận pháp bên trong, hắn ngửa đầu, hướng phía vòng trời nhìn lại, nhắm mắt lại, trong tinh không, có từng đạo hào quang vung vãi tại trên người của hắn, yêu thú cùng nhân loại bất đồng, yêu thú lợi hại, bọn hắn trời sinh có thể cảm giác đồng loại võ tính mạng ngôi sao, thu nạp trong đó lực lượng. Cách xa nhau vô tận địa phương xa xôi, hạt trong thế giới, một tòa cao ngất vào trời kiến trúc đỉnh, giống như trời chi tế đàn, một đạo thân ảnh ngồi ở đó, toàn thân lộ ra một cố khí chất phi phàm, đây là người thanh niên, hơn nữa, tướng mạo của hắn, lại cùng cách xa nhau thế giới tần vấn thiên giống như đúc. Hắn đồng dạng, chuẩn bị đúc thành tiên đài, chuẩn bị cùng bản thể cùng một chỗ bước vào tiên đài cảnh giới. Một cái khác hạt trong thế giới, cái này tựa hồ là một tòa hoang man hạt thế giới, cái thế giới này võ tính mạng tu sĩ khoác cổ xưa quần áo, tại một tòa đại điện phía trước, vô số người như là hành hương giống như tu tập lại với nhau, nhìn xem ngày đó khung đỉnh, tại đó, có một vị thanh niên khoanh chân mà ngồi. Ngô Vương muốn thành tiên rồi chỉ thấy một vị già nua lão giả cầm trong tay quyền trượng nhìn xem đại điện đỉnh hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất cặp kia già nua trong ánh mắt mang theo một vòng hy vọng tại phía sau hắn từng đạo thân ảnh lần lượt quỳ xuống nhìn lên cái kia ngồi ở đó sạch sẽ thanh niên trong hư không có một tiên phong đạo cốt cường giả hắn nhìn phía dưới thần sắc bình tĩnh nhìn xem thanh niên kia thân ảnh mộng trần người trời sinh tiên vương lần này đúc thành tiên đài đối với ngươi mà nói chính là một lần lột xác một khi hoàn mỹ hoàn thành lần lột xác này đem ngươi vượt qua vô số tiên đài nhân vật người lột xác sẽ so với bất luận kẻ nào đều đáng sợ hy vọng ngươi có thể đúc thành thánh tiên đài cái này người nhìn về phía tiến về trước thầm nghĩ trong lòng đúc thành tiên đài đối với rất nhiều người mà nói đều là một lần lột xác một lần thăng hoa nhưng hắn hiểu được đối với quân mộng bụi mà nói đúc thành tiên đài so với những người khác đúc thành tiên đài quan trọng hơn không chỉ là cảnh giới trên thăng hoa lột xác hắn đem thoát thai hoán cốt tiên vực nam hoàng thị Cường đại mà cổ xưa thị tộc, một tòa tang thương phượng hoàng trên tế đàn, có một đạo cự tuyệt sắc mỹ nữ ngồi ở đó, thân thể của nàng chu có cổ phượng hư ảnh lượn lờ, vang lên không ngớt, vờn quanh tại thanh niên nữ tử bên người, từng đạo hư ảnh không ngừng chui vào trong thân thể nàng, nhưng mà nàng cặp kia đôi mắt đẹp rồi lại chăm chu nhắm, ý thức đã trong tinh không. Đồng dạng một màn vẫn phát sinh ở tím tinh hiên, hoa thái hư trên người, bọn hắn đều tại tiên vực khắp nơi, đang tại đánh thẳng vào tiên đài cảnh giới, chuẩn bị một bước thành tiên, trở thành tiên nhân trong nháy mắt chính là hai tháng qua hai tháng này đến nay trường thanh tiên quốc trong hoàng cung trong lúc đó không còn tần vấn thiên thân ảnh thanh nhi công chúa cũng không thấy rồi đế trong nội cung có tin tức truyền ra thanh nhi công chúa tựa hồ đang bế quan trùng kích tiên đài cảnh giới sau đó mọi người biết rõ xem ra tần vấn thiên đã ở trùng kích tiên đài cảnh giới ngày đó bị tần vấn thiên nhất kiếm lướt qua cổ họng dương an cùng với cùng tần vấn thiên đại chiến một trận mục phong bọn hắn cũng đã bắt đầu bế quan chính như cùng tần vấn thiên làm cho đoán như vậy hai người hoàn toàn chính xác không thể coi như là nguyên vẹn tiên đài cường giả, nhất là Dương An, hắn hôm nay mới vẻn vẹn chẳng qua là lấy hai loại tinh hồn đúc thành tiên đài, bán tiên đài cũng không tính là, Mục Phong so với Dương An muốn đỡ một ít, hắn hao tốn mấy năm thời gian, đã vượt qua nửa bước tiên đài, tin tưởng chỉ cần tiếp qua vài năm thời gian, một tòa nguyên vẹn tiên đài là có thể đúc thành mà thành. Lúc này, công chúa Trường Bình Phủ tu luyện đài, Tần vấn thiên cảm giác như trước ở đằng kia kim sắc thần linh giống như võ kính mạng ngôi sao phía trên, từng sợi lưu động sáng bóng không ngừng chảy vào đến tần vấn thiên tinh hồn phía trên, chỉ thấy lúc này tần vấn thiên chung quanh thân thể xuất hiện đáng sợ vòng xoáy, cái kia không ngừng hàng lâm hạ xuống hào quang cũng kinh không còn là đơn thuần ngôi sao hào quang, mà là quy tắc ngôi sao ánh sáng, có lực lượng kinh người, chính không ngừng tẩy lễ lấy tần vấn thiên thân thể, tại trong cơ thể hắn lưu động, cuối cùng hướng phía một tòa nguyên phủ mà đi cái này là thất trọng thiên trên võ tính mạng ngôi sao ưu thế, kia bản thân tựa hồ liền lưu động rõ ràng quy tắc lực lượng, câu thông như vậy võ tính mạng ngôi sao, có thể nhanh nhất hoàn thành bước đầu tiên, bắt đầu tiên đài đúc thành, chung quanh may mắn đá cùng với tiên óng ánh chính lấy một tốc độ khủng khiếp tiêu hao, không ngừng chảy vào đến tần vấn thiên trong thân thể, mơ hồ hóa thành một cái kim sắc thân hình hình thái tiên thể, đây là trụ cột nhất tiên đài hình thái. Nương theo lấy thời gian trôi qua, các loại tài nguyên đều tại lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao, vòng trời phía trên, quy tắc lực lượng không hoàn toàn chảy xuống tiên đài dần dần thành hình tiên quang sáng chói tần vấn thiên trên thân thể có đáng sợ tiên quang nở rộ chung quanh hư không phía trên dáng chiều sáng chói một mảnh càng thêm hoa mỹ ngôi sao thiên tượng như ẩn như hiện mang theo quy tắc lực lượng tần vấn thiên phun ra nuốt vào tiên quang cảm giác của hắn hướng phía mặt khác một tòa võ tính mạng ngôi sao mà đi trôi này đáng sợ vương giả chi kiếm thanh kiếm này trên cũng không có quy tắc lưu động nhưng mà tần vấn thiên bản thân đã lĩnh ngộ một tia kiếm chi quy tắc kế tiếp hắn cần dùng tâm cảm ngộ từ nơi này võ tính mạng ngôi sao trong dẫn quy tắc lực lượng lưu động hạ xuống vung vãi tại thân điều này cần đối với quy tắc lực lượng mạnh phi thường lĩnh ngộ mới được tần vấn thiên muốn duy nhất một lần đúc thành nguyên vẹn tiên đài cần một đoạn thời gian rất dài nỗ lực trùng kích tiên đài cảnh giới tuyệt không phải là một lần là xong đấy hắn tiếp tục bế quan lĩnh ngộ không biết thời gian trôi qua tiên cảnh giới tu hành hao nhất thời gian cảnh giới càng cao tu hành càng chậm trăm tuổi bên trong thành tiên chính là khó được tiên kiêu nhân vật, nhưng mà vạn năm ở trong có thể bước vào tiên vương, cũng đã rất rất giỏi rồi. Tiên đài đúc liền thành công về sau, về sau mỗi lần nhiều nhất đúc nhất trọng tiên đài, đều cần trả giá thêm nữa. Trường Thanh Tiên Quốc trong Hoàng Cung, có một tòa phủ đệ, chỗ này phủ đệ tiếp giáp đại đế cư chu đế cung. Tại trong tòa phủ đệ này, một đạo xuất trần áo trắng thân ảnh nhìn về phía vòng trời, cái này áo trắng thân ảnh ánh mắt thâm sâu vô cùng, dường như có thể nhìn xuyên hư không. Xa xa, có thanh loan vang lên, áo trắng thân ảnh ánh mắt thu nhìn về phía thanh loan đã cái kia thanh loan trên lưng xinh đẹp thân ảnh phụ thân cái này xinh đẹp thân ảnh thình lình chính là lúc trước cùng tần vấn thiên từng có gặp mặt một lần lưu ly công chúa đã đến áo trắng thân ảnh thâm sâu trong con người hiện lên một vòng ấm áp thân ảnh ta nghe nói tần vấn thiên đã đến hoàng cung lưu ly công chúa hỏi ừ, đã đến không ít thời gian rồi cùng thanh nhi cùng đi đấy xem ra là bởi vì ngươi lúc trước đối với hắn chỉ dẫn là hắn sao, lưu ly công chúa hỏi, bạch đế ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, cười nhẹ nói, xem ra không sai được. Có muốn hay không nói với đại đế, lưu ly công chúa hỏi, bạch đế khẽ lắc đầu, nói, thuận theo thiên mệnh, nói cho hắn biết, nhân lực liền sẽ cải biến một ít chuyện, người cũng không cần nhúng tay, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Lần đầu tiên 1004 trường tử đế đòi người, canh 4, thanh huyền tiên vực vô biên vô hạn, tiên đế nhân vật mới là một phương bá chủ, tiên vương nhân vật tài năng tính là cường giả tiên đài nhân vật mới xem như bước lên cường giả chân chính đường về phần thiên tượng bình thường đều là thanh niên một đời vũ đài nếu là lớn tuổi như trước vẫn ở vào thiên tượng cảnh giới thành tựu cũng liền có hạn rồi cơ hồ là đứt gãy cường giả đường có thể bước vào tiên cảnh giới giới coi như là không tệ thiên tượng cảnh phóng nhãn vô tận tiên vực chẳng qua là trong sa mạc một hạt cát căn bản chút nào không thấy được tần hỏi trời mặc dù tại trường thanh tiên quốc hoàng cung nhắc lên không nhỏ phong ba nhưng đối với toàn bộ tiên vực mà nói, hắn như trước chẳng qua là không có ý nghĩa một phần tử, rất ít người có thể chú ý đến hắn. Bởi vậy, tần vấn thiên bọn họ bế quan, đối với khắp cả tiên vực mà nói, căn bản cũng không sẽ có nửa điểm rung động, tiên vực thế giới, như trước gió dục mây vần, mạnh được yếu thua, mỗi ngày đều không có cùng cảnh giới cường giả ra đời, hoặc vẫn lạc. Có một việc đã dẫn phát không nhỏ oanh động, tiên vực một vị đỉnh cấp tiên đế tử đế, hắn dẫn đầu cường giả đánh vạn ma đảo, đã dẫn phát tiên vực chấn động, Tiên ma đại chiến, nghe đồn, Tử đế là vì thay con cái báo thù, hắn còn út tử đạo mặt trời, tại cổ đế chi thành thời điểm, bị một vị vạn ma đảo hậu bối cho giết chết hết. Nhưng mà vạn ma đảo như thế nào như vậy dễ giết vào đấy? Chỗ đó tập trung tiên vực cường đại nhất ma tu, có vô số ma môn, dễ giết lục, một ít đỉnh cấp ma đế nhân vật đều là đáng sợ đến mức tận cùng, mặc dù là Tử đế cũng chỉ có thể không công mà về. Vạn ma đảo tuy rằng hỗn loạn, giữa lẫn nhau có vô tận giết chóc cướp đoạt nhưng bọn hắn rồi lại không cho phép tiên vực tiên đế nhân vật đặt chân lãnh địa của bọn hắn, đây là vạn ma chi chủ mệnh lệnh. Mà ngày hôm nay, từ đế còn phái người tới trường thanh tiên quốc hoàng cung, đến đây bái kiến trường thanh đại đế. Đại đế, tự mình tiếp kiến, đế cung trong đại điện, không ít vương hầu nhân vật đều tại, tại đại điện ngoài có một nhóm thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến, cũng là phi phạm nhân vật, toàn bộ đều là tiên vương cấp bậc cường giả, đều không ngoại lệ. Nhất là cầm đầu cái vị kia tiên vương cường giả, thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, ba chừng 40 tuổi, nhưng hắn tuổi thật hiển nhiên xa xa không chỉ, cái này trẻ tuổi tiên vương ánh mắt thâm sâu đáng sợ, mơ hồ lộ ra một cỗ cường thế bá đạo khi khái. Chất nhi tử đạo bái kiến trường thanh thúc phụ, thanh niên này tiên vương đối với trường thanh đại đế khẽ khom người, lộ ra có chút khách khí. Vãn bối bái kiến trường thanh đại đế, sau lưng mọi người tất cả đều khom người, mặc dù bọn họ là tử đế thuộc hạ, nhìn thấy trường thanh đại đế như trước muốn cung kính khách khí. Hiền chất không cần khách khí, sao có rảnh đến ta tiên quốc, trường thanh đại đế lại cười nói. Thúc phụ nên đã biết được, tiểu đệ của ta tử đạo dương tại cổ đế chi thành bị người sát hại, theo điều tra, sát tử đạo dương người chính là vạn ma đảo ma tà, bất quá, cổ đế chi thành thành tiên bảng bài danh tử đạo dương lúc trước chính là tại ma tà phía trên, mặc dù bị vượt qua, thực lực cũng không kém bao nhiêu, hẳn là bị đánh lén ám toán, hơn nữa tử đạo dương có thương tích xu thế bên người, tử đạo đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói, mà kích thương tử đạo dương người, theo hiền chất biết, hôm nay đang tại thúc phủ tiên quốc hoàng cung, người nói là Tần Vấn Thiên đi, việc này ta cũng biết một ít, Tần Vấn Thiên chính là tiểu nữ hảo hữu cứ nghe tại cổ đế chi thành, Tần Vấn Thiên cùng tử đạo dương nghiền chất công khai một trận chiến, đem tử đạo dương nghiền chất kích thương, sau đó tử đạo dương nghiền chất bị ám toán giết chết, làm cho người tiếc hận, chẳng qua là, lúc này hiền chất giận lây sang Tần Vấn Thiên trên người, không khỏi có chút không ổn, trường thanh đại đế chậm rãi mở miệng, tiên quốc vương hầu trong lòng tối run sợ không nghĩ tới đại đế vậy mà vì tần vấn thiên nói chuyện thúc phụ cùng cha ta chính là là bạn tốt, thường xuyên cùng một chỗ uống rượu luận đạo, nhưng mà lại không nghĩ rằng thanh nhi muội muội tại cổ đế chi thành rồi lại cùng tử đạo dương phát sinh xung đột, việc này làm cho người ta thương tâm, bất quá thanh nhi công chúa và tử đạo dương không nhìn được, phụ thân cùng ta tự nhiên cũng sẽ không trách cứ, nhưng tần vấn thiên liên lụy tới tử đạo dương chết, thúc phụ có thể hay không đưa hắn giao cho ta sẽ khiến ta mang đến, tử đạo tiếp tục mở miệng nói, trường thanh đại đế mày nhíu lại dưới, đáp, hiền chất, Tần Vấn Thiên vô luận như thế nào coi như là ta tiên quốc khách nhân, hắn cũng không phải là là sát hại từ đạo dương nhiên chất hung thủ, nếu là người đám có chỗ ân oán, Tần Vấn Thiên đã đi ra tiên quốc sau các người tự hành chấm dứt, sẽ khiến ta trực tiếp đem người giao cho ngươi, không khỏi có chút không quá thỏa đáng, thúc phụ ý từ chất nhi đã minh bạch, cáo từ, tử đạo đối với trường thanh đại đế hơi hơi khom người, lập tức một đoàn người hướng phía ngoài điện thối lui, trường thanh đại đế không có giữ lại, tùy ý tử đạo đám người rời đi chẳng qua là mở miệng nói giúp ta đưa tiễn hiền chất bên ngoài có người lĩnh mệnh nói ra, không có quá lâu lâu, tử đạo đám người đã đi ra tiên quốc hoàng cung. Phụ thân, tề đế trực tiếp đến đây ta tiên quốc hoàng cung đòi người, thật sự là càng ngày càng bá đạo, trường thanh đại đế chi tử trực tiếp mở miệng nói ra, trường thanh đại đế chính là tiên quốc đứng đầu hát vô luận tần vấn thiên có phải là, hay không hoàng cung người, nếu như tại tiên quốc hoàng cung, tử đế trực tiếp tới nơi này đòi người, liền lộ ra có chút không tôn kính trường thanh đại đế rồi. Tần vấn thiên tốt xấu là thanh nhi công chúa dẫn vào hoàng cung đấy, trực tiếp giao cho tử đạo, người khác sẽ như thế nào nghị luận. Hắn từ trước đến nay như vậy bá đạo, trường thanh đại đế cười cười, tâm cảnh ngược lại là có chút bình thản, không có quá để ý, đối phương đến đòi người, hắn không giao là được. Tử đế có lẽ cũng có thể đoán được đại đế gặp cự tuyệt mới đúng, vì sao còn muốn cho tử đạo đến chuyến này mở miệng, có người cao mày nói. Từ tử đạo dương chết, hiển nhiên lại để cho tử đế tâm tình không thế nào tốt, hơn nữa công không tiến vạn ma đảo, cùng với thanh nhi tại cổ đế chi thành không hữu hảo thái độ, tử đế có chút không bình tĩnh, trường thanh đại đế nhìn về phía hư không, bọn hậu bối chiến đấu tuy nói trưởng bối sẽ không tham dự, nhưng chính thức đế vương nhân vật còn nối dõi vẫn lạc, sự tình có thể liền không đơn giản như vậy. Đại đế, tử đế sẽ hay không tự mình đòi người? Có người lo lắng hỏi, tử đế là tiên vực bình cấp đại đế, thực lực khả năng tại đại đế phía trên, nếu như hắn tự mình ra mặt, đại đế đều không tiện cự tuyệt. Tần Vấn Thiên cũng không có giết tử đạo mặt trời, hắn một cái đỉnh cấp tiên đế không mở được loại này cửa chuyện này hắn hẳn là giao cho tử đạo chịu trách nhiệm ngược lại thật là rất nghiêm túc vậy mà giận lây sang tần vấn thiên trường thanh đại đế lắc đầu nói ra xuất động tử đạo cùng với mấy vị tiên vương nhân vật đây đã là vô cùng coi trọng đối với tần vấn thiên mà nói cái này tuyệt không phải là tin tức tốt gì chính đang bế quan tần vấn thiên hiển nhiên sẽ không biết việc này hắn cũng thật không ngờ từ tử, tử đạo dương chết sẽ bị giận chó đánh mèo đến trên người hắn đương nhiên đây cũng là bái tiêu lãnh nguyệt ban tặng tử đế điều tra từ tử đạo dương chết, đã tìm được ra cổ đế chi thành tiêu lãnh nguyệt, tiêu lãnh nguyệt đối với tần vấn thiên hận ý có thể là không có tiêu trừ, vì vậy tại tử đế trước mặt nói đi một tí bất lợi với tần vấn thiên mà nói, thậm chí, còn có một chút đối với thanh nhi bất lợi lời nói.